Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 66. Hoa hậu Đại Thánh là đệ nhất nhân xưa nay, công tham tạo hóa, công đức vô lượng, Phong Tiểu Hữu có thể lĩnh ngộ được đạo của Hoa hậu Đại Thánh là tạo hóa lớn, tương lai tiền đồ sáng lạn. Ta định mời Phong Tiểu Hữu làm thành chủ thứ 9 Hỗn Độn Thành, không biết ý của Tiểu Hữu thế nào. Thành chủ thứ 9 Hỗn Độn Thành. Các thành chủ Hỗn Độn Thành kinh ngạc nhìn hướng thành chủ thứ 2 Hỗn Độn Thành, vẻ mặt khó hiểu. Địa vị thành chủ Hỗn Độn Thành cao cả, nói một câu có thể điều động đại quân của bất cứ trung ương vương triều nào, ngồi ngang hàng với chúa tể một số trung ương vương triều, ra vào nhiều cấm địa nhân tộc, sẽ không ai ngăn cản thành chủ Hỗn Độn Thành. Đây không đơn giản là danh hiệu, còn có năng lực điều khiển nhiều tài nguyên. Phong Phi Vân rất ngạc nhiên. Thành chủ thứ 4 Hỗn Độn Thành lên tiếng. Thế này không tốt lắm, Phong Phi Vân còn qua trẻ tuổi, không có nhiều công tích, hành xử chưa đủ trầm ổn. Nếu phong hắn làm thành chủ thứ 9 Hỗn Độn Thành sẽ bị chê trách. Thành chủ thứ 2 Hỗn Độn Thành xua tay, cười nói. Có thể lĩnh ngộ pháp tướng Hoa hậu Đại Thánh đã xem như đệ tử của Hoa hậu Đại Thánh, hắn không có tư cách làm thành chủ thứ 9 Hỗn Độn Thành thì ai có. Thành chủ thứ 6 Hỗn Độn Thành lên tiếng. Quyền lợi thành chủ Hỗn Độn Thành quá lớn, cần thận trọng suy xét. Hay hỏi ý kiến thành chủ thứ nhất Hỗn Độn Thành xem sao. Thành chủ thứ hai Hỗn Độn Thành nói. Đây là ý của thành chủ thứ nhất Hỗn Độn Thành. Các thành chủ Hỗn Độn Thành khác im bặt. Thành chủ thứ nhất Hỗn Độn Thành là thành chủ thật sự của Hỗn Độn Thiên Thành, địa vị không người sánh được. Nếu đây là ý của thành chủ thứ nhất Hỗn Độn Thành thì Phong Phi Vân xem như ngồi vững trên ghế thành chủ thứ 9 Hỗn Độn Thành. Phong Phi Vân không từ chối, có danh hiệu này về sau làm việc tiện lợi hơn. Phong Phi Vân biết lão già thành chủ thứ hai Hỗn Độn Thành cho hắn vị trí đó là có mục đích riêng. Ví dụ trong hội luận đạo vạn tộc sắp tới, Phong Phi Vân là thành chủ thứ 9 Hỗn Độn Thành thì phải tham gia, dốc sức cho nhân tộc. Trên đời này không có bữa cơm miễn phí, ngồi ở ghế nào phải làm chuyện đó. Thành chủ thứ hai Hỗn Độn Thành như cáo già, giao lệnh bài thành chủ thứ 9 Hỗn Độn Thành cho Phong Phi Vân xong chậm rãi nói. Không lâu sau là hội luận đạo vạn tộc, chia làm vương giả luận đạo, chí tôn luận đạo. Nhân tộc dự định nương hội luận đạo lần này trùng kích thái cổ thánh tộc, nên vương giả luận đạo hay chí tôn luận đạo đều phải biểu hiện ra ưu tú, mạnh mẽ tuyệt đối. Dù không bằng 4 yêu tộc nhưng phải thắng 36 thái cổ thánh yêu tộc. Phong Phi Vân hiểu ý, cười nói. Hiểu rồi. Thành chủ thứ hai Hỗn Độn Thành tiếp tục bảo. Giao hội luận đạo vạn tộc cho các ngươi càng biểu hiện ưu tú thì giúp ích nhiều hơn cho nhân tộc trùng kích thái cổ thánh tộc. Ngươi đã biết nên làm sao thì hãy lui xuống đi. Giờ đây địa vị của Phong Phi Vân ngang ngửa các thành chủ Hỗn Độn Thành, hắn không cần hành lễ với bọn họ nữa. Phong Phi Vân lắc người biến mất tại chỗ. Phong Phi Vân loay hoay lệnh bài thành chủ thứ 9 Hỗn Độn Thành, nhếch môi. Phong Phi Vân bước xuống thềm đá ngọc thạch, từ xa thấy nữ nhân mặc áo xanh, đeo khăn che mặt đứng dưới bậc thềm. Nàng như phỉ thúy điêu hình người. Phong Phi Vân cất lệnh bài, tiến lên nghênh đón, cười nói. Thánh nữ điện hạ cũng đến gặp mấy vị thành chủ Hỗn Độn Thành. Vóc dáng hiên viên nhất nhất mảnh khảnh như vầng trăng khuyết, thanh tú tuyệt trần, đẹp như ảo mộng, đôi mắt phủ sương mù. Hiên viên nhất nhất không nhìn Phong Phi Vân mà ngó hướng tiên cung bay đằng xa. Hiên viên nhất nhất nói. Ta đã chờ ngươi ở đây 3 canh giờ. Thì ra thánh nữ điện hạ chuyên môn đến tìm ta. Phong Phi Vân mỉm cười hỏi. Ủa, thất quận chúa không đi cùng thánh nữ điện hạ sao? Hiên viên nhất nhất lườm Phong Phi Vân. Tổ tử nói giữa nàng và ngươi có thù không đội trời chung, sớm muộn gì sẽ tìm ngươi tính sổ. Phong Phi Vân chỉ cười, không để bụng. Nữ nhân khác gặp chuyện như vậy mừng còn không kịp, thế mà nàng lại bài xích. Thế giới của nam nhân bà thật khó hiểu. Nếu thánh nữ điện hạ không có chuyện gì quan trọng thì ta xin đi trước, đêm nay cửu thiên tiên nữ hẹn ta đi dạo Hỗn Độn Thiên Thành. Ta không thể thất hứa với giai nhân. Ngày mai ta sẽ tự mình đến cổ kiếm trai sau. Chuyện của ta, rất quan trọng. Cổ kiếm bay ra khỏi vỏ phát ra tiếng rồng ngâm, xẹt qua da đầu Phong Phi Vân, cắt đứt 2 sợi tóc. Phong Phi Vân đứng lại ngay, sống lưng lạnh toát, mồ hôi thấm ướt áo. Cổ kiếm tự động bay về vỏ kiếm. Phong Phi Vân không bước ra thêm bước nữa, không ngờ hiên viên nhất nhất mà giận thì bá đạo như nữ ma. Được rồi, đi đi. Cuối cùng Phong Phi Vân không dến gặp Cửu Thiên Yên Vũ, hắn theo hiên viên nhất nhất trở về cổ kiếm trai.
Hiên Viên Nhất Nhất hỏi. Ngươi thật sự quen một vị thánh linh đế gia? Hiên Viên Nhất Nhất chớp chớp mắt, trong mắt chứa mong đợi, đôi mắt sáng như sao. Phong Phi Vân không giải thích nhiều, trực tiếp lấy ra đế thánh bội, quan tài hoàng thạch. Nắp quan tài mở, thánh quang mông lung tràn ra. Một xác ướp cổ rách nát nằm trong thánh quang, toát ra khí thánh linh cực kỳ khổng lồ. Phong Phi Vân nói, đây là thi cốt của đế chủng, tiên hiền đế gia. Ta đã hứa với tiền bối sẽ đưa xác về đế gia, thánh nữ điện hạ đã là người của đế gia thì ta giao lại chuyện này cho thánh nữ, xem như hoàn thành dặn dò cuối cùng của tiền bối. Đây là tổ tiên của đế gia. Hiên Viên Nhất Nhất quỳ lại hướng đế chủng nằm trong quan tài hoàng thạch, nàng rất kích động. Đây là di thể của tổ tiên lưu lạc bên ngoài ức vạn năm bây giờ trở về. Vị thánh linh ra tay trong thủy nguyệt thiên cảnh là tổ sư. Người còn ý niệm bất diệt. Mỗi người đều có tổ tiên, tôn kính với tổ tiên cũng là kính trọng sinh mệnh của mình. Phong Phi Vân kể rõ từ đầu đến cuối cho Hiên Viên Nhất Nhất nghe, nàng có tư cách biết mọi thứ, hắn không giấu giếm điều gì. Lúc trước điều khiển đế chủng tiền bối chiến đấu trong thủy nguyệt thiên cảnh không phải bất kính với lão nhân gia. Hy vọng thánh nữ điện hạ hiểu cho. Hiên Viên Nhất Nhất đứng dậy, thướt tha yêu kiều. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Người đã tu luyện đại diễn thuật, trong người có thánh linh nội đan, tổ tiên xem như là một nửa sư phụ của ngươi. Người điều khiển tổ tiên chiến đấu vốn là vì nhân loại, dù tổ tiên còn ý chí bất diệt cũng sẽ cảm kích ngươi, không trách tội ngươi. Tổ tiên đã nhờ ngươi đưa về nhà vậy ngươi nên hoàn thành nhiệm vụ. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi. Tại sao vậy? Hiên Viên Nhất Nhất trả lời. Vì chỉ có người điều khiển được di thể của tổ tiên, hội luận đạo vạn tộc cần có lực lượng này. Sau hội luận đạo vạn tộc ta sẽ tự mình mang ngươi về đế gia. Phong Phi Vân gật đầu, đang định đóng nắp quan tài đột nhiên lòng nổi lên cảnh sát, lông tơ dựng đứng. Cánh tay Phong Phi Vân ôm cổ Thiên Nga, đè Hiên Viên Nhất Nhất vào quan tài hoàng thạch. Phong Phi Vân, ngươi! Mắt Hiên Viên Nhất Nhất chứa tức giận định đánh ra kiếm quyết phản kích. Phong Phi Vân cũng nhảy vào quan tài hoàng thạch, hai tay từ sau lưng ôm thân thể ngọc ngà. Đôi tay Phong Phi Vân như kiềm sắt giam cầm Hiên Viên Nhất Nhất. Hiên Viên Nhất Nhất càng tức giận, cổ kiếm rung rinh. Đột nhiên bên trên giáng xuống lực lượng mạnh mẽ đánh vào lưng Phong Phi Vân sau đó va chạm vào lưng Hiên Viên Nhất Nhất. Hiên Viên Nhất Nhất như bị tia chớp đánh trúng, phun ngụm máu, rơi xuống dưới quan tài hoàng thạch. Không gian trong quan tài hoàng thạch rất lớn. Khắp nơi là xiềng xích, rậm rạp như một tòa địa ngục quỷ cung. Bùm 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 bùm. Hai người bị lực lượng mạnh mẽ oanh kích, đụng gãy mấy trăm sợi xích, tiếp tục chìm xuống. Phong Phi Vân chịu lực lượng nặng nề hơn Hiên Viên Nhất Nhất, lưng máu me be bét, cột sống suýt gãy, linh hồn suýt bị đánh tan. Hừm, trốn vào trong quan tài. Tự tìm đường chết, bây giờ các ngươi có muốn trốn cũng không thoát được, quan tài sẽ là nơi chôn xác của các ngươi. Một bóng người toàn thân tỏa ánh sáng đen bay vào quan tài hoàng thạch. Bóng người như lửa ma màu đen xuyên qua các sợi xích sắt, thanh âm cực kỳ chói tai, cảm giác lạnh thấu xương. Phong Phi Vân, Hiên Viên Nhất Nhất ổn định thân thể, đứng trên một sợi xích. Có Phong Phi Vân ở bên trên chặn lại lực lượng của người này, Hiên Viên Nhất Nhất không bị thương quá nặng. Mới rồi Phong Phi Vân phát hiện có người đánh lén, dùng luân hồi tật tốc có thể né qua, nhưng Hiên Viên Nhất Nhất chết chắc. Phong Phi Vân đành chui vào quan tài hoàng thạch, cứng rắn đỡ đòn của đối phương mới giữ được hai mạng sống. Phong Phi Vân lau máu dính khóe môi, nhìn bóng đen bên trên. Phong Phi Vân lạnh lùng cười. Giả thần giả quỷ, ngươi không dám gặp người bằng bộ mặt thật. Ngươi là thành chủ thứ 4 hỗn độn thành đúng không? Bóng đen cười khẩy nói. Thật là hậu sinh khả úy. Ánh sáng đen thu vào cơ thể, thành chủ thứ 4 hỗn độn thành hiện hình. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành đứng trên xích sắt như thiên thần nhìn xuống Phong Phi Vân, Hiên Viên Nhất Nhất. Hiên Viên Nhất Nhất hỏi. Đúng là ngươi, tại sao ngươi muốn giết chúng ta? Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành chắp hai tay sau lưng, đi trên sợi xích to, gã tựa như vô thượng phán quán quyết định sống chết. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành lạnh lùng cười. Mục tiêu của ta là Phong Phi Vân, ngươi chưa đủ tư cách làm ta ra tay. Nhưng ngươi đã biết thân phận của ta. Cũng phải chết. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Nếu ta gặp nguy hiểm thì thánh thần sẽ biết, tuy ngươi mạnh nhưng thánh thần có thể cách xa ức vạn dặm búng tay giết ngươi. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành khinh thường cười.
Hiện tại Thủy Nguyệt Thánh Thần đang đấu pháp với một tồn tại cường đại, không rảnh quan tâm sự sống chết của ngươi. Phong Phi Vân nói, Thánh Nữ Điện Hạ đừng nói nhiều với hắn, đó là kẻ ẩn núp vực ngoại, hôm nay hoặc hắn chết hoặc chúng ta tiêu. Ánh mắt thành chủ thứ 4 hỗn độn thành sắc bén chừng Phong Phi Vân. Ngươi biết quá nhiều. Khí thế ngập trời phát ra từ người thành chủ thứ 4 hỗn độn thành, mây lửa bốc cháy quanh thân. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành chỉ vào Phong Phi Vân. Một chỉ chứa ma lực, như tiên nhân chỉ đường điểm vào người Phong Phi Vân. Không gian và thời gian ngừng lại. Tất cả đạo tắc chứa trong cái chỉ này, không thể tránh né. Lực lượng quá mạnh, thành chủ thứ 4 hỗn độn thành lĩnh ngộ đạo thánh linh sâu sắc hơn Phong Phi Vân. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành chắc chắn là bán thánh. May mắn Phong Phi Vân đã cầm đế thánh bội trong tay, giờ tới lúc sử dụng nó. Khí thánh linh rót vào đế thánh bội. Trong đế thánh bội phát ra lực lượng thánh linh, tỏa sáng rực rỡ như vầng trăng bay lên, đánh thủng một lỗ lực lượng ngón tay thành chủ thứ 4 hỗn độn thành, ánh sáng bay trở về. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành chẳng những không giật mình còn rất mừng rỡ. Một nửa thánh linh dụng cụ. Cánh tay thành chủ thứ 4 hỗn độn thành hiện ra một vòng bảo ấn di chuyển hai loại lực lượng trái ngược. Hỗn loạn chi thủ. Hư không võ nát, các bàn tay bay hướng đế thánh bội, muốn cướp ngọc bội. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành thi triển một chiêu diệu thuật, chuyên môn cướp linh khí chiến binh của người ta. Vù 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 vù. Ngón tay hiên viên nhất nhất bắt ấn kiếm quyết, cổ kiếm bay ra từ sau lưng nàng. Cổ kiếm như sao băng đâm vào trán thành chủ thứ 4 hỗn độn thành. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành vung tay, hỗn loạn chi thủ kiềm chặt kiếm phong của cổ kiếm, luyện hóa kiếm ý thu vào tay mình. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành chém kiếm vào hiên viên nhất nhất. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành bắt chiến binh linh khí của người ta rồi biến thành của mình. Hiên viên nhất nhất không hoảng hốt, thi triển thiên nhai gang tấc bộ, một bước chân trời. Hiên viên nhất nhất tạt ngang ra xa, lấy thiên nhai thước ra đánh một thước. Ánh sáng thánh linh như dòng sông trắng bay ra. Phong Phi Vân đứng một hướng khác, cầm đế thánh bội như cầm minh kính, bắn ra một cột sáng. Phong Phi Vân, hiên viên nhất nhất hết sức cẩn thận, không tùy tiện tung ra chiến binh nữa. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành cầm cổ kiếm vẽ một vòng hình thành thái cực bát quái ấn, tiêu trừ lực lượng của Phong Phi Vân, hiên viên nhất nhất. Đây là tu vi bán thánh. Phong Phi Vân, hiên viên nhất nhất giật nảy mình, thành chủ thứ 4 hỗn độn thành nhẹ nhàng tiêu trừ một kích hai người dốc hết sức. Còn là công kích phát ra từ thánh linh dụng cụ. Phong Phi Vân, hiên viên nhất nhất không biết rằng thành chủ thứ 4 hỗn độn thành phòng thủ chẳng dễ dàng chút nào, trong lòng giật mình hơn hẳn hai người. Hai tiểu bối có lực lượng đối kháng với bán thánh, may mắn họ trốn vào quan tài, nếu ở bên ngoài thì Phong Phi Vân và hiên viên nhất nhất muốn đi chưa chắc bán thánh giữ lại được. Ta chủ đạo phụ. Phong Phi Vân không sử dụng đế thánh bội nữa. Hắn thi triển luân hồi tật tốc nhanh như chớp lao hướng thành chủ thứ 4 hỗn độn thành, đánh ra Phật thủ ấn to lớn. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành sử dụng hỗn loạn chi thủ, nếu dùng đế thánh bội hay chiến binh khác sẽ bó tay bó chân, không mạnh bằng đánh sáp lá cà. Phong Phi Vân mạnh nhất là thân thể. Người mơ cứng giá đối đầu với bán thánh, đúng là tìm chết. Cánh tay thành chủ thứ 4 hỗn độn thành phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa chấn nát cổ kiếm thành trăm mảnh nhỏ như mưa sao băng bay hướng Phong Phi Vân. Rào rào, rào rào. Thế đi của Phong Phi Vân không giảm, để hơn 10 vết thương trên người. Phong Phi Vân vỗ trưởng xuống đầu thành chủ thứ 4 hỗn độn thành. Đôi tay thành chủ thứ 4 hỗn độn thành ngưng tụ thần quang trời trăng, như nâng một mặt trời và một mặt trăng. Nhưng lực lượng càn khôn trưởng ấn thiên địa vượt ngoài dự đoán của thành chủ thứ 4 hỗn độn thành. Trời trăng bị đánh nát, thành chủ thứ 4 hỗn độn thành văng ra ngoài, đụng gãy mấy chục sợi xích sắt. Trời, lực lượng thật mạnh. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành cảm giác cánh tay tê dại, Phong Phi Vân thể hiện lực lượng mạnh còn hơn lúc gã dốc hết sức ra chiêu. Mãi lúc này thành chủ thứ 4 hỗn độn thành mới chính thức nhìn thẳng tiểu bối trẻ tuổi trước mắt mình. Phong Phi Vân không cho thành chủ thứ 4 hỗn độn thành cơ hội thở dốc, vạn thú chiến thể hiện ra, một cú đấm với lực công kích gấp vạn lần. Tất cả sợi xích trong quan tài hoàng thạch đứt đoạn, thành chủ thứ 4 hỗn độn thành lại trúng đòn, cánh tay chảy máu. Càn khôn trưởng ấn thiên địa. Vạn thú chiến pháp. Càn khôn trưởng ấn thiên địa. Phong Phi Vân liên tiếp đánh ra 19 kích, mỗi một kích toàn dốc hết sức, tiến tới không lùi bước. Phong Phi Vân đánh sướng tay.
đẩy thành chủ thứ 4 hỗn độn thành lùi 19 lần. Đôi tay thành chủ thứ 4 hỗn độn thành nát bét, mặt già càng lúc càng vặn vẹo dữ tợn. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành giống to, phun ra hơi thở. Gió mạnh nổi lên, một cục đá to cỡ móng tay bay ra khỏi miệng thành chủ thứ 4 hỗn độn thành. Cục đá nhỏ xíu nhưng đầy hoa văn rậm rạp, lực lượng hủy diệt làm người dùng mình. Không thể ngăn chặn lực lượng hủy diệt này, ngực Phong Phi Vân bị xuyên thủng một lỗ máu. Máu dính vào cục đá nhanh chóng héo tàn, màu thâm hơn, tử khí âm trầm. Vết thương nhỏ nhưng sức phá hoại nghiêm trọng hơn, Phong Phi Vân bị chém thành hai khúc. Đạo tắc trong cơ thể Phong Phi Vân bị đánh tan, sức sống bị rút sạch. Cơ thể săn chắc nhanh chóng héo tàn, như lá cây bị lửa đốt cháy ra cho. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành thu về hòn đá nhỏ, nó lơ lửng trong lòng bàn tay gã. Hòn đá bất quy tắc, mỗi mặt đan xen hoa văn khó hiểu. Khí tử vong bao bọc hòn đá hình thành ảo ảnh đầu lâu xám trên bề mặt hòn đá. Đây là một khối bia thạch nhỏ của diệt thế thần bia, tuy không bằng 10 phần vạn diệt thế thần bia nhưng vẫn chứa lực lượng hủy diệt không thể ước đoán. Một khi bị nó đánh trúng, tất cả sự sống, đạo tắc trong người sẽ bị phá hư hết, tu vi cao mấy cũng vô dụng. Phong Phi Vân, bây giờ ngươi đã là nửa người chết. Buộc ta sử dụng diệt thế thần thạch, ngươi đã rất ghê gớm. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành đứng thẳng, mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn sinh mệnh Phong Phi Vân bị lực lượng diệt thế ăn dần. Diệt thế thần bia. Người Phong Phi Vân lạnh lẽo, khối xương phượng mất đi chất co giãn, khí thánh linh bị xoe tan. Không có lực lượng nào ngăn nổi sức phá hoại của diệt thế thần bia. Hiên Viên Nhất Nhất hết hồn, nàng bước ra một bước chân trời góc bể. Hiên Viên Nhất Nhất chắn trước mặt Phong Phi Vân, quan tâm hỏi. Như thế nào? Mặt Phong Phi Vân trắng bệch, miệng vết thương chảy ra khí lưu tím đen lan tràn toàn thân. Phong Phi Vân cười gượng. Không sao. Nói xong Phong Phi Vân nhắm mắt lại, thân thể như diều đứt dây rơi xuống dưới. Đùa, thời kỳ thái cổ dính phải hơi thở diệt thế thần bia thì thánh linh còn phải chết, huống chi Phong Phi Vân cách cảnh giới thánh linh rất xa. Hiên Viên Nhất Nhất biến sắc mặt hét lên. Phong Phi Vân. Ha 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 ha. Dính phải hơi thở diệt thế thần bia là chết chắc, thánh linh cũng không cứu hắn được. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành thi triển Nhật Nguyệt Bảo Ấn công kích Hiên Viên Nhất Nhất. Thiên nhai thước nằm trong tay ngươi là phí của trời. Hiên Viên Nhất Nhất buộc phải thi triển thiên nhai gang tấc bộ né tránh, nhưng vẫn bị thành chủ thứ 4 hỗn độn thành tấn công dồn dập. Lối ra quan tài hoàng thạch bị thành chủ thứ 4 hỗn độn thành canh chừng, không đường trốn ra. Hiên Viên Nhất Nhất muốn dùng thiên nhai thước đánh nát quan tài hoàng thạch nhưng thành chủ thứ 4 hỗn độn thành không cho nàng cơ hội này, buộc nàng phải phòng thủ chặt chẽ. Rất nhanh Hiên Viên Nhất Nhất bị lực lượng bán thánh cường đại đánh bị thương, sớm muộn gì sẽ bị chấn áp. Phong Phi Vân đã chết sao? Đương nhiên không. Trong người Phong Phi Vân có một giọt tinh huyết đại thánh như thần đăng mãi không tắt, khí tử vong của diệt thế thần bia cũng không đến gần tinh huyết đại thánh được. Giọt tinh huyết đại thánh bảo vệ thánh linh nội đan của Phong Phi Vân. Khí diệt thế thật mạnh, chỉ có một lũ nhỏ đã rất mạnh. Phượng cốt, khí thánh linh đều không thể ngăn cản, chỉ có tinh huyết đại thánh miễn cưỡng đối kháng. Bây giờ phải làm sao đây? Tinh huyết đại thánh chỉ ngăn được một lúc, khi nó tiêu hao hết ta sẽ chết. Phong Phi Vân nhớ đến thanh đồng cổ thuyền, hắn từng thấy cái bóng diệt thế thần bia trong thế giới thuyền cổ, ảo ảnh cũng chứa lực lượng diệt thế. Thanh đồng cổ thuyền có thể chịu đựng nó mà không sợ bị hủy diệt. Giờ chỉ có thanh đồng cổ thuyền là cứu mạng Phong Phi Vân được. Suy nghĩ của Phong Phi Vân rất chính xác. Khi Long Mã Hà Đồ vận chuyển, trong người Phong Phi Vân sinh ra vòng xoáy, lực lượng diệt thế bị hút vào thanh đồng cổ thuyền. Trong thanh đồng cổ thuyền xảy ra biến đổi gì thì Phong Phi Vân không rõ, ít nhất lực lượng diệt thế đã biến mất, lấy thánh linh nội đan làm trung tâm sức sống nhanh chóng phục hồi. Rất nhanh Phong Phi Vân lại rồi rào sức sống, hắn nuốt 10 viên vũ hóa huyết đan, huyết khí nhanh chóng mạnh mẽ hơn. Phong Phi Vân mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành. Phong Phi Vân không tùy tiện ra tay, thành chủ thứ 4 hỗn độn thành nắm giữ một khối nhỏ diệt thế thần thạch, đây là vũ khí hủy diệt. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm xác đế trùng. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành cho rằng Phong Phi Vân đã chết, không phân ra thần thức quan sát hắn. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành tập trung đối phó Hiên Viên Nhất Nhất, nàng là thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, trong tay còn nắm giữ thánh linh dụng cụ. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành phải giết Hiên Viên Nhất Nhất,
cướp thánh linh dụng cụ trong tay nàng. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành rất ghen tị. Hừ hừ, thế hệ trẻ mà có tu vi như thế, làm người ta sợ hãi. Cho ngươi thêm mấy chục năm thì chẳng phải là tu vi vượt qua lão phu. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành tu luyện hơn 2 vạn năm mới đến cảnh giới vũ hóa đệ thất trọng, Hiên Viên Nhất Nhất và Phong Phi Vân chỉ tu luyện mấy chục năm đã có thể đối kháng với gã. Thiên phú như thế có đủ tư cách trùng kích thánh linh. Tuy Hiên Viên Nhất Nhất nắm giữ thánh linh dụng cụ nhưng tu vi cách biệt quá lớn với thành chủ thứ 4 hỗn độn thành, dù nàng sử dụng thánh linh dụng cụ chỉ tạo ra tổn thương hữu hạn. Muốn giết bán thánh khó hơn lên trời. Cuối cùng Hiên Viên Nhất Nhất bị thành chủ thứ 4 hỗn độn thành bắt. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành giật lấy thiên nhai thước, trong mắt tràn đầy hưng phấn, thân thể kích động run rẩy. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành vuốt ve thiên nhai thước. Thánh linh dụng cụ, nguyên nhân tộc chỉ có gần 10 cái, mỗi món là thánh binh hủy thiên diệt địa. Thủy Nguyệt Thánh Thần yên tâm giao thánh linh dụng cụ cho một nữ hài tử, nàng có thể phát huy bao nhiêu uy lực thánh linh dụng cụ được. Không hiểu thánh linh dụng cụ quý giá, có nó thì dưới thánh linh không bao nhiêu người đánh lại ta, ha 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 ha. Tiếng cười ngừng bặt như bị ai bóp cổ, thành chủ thứ 4 hỗn độn thành xoay người lại, kinh hoàng nhìn Phong Phi Vân bay sau lưng gã. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành hãi hùng như thấy lệ quỷ. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành hỏi. Ngươi, chưa chết. Phong Phi Vân nói. Đương nhiên ta không chết, người chết là ngươi. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành giật mình một giây sau đó cười nói. Tiểu tử, nếu ngươi thừa dịp vừa rồi ta không chú ý chạy ra quan tài hoàng thạch có lẽ ngươi còn cơ hội sống, giờ thì. Ta đành tiễn ngươi xuống địa ngục một lần nữa. Phong Phi Vân cười nói. Chưa đi địa ngục nhưng đã xông quỷ môn quan một lần. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành cầm thiên nhai thước, chuẩn thánh chưa chắc lọt vào mắt gã chứ nói gì tiểu bối thế hệ trẻ. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành vung một thước là đánh Phong Phi Vân hồn phi phách tán. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành giơ thiên nhai thước lên, chưa kịp đánh xuống thì bị một cánh tay khô đét vỗ bay. Mặt da hõm xuống, xương gò má và cằm nát, một con mắt rất tròng, bộ dạng thành chủ thứ 4 hỗn độn thành rất đáng sợ. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành kinh khủng hét lên. Là ai? Vù 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 vù. Đế chủng như ma quỷ đứng trước mặt thành chủ thứ 4 hỗn độn thành. Đế chủng không mặc áo da phượng vảy rồng, cơ thể rách nát không thành hình, da thịt nhăn nheo như thây khô. Đế chủng lẳng lặng nhìn thành chủ thứ 4 hỗn độn thành. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành bị đế chủng tát một cái đánh bể nửa đầu, lòng rất tức giận. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành tụ tập lực lượng vào thiên nhai thước. Sức mạnh thánh linh bộc phát từ thiên nhai thước, khí thế mạnh hơn lúc Hiên Viên Nhất Nhất sử dụng gấp 30 lần. Quan tài hoàng thạch bị lực lượng này chấn nứt vỡ. Bốp! Đế chủng tát tai, đầu thành chủ thứ 4 hỗn độn thành lún xuống thân thể chỉ còn lại hai vai, như biến thành cái xác không đầu. Bốp! Đế chủng lại vung tay đánh nát cánh tay thành chủ thứ 4 hỗn độn thành. Đế chủng giật lại diệt thế thần thạch, thiên nhai thước ném cho Hiên Viên Nhất Nhất, Phong Phi Vân. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành bị đánh không thành hình người nhưng sức sống mạnh mẽ, chưa chết. Rất nhanh đầu và cánh tay thành chủ thứ 4 hỗn độn thành mọc ra. Trong mắt thành chủ thứ 4 hỗn độn thành tràn ngập kinh khủng. Thánh linh. Bốp. Đế chủng ra tay độc ác, đánh nát ba linh hồn thành chủ thứ 4 hỗn độn thành, tổn thương nặng. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành quỳ rạp dưới đất, miệng hộc máu, không có sức đứng dậy. Không phải đế chủng không giết được thành chủ thứ 4 hỗn độn thành mà vì Phong Phi Vân chưa muốn gã chết. Thánh linh nội đan bay ra khỏi người đế chủng, cơ thể đế chủng tự động té dưới đất, khí thế rút về người. Phong Phi Vân thu thánh linh nội đan vào người, bước tới trước mặt thành chủ thứ 4 hỗn độn thành. Phong Phi Vân hỏi, cho ta biết, ngươi có phải là kẻ ẩn núp vực ngoại không? Khụ khụ. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành quỳ rạp dưới đất, tiếng cười khàn khàn âm trầm. Miệng chảy máu ồ ạt. Tiểu tử, người có tư cách gì thẩm vấn lão phu? Mắt Phong Phi Vân lạnh lùng nói. Tốt nhất hãy cho ta danh sách kẻ ẩn núp vực ngoại, vậy thì sẽ bớt chịu đau đớn. Khó khăn lắm mới bắt được một kẻ ẩn núp vực ngoại, quyết định hỏi han kỹ càng. Nếu biết tin tức kẻ ẩn núp vực ngoại từ miệng thành chủ thứ 4 hỗn độn thành thì có thể chủ động tấn công, Phong Phi Vân không cần bị động chờ bọn họ đến giết. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành cười càng nhanh chanh. Ngươi quá xem thường ý chí bán thánh. A, à, Phong Phi Vân nhíu mày, biến sắc mặt. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành định tự bảo.
nếu một vị bán thánh tự bạo thì Phong Phi Vân, Hiên Viên nhất nhất sẽ chôn cùng. Phong Phi Vân vội đánh ra một lực lượng tử kiếp giết chết thành chủ thứ 4 hỗn độn thành, diệt linh hồn, chỉ còn cái xác ngã dưới đất. Phong Phi Vân không vui chút nào, mặt xanh mét, những kẻ ẩn núp vực ngoài ý chí kiên cường, thân phận bị lộ liền tự bạo, không thể hỏi được gì từ miệng bọn họ. Cũng đúng, Thủy Nguyệt Đình trả giá nhiều, còn dụ thánh linh ra nhưng không bắt được một tên. Tất cả tự nổ chết, Thủy Nguyệt Đình còn bó tay với kẻ ẩn núp vực ngoại chứ nói chi là ta bây giờ. Phong Phi Vân không tìm được thứ gì hữu dụng từ người thành chủ thứ 4 hỗn độn thành, chỉ có nhiều linh thạch, đan dược, linh khí. Phong Phi Vân gọi hai con rối địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương ra, giao xác thành chủ thứ 4 hỗn độn thành cho chúng nó. Xác bán thánh là đan dược tốt nhất cho địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương. Trong cuộc chiến ở Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, hai con rối được ích lợi lớn. Địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương nuốt nhiều huyết thi, sức chiến đấu tăng vọt. Sau khi nuốt huyết thi bán thánh thành chủ thứ 4 hỗn độn thành, địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương lại tiến bộ mảng lớn, có sức chiến đấu đánh ngang ngửa với vương giả thế hệ trẻ. Ra khỏi quan tài hoàng thạch, Phong Phi Vân rời khỏi cổ kiếm trai, đi qua hậu miếu. Hiên Viên nhất nhất báo cáo chuyện này về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành dù gì là đại nhân vật nhân tộc, gã biến mất cần có cái cớ nói cho mọi người. Từ Thủy Nguyệt Thánh Thần ra mặt giải thích là tốt nhất. Qua trận chiến với thành chủ thứ 4 hỗn độn thành, Phong Phi Vân nhận ra khuyết điểm của mình. Tuy Phong Phi Vân có thực lực đối kháng với bán thánh nhưng thật sự đánh nhau thì còn thiếu nhiều thứ. Ví dụ năng lực ứng biến, khả năng khống chế đạo tắc, còn có khí thế. Phong Phi Vân thua đám bán thánh tiền bối mảng lớn, mấy thứ này hắn phải tự mình cảm nhận, trưởng thành trong chiến đấu. Giấc mơ kiếp trước không thể bù đắp thiếu sót. Đương nhiên đây là trong tình huống Phong Phi Vân không hóa rồng, nếu hóa rồng thì sức chiến đấu càng kinh khủng hơn, đủ đánh bại bán thánh thất trọng. Huống chi Phong Phi Vân có áo da phượng vảy rồng, nếu hắn mặc nó vào tu vi đủ sức đối kháng với chuẩn thánh. Nhưng Phong Phi Vân hóa rồng càng nhiều lần, sau khi hóa rồng yêu tính và ma tính trong người càng khó khống chế. Không đến lúc bất đắc dĩ Phong Phi Vân không sử dụng chiêu này, trời biết về sau yêu tính và ma tính có khống chế hắn ngược lại không. Nếu mới rồi Phong Phi Vân dùng cách hóa rồng đánh bại thành chủ thứ 4 hỗn độn thành thì giờ này Hiên Viên nhất nhất đã mất trình, Thủy Nguyệt Đình không giết hắn mới lạ. Có Vân Cáp đi cùng Phong Phi Vân, con vật đáng thương bị lột sạch lông, suýt bị huyết dao nấu ăn. Khi đó huyết dao đã nấu nước sôi, đang bạn rộn sắp bỏ Vân Cáp vào nồi. Thân thể Phong Phi Vân chạy tới kịp, nếu không huyết dao đã bưng chén canh thịt bồ câu thơm ngon cho hắn. Phong Phi Vân cho Vân Cáp nuốt một viên kim tàm Phật đan, lông chim mọc trở lại, càng xinh đẹp sáng bóng hơn. Phong Phi Vân cảnh cáo. Không được nói cho Kính Nguyệt biết chuyện này. Vân Cáp bay trên đầu Phong Phi Vân, đập cánh xoay vòng vòng. Ta phải nói cho Tiểu Nguyệt Nhi, chắc chắn nàng trả thù cho ta. Ta phải nói cho Tiểu Nguyệt Nhi, chắc chắn nàng trả thù cho ta. Trán Phong Phi Vân nổi gân xanh, nháy mắt. Mao ô quy, huyết dao, mau thành thật ùa lên. Vân Cáp sợ hãi biến ngoan ngay, gật đầu kia, ngoan hơn cả mau thành thật. Mao ô quy đi đằng trước nhất. Hai tay ôm Vân Cáp trong lòng như ôm con gà đưa vào tay Đông Phương Kính Nguyệt. Mao ô quy nói, cô nương Đông Phương, chúng ta tìm về Vân Cáp đây. Đông Phương Kính Nguyệt mỉm cười, mắt sáng răng trắng, như đóa lan trắng đứng yên. Đông Phương Kính Nguyệt liếc thấy Phong Phi Vân, thế là hết cười. Mao ô quy nói, đa tạ. Phong Phi Vân đứng dưới gốc cây phong phía xa, lá rụng, quần áo bay bay, Phong Phi Vân cũng nhìn Đông Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân mỉm cười nói, chỉ tiện tay, Kính Nguyệt, tối nay là đêm trăng tròn, nghe nói trong hỗn độn thiên thành có đăng thiên hà, từ dưới đất nối với thiên hà trên 9 tầng trời. Nếu du thuyền trên đăng thiên hà thì như người bình thường lên trời, hay đêm nay? Tối nay ta không có thời gian. Đông Phương Kính Nguyệt như tiên nữ giáng trần, yểu điệu trong sáng, đường cong thân thể cực kỳ xinh đẹp. Đông Phương Kính Nguyệt mỉm cười nói, ta nghe nói đêm nay cửu thiên tiên nữ mời ngươi cùng đi dạo hỗn độn thiên thành. Trăng treo cao, tiên nữ làm bạn, rượu ngon giai nhân, chơi thuyền lên trời. Ngươi cùng nàng đi đăng thiên hà chơi thuyền đi, ngày lành như vậy tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi. Nàng không ghen. Phong Phi Vân cảm thấy thái độ của Đông Phương Kính Nguyệt không nên bình tĩnh ngươi. Đông Phương Kính Nguyệt mỉm cười nói.
nếu ta ghen thì đã không kêu ngươi đi. Đông Phương Kính Nguyệt xoay eo bay lên cao, biến mất trong miếu thờ trên đỉnh núi. Phong Phi Vân định đuổi theo nhưng thấy không ổn. Nơi này là Hoa Hậu Miếu, chỗ nữ ni tu hành. Nếu Phong Phi Vân đi lung tung sẽ bị nữ ni cô trong miếu đuổi ra. Nam nhân nếu tin nữ nhân không ghen thì đó là tên ngốc. Phong Phi Vân không ngốc, nên hắn ở lại Hoa Hậu Miếu, ngồi xếp bằng trên luyện thạch đài, lại bắt đầu cảm ngộ đạo tắc trong thiên địa. Phong Phi Vân hy vọng lại nhìn thấy ảo ảnh đạo thân Hoa Hậu Đại Thánh. Nhưng suốt đêm ảo ảnh đạo thân Hoa Hậu Đại Thánh không xuất hiện, Phong Phi Vân không thể tham ngộ. Tu vi đến trình độ như Phong Phi Vân muốn tiến bộ thêm thì rất khó khăn, phải dựa vào sức mình lĩnh ngộ. Đây là quá trình tiến dần từng bước, trừ phi gặp cơ duyên lớn. Phong Phi Vân lấy Diệt Thế Thần Thạch ra. Tảng đá chỉ to cỡ móng tay nhưng cực nặng, cỡ mấy chục vạn cân. Bề mặt Diệt Thế Thần Thạch bất quy tắc, như cục đá rơi từ tảng đá to xuống. Hoa văn rậm rạp trên hòn đá như mật mã thiên địa, dù Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn cũng không thấy rõ hoa văn. Phong Phi Vân cầm Diệt Thế Thần Thạch, trong đầu hiện ra các hình ảnh kinh khủng. Biển máu, xác nổi lềnh bềnh, thiên thạch rơi xuống, đất nứt, dung nham tuôn ra vân vân, toàn là cảnh tượng tận thế, khiến người không rét mà run. Chỉ một giây ngắn ngủi cánh tay Phong Phi Vân cầm Diệt Thế Thần Thạch đã bị đông cứng, không co giãn được, giống cục đá. Thứ này rất có thể là một khối nhỏ của Diệt Thế Thần Bia. Trời, không lẽ hùng binh đệ nhất thái cổ Diệt Thế Thần Bia bị đánh nát? Nhưng ai có thể đánh nát Diệt Thế Thần Bia? Là vũ khí gì đánh nát được Diệt Thế Thần Bia? Nỗi lòng Phong Phi Vân khó thể bình tĩnh. Phong Phi Vân luôn tìm Diệt Thế Thần Bia, vì trên Diệt Thế Thần Bia ghi lại sự thật Diệt Thế giả vực ngoại xâm nhập Cửu Châu, có tiên tri thái cổ thần Phượng để lại, địa điểm giữ bản thể bảy linh chu. Chỉ có tìm ra Diệt Thế Thần Bia thì các đại nhân vật vạn tộc mới tin Diệt Thế giả vực ngoại tồn tại, nhận ra nguy hiểm. Nhưng nếu Diệt Thế Thần Bia bị đánh nát thì làm sao được? Chẳng lẽ nhặt từng khối ghép Diệt Thế Thần Bia lại? Nếu Diệt Thế Thần Bia vỡ thành 1.000 vạn miếng thì một mình Phong Phi Vân khó mà gom góp hoàn chỉnh. Dù Phong Phi Vân thành công, e rằng Diệt Thế giả vực ngoại đã đến từ lâu, chinh phục Tây Ngưu Hạ Châu thành thuộc địa của bọn họ. Người thân, bằng hữu của Phong Phi Vân sẽ bị Diệt Thế giả vực ngoại nô dịch. Phong Phi Vân không bao giờ muốn thấy chuyện này xảy ra. Hiện tại ta chỉ có hai con đường để đi. Thứ nhất, tìm Hoa Hậu Đại Thánh. Nếu Hoa Hậu Đại Thánh còn sống, với tu vi, danh vọng của Hoa Hậu Đại Thánh, vung tay một cái là tộc trưởng vạn tộc sẽ đến quỳ lạy. Thứ hai, tìm Diệt Thế Thần Bia, đây là vật chứng duy nhất chứng minh Diệt Thế giả vực ngoại tồn tại. Chỉ có Diệt Thế Thần Bia mới khiến vạn tộc đoàn kết lại, cùng nhau đối địch. Nhưng cả hai cách đều rất khó khăn. Phong Phi Vân không tin Hoa Hậu Đại Thánh còn sống, hắn chỉ là một cái bóng, có lẽ nàng đã chết trong thiên địa. Phong Phi Vân nhìn đăng thiên hà phía xa tựa như dải lụa trắng lăn tăn sóng nước, nối trời và đất, các con thuyền cổ lướt sóng. Đêm nay không đi hẹn hò, Phong Phi Vân đã kêu Mao Thành Thật tìm Cửu Thiên Yên Vũ chuyển lời. Phong Phi Vân hỏi. Rùa, người có nghe nói về Diệt Thế Thần Bia không? Mao Ô Quy đang ngộ đạo trên luyện thạch đài, tư thế khá lạ. Mao Ô Quy đứng chổng ngược, đầu chống mặt đất, đuôi chĩa lên trên, bốn móng vuốt duỗi ra. Từ khi Tiêu Thánh giúp nó ngộ đạo thì khí thế Mao Ô Quy mỗi ngày khác đi, càng lúc càng bí ẩn, cảm giác cổ xưa. Trên mai rùa khắc rất nhiều chữ, rậm rạp, dưới ánh trăng hoa văn trên mai rùa càng rõ ràng hơn. Phong Phi Vân thấy Mao Ô Quy vào trạng thái quan tưởng ngũ thức nội uẩn không bị hắn đánh thức, thế là quay đầu nhìn sang. Phong Phi Vân tình cờ nhìn mai rùa, thấy hoa văn rậm rạp, con người co rút. Ui! Phong Phi Vân bị hấp dẫn, trước kia hắn không chú ý đến mai rùa của Mao Ô Quy. Mai rùa này không biết cổ xưa đã bao lâu, một lớp gì xét dày như làm bằng sắt thép vẽ ra hoa văn kỳ lạ, quái dị. Kiến Nguyên năm 38, từ đường kỳ ra. Trời ban quỷ anh, đất trào máu xanh. Hàng chữ siêu vẹo khắc trên mai rùa. Phong Phi Vân nhận ra chữ viết này là của Mao Ô Quy, ghi chép lại sự tích lúc tỷ muội quý gia sinh ra. Đây không phải điều Phong Phi Vân quan tâm, cái hắn chú ý là chữ viết và hoa văn dưới lớp rỉ sét dày. Phong Phi Vân lấy thiên tủy binh đàm ra ngưng tụ thành dao găm sắt bén muốn chặt bỏ rỉ sét trên mai rùa, nhìn xem bên dưới bao bọc thứ gì. Thiên tủy binh đàm rạch mai rùa làm hỏa hoa bắn ra, chỉ để lại vết kiếm cạn, tầng ngoài vết rỉ sét không chóc một chút nào. Mao Ô Quy tỉnh lại,
phát hiện cái đuôi bị Phong Phi Vân túm, tay hắn còn cầm đao. Mao Ô Quy sợ quá run giọng kêu lên. Má ơi, người đang làm gì? Phong Phi Vân cất đi thiên tủy binh đàm, thả Mao Ô Quy ra. Không làm gì. Mao Ô Quy bò thật xa. Xạo, rõ ràng ta thấy ngươi cầm kiếm. Huyết Giao, Mao Thành thật bị kinh động bay ra xem. Phong Phi Vân nói. Ta thấy mai rùa của ngươi đã dỉ sắt nên định cạo sạch giúp. Mao Ô Quy nhìn mai rùa của mình, nói. Ra là vậy, mai rùa của ta luôn dỉ xét loang lổ, thể hiện ra ta sống lâu dài, tuổi tác và bối phận cao. Đây là tượng trưng cho thân phận. Phong Phi Vân cứ thấy bên dưới vết dỉ xét che giấu thứ gì. Tầng dỉ xét là lớp ngăn cách, chặn lại thần thức và ánh mắt người, không thể thấy hình dạng thật của mai rùa. Có người cố ý để vậy, không phải thời gian xa xôi lắng đọng lại. Phong Phi Vân nói, trước kia ngươi nói bị chúng vu thuật mới biến thành bộ dạng này, nhưng ta thấy thân thể và mai rùa của ngươi không liền nhau. Mai rùa này là sao? Mao Ô Quy đứng thẳng, hai vuốt chắp sau lưng, buồn bã nói. Đúng vậy, năm xưa lão phu tài tuyệt diễm, tung hoành thiên địa, có năng lực quỷ thần khó lường. Tiếc rằng bị người ám toán biến thành con rùa da mềm. Lão tử may mắn nhặt được mai rùa không gì phá nổi trong địa ngục, rồi từ luân hồi lộ trốn ra, đây chính là nhân phẩm. Phong Phi Vân hỏi. Ngươi nhặt mai rùa trong địa ngục. Mao Ô Quy liếc xéo Phong Phi Vân như đang nói hắn kiến thức nông cạn. Nhớ năm đó sức chiến đấu của lão phu ở đỉnh cao, thiên hà địa ngục đến đi tự nhiên. Tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu nói khoác sao? Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Ta đang hỏi ngươi nhặt mai rùa trong địa ngục. Mao Ô Quy lại bảo. Nhớ năm đó sức chiến đấu của lão phu vô địch, đương thời có 102. Được rồi, lão phu thừa nhận cái này là trộm trong mộ phủ. Phong Phi Vân cất thiên tủy binh đàm, hỏi tiếp. Lúc trước ai thi vu thuật vào ngươi? Mao Ô Quy chìm trong hồi ức, ngước nhìn ngôi sao trên bầu trời, khẽ thở dài. Nhớ năm đó sức chiến đấu của lão phu vô địch, đương thời có 102, không để mắt người trong thiên hạ. Nhưng khi tu vi đến cảnh giới nhất định thì khó thể đột phá tiếp, phải tìm tuyệt đại kiếm cơ duyên. Lần đó ta đi tiểu linh tiên giới, ai ngờ nơi đó trở thành nỗi đau suốt đời của ta. Phong Phi Vân kinh ngạc nói. Tiểu linh tiên giới. Huyết Giao biến sắc mặt nói. Quy ra oai quá, dám đi tiểu linh tiên giới. Phong Phi Vân không xa lạ gì tiểu linh tiên giới, hắn biết chỗ này. Theo lời đồn thì thời kỳ thái cổ tu tiên giới mạnh hơn bây giờ gấp nhiều lần. Các thánh cùng nổi lên, vạn tộc đầy rẫy, mọi người tỏa sáng. Ai nấy truy cầu tiên đạo, mộng tưởng thu thành thần tiên, bất lão bất tử. Nhưng tiên hư vô mờ mịt, luôn nghe nói có thánh hiền gì rất ghê gớm chứng đạo thành tiên, cuối cùng chứng thực đó là giả. Vân chi tiên giới bị mọi người xem là truyền thuyết xa xôi không thể chạm đến. Nhưng tu sĩ chưa từng ngừng giấc mơ theo đuổi tiên, có người đề nghị từ mình tạo ra tiên giới. Ban đầu cách nghĩ này được các tu sĩ phủ nhận, cho rằng đây là nằm mơ giữa ban ngày, mơ tưởng viễn vông. Nhưng có người biến ý tưởng thành hiện thực, bắt tay vào xây dựng tiên giới. Ban đầu tiên giới là thánh địa động thiên phiên bản thăng cấp, chỉ tu sĩ tu vi đến cảnh giới bán thánh mới mở thiên môn, vào tiên giới tu luyện, nghe thánh linh giảng đạo được. Mãi khi địa hoàng đại thánh xuất thế, đẩy tiên giới lên đỉnh cao nhất, trở thành vùng đất vô thượng hoàn toàn vượt qua Cửu Châu. Thành nơi các thánh tụ tập ở thời kỳ thái cổ. Dù không bằng vân chi tiên giới sáng tạo nhưng cũng trở thành thánh giới. Địa hoàng đại thánh thống nhất Cửu Châu, xây dựng địa ngục, thành lập tiên giới, thành chủ ba giới đương thời. Đương nhiên tiên giới ở đây không phải tiên giới thật, nó chỉ là vùng đất do các tiên thánh tạo ra vào thời kỳ thái cổ. Tu sĩ hậu thái cổ gọi nó là tiểu linh tiên giới. Cuối thời kỳ thái cổ, đại kiếp nạn buông xuống. Tiểu linh tiên giới đứng mũi chịu sào bị tấn công tan tác. Tiểu linh tiên giới thành mảnh đất hoang tàn, chỉ còn lại các di tích cổ xưa. Vị diện không gian tiểu linh tiên giới cao cấp hơn Tây Ngưu Hạ Châu, ổn định hơn. Tiểu linh tiên giới là các thánh linh bỏ công sức xây dựng. Hậu thái cổ, tiểu linh tiên giới dựng dục một số chủng tộc, sinh linh khủng khiếp sống trong những di tích cổ xưa rách nát, thành thế giới độc lập. Hiếm có tu sĩ Tây Ngưu Hạ Châu nào dám đến tiểu linh tiên giới. Chỉ có một số tu sĩ tự tin vào tu vi của mình lại có gan mạo hiểm mới dám đi. Mao Ô Quy nói, lúc trước ta chí khí hừng hực, tự cho là thiên hạ to lớn đi đâu cũng được.
nhưng trong một khối đại lục tại vỡ ở tiểu linh tiên giới, ta gặp một đám chủng tộc bí ẩn. Bọn họ tu luyện vu thuật, thần thông quảng đại. Khi ấy ta bị sinh linh tu vi khủng bố đánh lén, chúng vu thuật, biến thành con rùa. Huyết Giao cười phá lên. Quy ra mà cũng có lúc bị người đánh lén. Mao Ô Quy nói. Đi ở bờ sông sao có thể không ướt giày. Tiểu linh tiên giới từng là vùng đất các thánh luận đạo, vượt trên chúng sinh, thánh địa vô thượng thật sự. Dù tiểu linh tiên giới đã tan vỡ thì vẫn thần thánh cường đại, sinh ra chủng tộc cũng rất lợi hại. Nếu không thì thế giới kia sớm bị tu sĩ Tây Ngưu Hạ Châu cướp lấy. Mao Ô Quy lật thuyền trong mương tại tiểu linh tiên giới, nó thật xui xẻo. Phong Phi Vân nhìn mai rùa trên lưng Mao Ô Quy. Ta cảm thấy mai rùa của ngươi bất phàm, bên dưới gì xét dày chứa bí mật gì đó. Mao Ô Quy nói thật. Ta cũng thấy nó không tầm thường, nhưng dấu gì xét không giống thời gian trồng chất mà là loại thánh tài cổ xưa nào đó chuyên môn bao bọc mai rùa. Trừ phi là thánh linh 659X, nếu không khó mà cạo dỉ xét xuống được. Mao Ô Quy từng dùng mai rùa chứa máu thánh linh, ngay cả máu thánh linh cũng không thể hòa tan dỉ xét. Vậy chờ sau này tính. Phong Phi Vân liếc Mao Ô Quy, bình tĩnh nói. Người có nghe nói về diệt thế thần bia không? Mao Ô Quy giật mình kêu lên. Đó là hung binh số 1 thái cổ, người hỏi làm chi? Phong Phi Vân lấy hòn đá nhỏ ra. Ta được một khối nhỏ diệt thế thần thạch. Cái gì? Mao Ô Quy sợ hãi đuôi dựng đứng, liếc qua diệt thế thần thạch, trong đầu nó hiện ra cảnh tượng diệt thế đủ lại. Toàn thân Mao Ô Quy lạnh lẽo, nó vội thụt lùi mấy bước. Huyết Giao, Mao Thành thật cũng thấy sợ, bản năng thụt lùi. Tuy chỉ là một hòn đá nhỏ nhưng vô cùng tà hồ, nếu Phong Phi Vân không có 108.000 ý chí thánh linh trong người, lại có một giọt tinh huyết đại thánh thì hắn không dám cầm diệt thế thần thạch lâu. Phong Phi Vân không biết thành chủ thứ 4 hỗn độn thành làm sao khắc chế lực lượng diệt thế trên diệt thế thần thạch, nhưng chắc chắn với tu vi của gã cũng không thể tùy thời sử dụng diệt thế thần thạch. Bán thánh dính phải lực lượng diệt thế cũng chết chắc. Mao Ô Quy nói. Chết tiệt, thật tà môn. Có lẽ đúng là liên quan đến diệt thế thần bia, nhưng nói nó là một khối nhỏ trên diệt thế thần bia thì đánh chết ta không tin. Trên đời này không có thứ gì đánh nát diệt thế thần bia được. Phong Phi Vân nói. Vậy thì chưa chắc, Thái Cổ Thần Phượng từng ghi lại tiên tri trên diệt thế thần bia, còn ghi chép sự thật về trận chiến cuối thời kỳ Thái Cổ. Có thể khắc chữ tất nhiên cũng đánh nát được. Mao Ô Quy lắc đầu, nói. Phong Phi Vân, ngươi sai rồi. Tu vi của Đại Thánh đúng là thông thiên triệt địa, vô pháp vô thiên, nhưng không thể tổn hại diệt thế thần bia một chút nào. Cửu Tiễn Đại Thánh từng muốn hủy diệt thế thần bia, nhưng hắn liên tục bắn 3 mũi tên không làm chảy diệt thế thần bia chút nào. Cửu Tiễn Đại Thánh đành tạm thời phong ấn diệt thế thần bia. Năm xưa Địa Hoàng Đại Thánh chém Hoàng Xà, muốn hủy Yêu Hoàng Kiếm, nhưng lực lượng như Địa Hoàng Đại Thánh chỉ miễn cưỡng làm Yêu Hoàng Kiếm nứt 3 khúc phong ấn trong 3 giới. Địa Hoàng Đại Thánh không thể hủy Yêu Hoàng Kiếm. Yêu Hoàng Kiếm là một trong 10 hung binh thái cổ, xếp hạng sau. Diệt thế thần bia đứng đầu 10 hung binh thái cổ, Yêu Hoàng Kiếm không bị phá hủy được chứ nói gì diệt thế thần bia. Phong Phi Vân hút ngụm khí lạnh. Cửu Tiễn Đại Thánh bắn 3 mũi tên mà không làm chảy diệt thế thần bia chút nào. Mao Ô Quy gật đầu, nói. Bi văn trên diệt thế thần bia không phải khác bằng sức người mà là tụ tập niệm lực máu chúng sinh, hiến tế máu chúng sinh, niệm lực khổng lồ câu thông bia linh của diệt thế thần bia, khiến diệt thế thần bia tự động hiện bia văn. Cho nên diệt thế thần bia tuyệt đối không thể nào bị đánh nát. Hòn đá nhỏ trong tay ngươi tuy có lực lượng diệt thế rất mạnh nhưng nó không thể là diệt thế thần bia. Có lẽ là hòn đá quanh năm ở bên cạnh diệt thế thần bia, bị hơi thở diệt thế thần bia đồng hóa. Có điều chắc chắn rằng tu sĩ đầu tiên sở hữu hòn đá nhỏ đã thấy diệt thế thần bia thật. Tiếc rằng thành chủ thứ 4 hỗn độn thành bị giết, không tìm hiểu được tu sĩ đầu tiên sở hữu hòn đá nhỏ là ai. Phong Phi Vân nói, dù thành chủ thứ 4 hỗn độn thành còn sống cũng vô dụng. Không chừng diệt thế thần thạch này thay đổi nhiều đời chủ nhân, tu sĩ đầu tiên có được diệt thế thần thạch đã chết từ mấy chục ức năm trước. Phong Phi Vân vốn dùng khối diệt thế thần thạch làm môi giới suy tính vị trí diệt thế thần bia, nhưng không thể suy tính diệt thế thần bia. Lực lượng diệt thế vô hình phản phệ Phong Phi Vân bị thương nặng. Trăng tròn, gió thổi. Phong Phi Vân ngồi trên luyện thạch đài nhìn thiên hà, tâm tình rối loạn dần bình tĩnh lại. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Chuyện tương lai ai có thể nói rõ?
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đông Phương Kính Nguyệt mặc áo trắng như thiên nữ lướt gió đến. Cổ dài, da trắng như mỹ ngọc, chân dài mảnh khảnh. Đông Phương Kính Nguyệt đáp xuống luyện thạch đài, đứng dưới ánh trăng. Người đẹp hơn trăng. Đông Phương Kính Nguyệt đứng sau lưng Phong Phi Vân, tay vuốt sợi tóc, cười tinh nghịch hỏi. Sao không đi cùng cửu thiên tiên nữ nhà ngươi? Đông Phương cô nương cảm thấy đêm nay Phong nhị thiếu gia biểu hiện không tệ, tâm tình nàng vui vẻ, cười càng đẹp. Phong Phi Vân nói. Gì mà cửu thiên tiên nữ nhà ta? Ta và Yên Vũ cô nương trong sạch, chỉ là bằng hữu. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Chuyện này không quan trọng, đêm nay ta muốn chơi thuyền ngắm trăng trên đăng thiên hạ, vừa lúc thiếu người chèo thuyền. Phong Phi Vân mừng rỡ hỏi. Chẳng phải tối nay nàng không rảnh? Đông Phương Kính Nguyệt trả lời. Giờ đột nhiên rảnh. Trên đăng thiên hà có nhiều thuyền cổ, thuyền lớn như núi cao, thuyền bé như con đò. Trên thuyền lớn chứa mấy núi to tiên khí mông lung, cung điện tường đỏ mái ngói xanh trên núi, có linh thú thỉnh thoảng bay ra khỏi thiên sơn. Một số tu sĩ ngự kiếm đáp xuống thuyền lớn. Trên thuyền lớn thị nữ thành đàn, ca vũ thướt tha. Có tu sĩ ngâm thơ câu đối, có tài tuấn lấy kiếm quen bạn, có cường giả yêu tộc tụ tập lại. Tóm lại là rất náo nhiệt. Phong Phi Vân, Đông Phương Kính Nguyệt ngồi trên chiếc thuyền nhỏ màu bạch ngọc lướt trên mặt nước gợn sóng lăn tăn, không khí yên lặng. Chỉ nghe tiếng sóng nước có tiết tấu vỗ thuyền. Huyết Giao, Mao Ô Quỳ đứng ở đầu và đuôi thuyền, cầm mái chèo ngược dòng lên. Thuyền cổ bạch ngọc này là Đông Phương Kính Nguyệt lấy được dưới lòng đất miếu nữ thần sông Tấn. Vạn gia đăng hỏa lơ lửng trên thuyền cổ, lửa tiên như sao. Phong Phi Vân đi vào thuyền nhỏ bạch ngọc, cảm giác rõ ràng thời gian trôi chậm hơn bên ngoài gấp đôi. Tức là ở trong thuyền nhỏ bạch ngọc 2 ngày thì bên ngoài chỉ mới 1 ngày. Phong Phi Vân từng chứng kiến Bạch Ngọc Tiên Thuyền thần kỳ. Khi Bạch Ngọc Tiên Thuyền mới xuất thế, có tu sĩ muốn cướp tiên thuyền. Nhưng tu sĩ chưa bay đến trước Bạch Ngọc Tiên Thuyền đã chết già, cuối cùng thành nắm cho. Vì khi đó quanh Bạch Ngọc Tiên Thuyền tăng tốc độ thời gian chảy. Phong Phi Vân biết Bạch Ngọc Tiên Thuyền này là một trong 7 linh chu, hắn không quá ngạc nhiên. Phong Phi Vân hỏi, nàng đã có thể khống chế thuyền cổ Bạch Ngọc này. Đông Phương Kính Nguyệt ngồi đối diện Phong Phi Vân, váy dài dài cổ, thánh khiết đoan trang, tóc dài rũ xuống. Sợi tóc rơi trên thuyền nhỏ, rơi xuống mặt nước gợn sóng. Mắt Đông Phương Kính Nguyệt sáng trong xinh đẹp, ngước rèm mì. Sương mù trên sông, thanh âm tuyệt vời như tiếng trời. Đông Phương Kính Nguyệt dịu dàng nói. Chỉ khống chế được một phần lực lượng rất nhỏ, không bằng một phần vạn lực lượng Bạch Ngọc Tiên Thuyền. Phong Phi Vân nắm giữ rất ít về thanh đồng cổ thuyền, hắn chỉ có thể lợi dụng thanh đồng cổ thuyền chạy trốn nhanh, xuyên qua hư không. Bất cứ bình chướng không gian nào trong thiên địa đều không thể ngăn cản thanh đồng cổ thuyền. Còn về năng lực khác của thanh đồng cổ thuyền thì Phong Phi Vân không khống chế được, hắn cũng không biết làm sao khống chế nó. Đông Phương Kính Nguyệt lại nói, bây giờ ta chỉ mới điều khiển được lực lượng thời gian của Bạch Ngọc Tiên Thuyền. Phong Phi Vân lặp lại. Lực lượng thời gian. Ví dụ, Đông Phương Kính Nguyệt nhắm mắt, trán sinh ra đốm sáng nhỏ. Thời gian trong Bạch Ngọc Tiên Thuyền càng chậm, chậm dần. Ban đầu Bạch Ngọc Tiên Thuyền chậm gấp 2 bên ngoài rồi gấp 3. Gấp 4, gấp 7, gấp 10 lần, gấp 20 lần, cuối cùng đến gấp 87 lần. Phong Phi Vân giật mình, hắn không ngờ trên đời tồn tại năng lực đáng sợ như thế, khống chế dòng chảy thời gian. Phong Phi Vân nhìn bên ngoài Bạch Ngọc Tiên Thuyền, các thuyền trên đăng thiên hà như đứng lặng, người trên thuyền không nhúc nhích, linh thú bay trên bầu trời khựng giữa không trung, di chuyển như ốc sên bò. Thật ra bọn họ có nhúc nhích nhưng rất chậm, chậm đến nỗi chỉ bằng 1/87% tốc độ bình thường, cho cảm giác như đứng im không nhúc nhích. Không phải bọn họ trở nên chậm chạp, tốc độ của bọn họ vẫn bình thường. Là do thời gian trong Bạch Ngọc Tiên Thuyền biến chậm tạo thành ảo giác như thế. Bên ngoài và bên trong Bạch Ngọc Tiên Thuyền như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Mao Ô Quy thấy rộng biết nhiều nhưng vẫn giật mình kêu lên. Trời, quá kinh khủng, điều này nghĩa là tu luyện trong Bạch Ngọc Tiên Thuyền 87 năm ở bên ngoài ghi mới qua 1 năm. Mao Ô Quy muốn ở lì trong Bạch Ngọc Tiên Thuyền mãi mãi. Bả địa tu luyện gì đó trong thiên hạ không thể so sánh với Bạch Ngọc Tiên Thuyền. Đúng là thế. Đông Phương Kính Nguyệt mở mắt ra. Bây giờ ta có thể điều khiển thời gian trong Bạch Ngọc Tiên Thuyền chậm hơn gấp 87 lần, nhanh hơn gấp 8.700 vạn lần.
Phong Phi Vân giật mình. Thời gian tăng nhanh hơn gấp 8.700 vạn lần. Vậy chẳng phải là ở trên Bạch Ngọc Tiên Thuyền một phút mất đi 100 năm tuổi thọ. Nếu nhốt chết một thánh linh trên Bạch Ngọc Tiên Thuyền, chỉ cần qua một ngày là thánh linh sẽ chết già trên thuyền. Đông Phương Kính Nguyệt gật đầu, nói. Về mặt lý luận thì không sai. Theo tu vi của ta tăng lên, mức độ vượt thời gian liên tục tăng trưởng. Ban đầu lúc ta có được Bạch Ngọc Tiên Thuyền chỉ có thể khống chế thời gian chậm gấp 3, tăng nhanh gấp 300 vạn lần. Mao Ô Quy, Huyết Giao xoa tay, chảy nước miếng. Thánh linh dụng cụ gì đó so với Bạch Ngọc Tiên Thuyền đều là rác rưởi. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Dù thả chậm thời gian trong Bạch Ngọc Tiên Thuyền nhưng sức sống của chúng ta cũng sẽ biến mất như thường. Người tu luyện 870 năm trên Bạch Ngọc Tiên Thuyền, tuổi thọ chảy mất 870 năm. Tu sĩ bên ngoài Bạch Ngọc Tiên Thuyền mới qua 10 năm. Trên đời không có đường tắt, muốn có được thì phải trả giá. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Nàng đừng tùy tiện sử dụng Bạch Ngọc Tiên Thuyền tu luyện, cái này chẳng khác nào đốt tuổi thọ tăng cao tu vi. Mao Ô Quy nói. Ngẫu nhiên sử dụng thì được, khiến người tăng cao tu vi trong thời gian ngắn. Tiện lợi không đơn giản là nâng cao tu vi, ví dụ tế luyện linh khí trên Bạch Ngọc Tiên Thuyền. Bên ngoài cần mấy trăm năm mới khiến một linh khí sinh ra linh tính. Tế luyện linh khí trên Bạch Ngọc Tiên Thuyền chỉ cần vài năm là sinh ra linh tính, luyện đan, luyện khí, bồi dưỡng linh dược, nuôi chiến thú đều sẽ thay đổi nhanh. Má ơi, đúng là đồ tốt. Phong Phi Vân lạnh lùng cười. Hay ném ngươi ở trên thuyền bồi dưỡng mấy trăm năm. Mặt Mao Ô Quy xanh mét, vội đi chèo thuyền. Lời Mao Ô Quy nói nhắc nhở Phong Phi Vân, bồi dưỡng linh dược, luyện đan. Luyện khí trên Bạch Ngọc Tiên Thuyền đúng là con đường tắt. Nhưng Mao Ô Quy nghĩ ra được chuyện này thì Đông Phương Kính Nguyệt thông minh cũng nghĩ tới. Có lẽ Đông Phương Kính Nguyệt đã bồi dưỡng nhiều linh dược trên Bạch Ngọc Tiên Thuyền, nhưng bây giờ nàng thu nhỏ thuyền, chỉ hiện một góc nhỏ nên không thấy nàng nuôi dưỡng những thứ gì. Bạch Ngọc Tiên Thuyền ghê gớm, chờ khi tu vi của Đông Phương Kính Nguyệt mạnh hơn nữa, có đủ tài nguyên thì chỉ cần vài ngày sẽ dựng dục ra một gốc bảo dược vạn năm. Chỉ cần một tháng có thể nuôi ra một đám linh thú vũ hóa cảnh. Một năm có thể thành công luyện chế thánh linh dụng cụ. Với điều kiện là tìm ra tài liệu thánh tính, linh hồn linh thạch. Đây mới chỉ là một loại năng lực trong Bạch Ngọc Tiên Thuyền. Thanh đồng cổ thuyền và Bạch Ngọc Tiên Thuyền là thần vật cùng đẳng cấp. Phong Phi Vân cùng Đông Phương Kính Nguyệt chơi trên đăng thiên hà, sau khi về Hoa Hậu Miếu hắn vội vàng khai quật lực lượng của thanh đồng cổ thuyền. Nhưng mặc cho Phong Phi Vân thăm dò cỡ nào cũng không thể tìm ra thanh đồng cổ thuyền có năng lực gì khác. Tốc độ thanh đồng cổ thuyền càng mau hơn, Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc cũng bị nó bỏ xa. Một tháng nay Phong Phi Vân ban ngày ngồi ở luyện thạch đài quan sát ảo ảnh đạo thân Hoa Hậu Đại Thánh, tham ngộ đạo. Ban đêm Phong Phi Vân nghiên cứu thanh đồng cổ thuyền, Hiên Viên Nhất Nhất có đến tìm hai lần, thấy Phong Phi Vân bận ngộ đạo thì nàng lặng lẽ rời đi. Qua một tháng tham ngộ Phong Phi Vân hiểu sâu hơn đạo của Hoa Hậu Đại Thánh vài phần, cơ thể thêm một khối xương phượng, tổng cộng là 204 khối. Trong giấc mơ kiếp trước Phong Phi Vân chỉ tu luyện ra 206 khối phượng cốt, lúc ấy cảnh giới của hắn đã đến vũ hóa đệ cửu trọng. Hiện giờ tu vi của Phong Phi Vân chỉ miễn cưỡng đối kháng lại bán thánh vũ hóa đệ thất trọng, nhưng hắn đã tu luyện ra 204 khối phượng cốt. Nghĩa là tư chất của Phong Phi Vân cao hơn trong mơ, tiềm lực lớn hơn. Số lượng phượng cốt đại biểu độ mạnh cơ thể, thể chất mạnh yếu chứ không đại biểu tu vi. Phong Phi Vân tham ngộ ảo ảnh đạo thân Hoa Hậu Đại Thánh đã gần hết, hầu như hoàn toàn hiểu thấu. Dù Phong Phi Vân có tham ngộ ảo ảnh đạo thân Hoa Hậu Đại Thánh tiếp cũng khó được đến dẫn dắt gì. Dù sao đó chỉ là một cái bóng của Hoa Hậu Đại Thánh, ẩn chứa đạo không bằng một phần ngàn vạn. Trừ phi tìm ra ảo ảnh đạo thân Hoa Hậu Đại Thánh khác, nếu không Phong Phi Vân lĩnh ngộ đạo của Hoa Hậu Đại Thánh chỉ có bấy nhiêu. Hoa Hậu Đại Thánh là đệ nhất nhân xưa nay, ta tham ngộ đạo của nàng, tu vi tăng nhanh, lĩnh ngộ thiên đạo mau hơn. Hoa Hậu Đại Thánh cũng là bán yêu, thể chất chúng ta có điểm tương đồng, càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ. Nếu tham ngộ đạo của Thánh Linh có lẽ sẽ không tiến bộ mau như bây giờ. Thiên hạ to lớn, có ai sánh bằng Hoa Hậu Đại Thánh? Trước khi tu sĩ chưa đến thánh linh thì toàn thông qua tham ngộ đạo thánh linh khác để tăng cao hiểu biết cảnh giới thánh linh của mình, từ đó khiến tu vi tăng cao. Có thể nói lựa chọn một đạo thánh linh để tham ngộ lựa chọn sư phụ mà học, là nền móng để mình tiến lên. Cũng hết cách, mỗi người đều muốn sáng tạo đạo thuộc về mình, trực tiếp thành thánh.
nhưng đó chỉ là nằm mơ, khởi đầu luôn là học tập và mô phỏng. Như người mới học vẽ tranh, ban đầu phải mô phỏng tranh của đại sư khác, qua trăm ngàn lần mô phỏng không ngừng tham ngộ, học tập. Chỉ khi bản lĩnh của mình đến cảnh giới nhất định thì mới hình thành phong cách riêng được. Khi đã có phong cách riêng mới xem như có đạo của mình. Từ trước đến nay không nghe nói có ai ngày đầu tiên cầm bút vẽ đã vung tay vẽ ra bức tranh có phong cách của mình. Tại sao gọi Vũ Hóa Đệ Thất Trọng là bán thánh? Là vì tu sĩ khi đến Vũ Hóa Đệ Thất Trọng thì khí vũ hóa trong người đã hoàn toàn bão hòa, đến đỉnh cao. Mặc dù dùng linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo vẫn không thể khiến tu vi tăng lên thêm, chỉ có thể bắt đầu lĩnh ngộ đạo thánh linh. Chỉ có lĩnh ngộ đạo thánh linh thấu suốt, tâm tính và linh hồn mới nhận được thăng hoa, tu vi chậm rãi nâng cao. Tu vi đến Vũ Hóa Đệ Thất Trọng thì thể chất vẫn ảnh hưởng rất lớn đến tu sĩ, nhưng ngộ tính ảnh hưởng lớn hơn thể chất. Một tu sĩ dù thể chất đến đẳng cấp truyền kỳ nhưng nếu ngộ tính quá kém, vậy suốt đời sẽ kẹt lại Vũ Hóa Đệ Thất Trọng. Vũ Hóa Đệ Thất Trọng là đẳng cấp chí tôn, nhưng suốt đời vô vọng với cảnh giới thánh linh. Phong Phi Vân qua lần Niết Bàn thứ 10 đã ngưng tụ ra thánh linh nội đan, cách tu luyện khác với tu sĩ khác. Sau khi Phong Phi Vân ngưng tụ thánh linh nội đan thì trực tiếp lĩnh ngộ đạo thánh linh. Càng lĩnh ngộ đạo thánh linh sâu sắc, tu vi của Phong Phi Vân tự động biến mạnh. Ban đầu Phong Phi Vân lĩnh ngộ đạo của Thanh Liên Nữ Thánh, lại tham ngộ đạo của Đế Trùng, Phượng Phó, cuối cùng tiếng tiêu của Tiêu Thánh giúp hắn lĩnh ngộ mới tăng vọt lên cao, tu vi tiến bộ bước dài. Sau khi Phong Phi Vân tham ngộ ảo ảnh đạo thân Hoa Hậu Đại Thánh, ngưng tụ pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh, khiến mình lĩnh ngộ đạo thánh linh sâu sắc hơn, tu vi lại tiến bước dài, đạt đến trình độ đối kháng với bán thánh bình thường. Nhưng Phong Phi Vân chỉ mới bắt đầu lĩnh ngộ đạo thánh linh, cách cảnh giới thánh linh 10 vạn 8 ngàn dặm. Nếu so sánh thánh linh là đại sư thì bây giờ Phong Phi Vân mới cầm bút học vẽ. Nhiều thánh linh cho rằng Vũ Hóa Đệ Thất Trọng mới là bắt đầu việc tu hành. Trong một tháng Phong Phi Vân ngưng tụ đạo tắc thánh linh thứ nhất trong thánh linh nội đan. Đạo tắc mỏng như tơ nhện, bên trong chứa đạo của các thánh linh Thanh Liên Nữ Thánh, Phượng Phó, Đế Trùng, Tiêu Thánh, Hoa Hậu Đại Thánh. 60% là đạo của Hoa Hậu Đại Thánh, 30% là đạo của Tiêu Thánh, đạo của mấy thánh linh khác cộng mới có 1%. Giờ Phong Phi Vân chân chính có tu vi ngang ngửa với bán thánh Vũ Hóa Đệ Thất Trọng. Tiêu chuẩn Vũ Hóa Đệ Thất Trọng là trong cơ thể ngưng tụ ra một tia đạo tắc thánh linh. Nhưng chênh lệch Vũ Hóa Đệ Thất Trọng rất lớn, ngưng tụ một chút đạo tắc thánh linh gọi là Vũ Hóa Đệ Thất Trọng, ngưng tụ 99 đạo tắc thánh linh vẫn là Vũ Hóa Đệ Thất Trọng. Ngưng tụ 10 tia đạo tắc thánh linh là bán thánh thất trọng, quảng trường giết tại chỗ bán thánh thất trọng một tia đạo tắc thánh linh. Từ đó thấy được lực lượng bán thánh Vũ Hóa Đệ Thất Trọng chênh lệch lớn cỡ nào. Bán thánh Vũ Hóa Đệ Thất Trọng cường đại có thể cùng lúc giết 10 bán thánh Vũ Hóa Đệ Thất Trọng. Thành chủ thứ 4 Hỗn Độn Thành tu luyện hơn 2 vạn năm ngưng tụ ra 3 tia đạo tắc thánh linh, không phải ngộ tính cua gã kém mà vì đạo thánh linh rất khó lĩnh ngộ. Chỉ có người đại tư chất, đại ngộ tính mới có tư cách trùng kích cảnh giới thánh linh. Phong Phi Vân có được nhiều kỳ ngộ, phần ngộ tính cũng cao nhất. Hiện tại Phong Phi Vân tích lũy nhiều đạo thánh linh, ngưng tụ ra một tia đạo tắc thánh linh thực thế. Từ đó thấy được đạo tắc thánh linh rất khó tu luyện. Đạo thánh linh không thuộc về vật chất, cũng không thuộc về tinh thần, càng không thuộc về trạng thái khí. Đạo tắc thánh linh là thứ hư vô mờ mịt, chỉ khi tích lũy số lượng khổng lồ trong người mới khiến đạo thánh linh lột xác về chất. Ngưng tụ một tia thần thức có thể điều tra đạo tắc thánh linh. Trong thánh linh nội đan của Phong Phi Vân tuy chỉ ngưng tụ một tia đạo tắc thánh linh nhưng tu vi mạnh hơn trước gấp 5 lần, đây là lột xác về chất. Trước kia Phong Phi Vân phải sử dụng mắt đại ma long, vạn thú chiến thể, luân hồi tật tốc, kiếp diệt vạn đạo pháp, các thủ đoạn nghịch thiên bù đắp cảnh giới thiếu hụt, đối kháng lại bán thánh bình thường. Bây giờ tu vi đã đến bán thánh cảnh, sức chiến đấu của Phong Phi Vân càng mạnh mẽ hơn. Sau khi ngưng tụ một tia đạo tắc thánh linh, khí chất của Phong Phi Vân hoàn toàn thay đổi. Phong Phi Vân đứng dậy từ luyện thạch đài, hắn như hiển thánh, tự nhiên toát ra khí thế cao hơn người một bậc, siêu nhiên trên chúng sinh. Đây là khí thế của bán thánh. Cao lớn, thần thánh, trang nghiêm, như thần linh cao cao tại thượng. Tu sĩ dưới bán thánh nếu trông thấy Phong Phi Vân sẽ tự nhiên sinh ra tôn kính, kính sợ, sợ hãi, tuyệt vọng. Tùy theo tu luyện đạo tắc thánh linh khác nhau sinh ra khí thế cũng khác. Đây là lý do bán thánh ở trên tu sĩ khác, từ tâm hồn áp đảo đối phương.
lúc Phong Phi Vân đánh nhau với thành chủ thứ 4 hỗn độn thành chưa tu luyện ra khí thế thuộc về mình, nên hắn chịu thiệt lớn, tâm linh bị thành chủ thứ 4 hỗn độn thành ức chế. Phong Phi Vân hít sâu, nói. Đây là bán thánh cảnh. Linh vụ trong mấy trăm dặm theo Phong Phi Vân hít thở ùa vào người hắn, thấm vào các thớ thịt, thủ đoạn nuốt mây phun sương. Linh khí trong vòng mấy trăm dặm bị Phong Phi Vân rút sạch, kinh động nhiều tu sĩ đang tu luyện trong Hoa Hậu Miếu. Đám người hết hồn. Trời, có tiền bối bán thánh hô hấp trong núi. Bán thánh là đẳng cấp chí tôn, tu luyện khí vũ hóa đến viên mãn. Một trung ương vương triều không được bao nhiêu bán thánh, là trụ cột vững vàng của nhân tộc. Nếu có thể bái bán thánh làm sư phụ thì tuyệt vời. Nhiều tu sĩ muốn tìm kiếm bán thánh kia, nhưng bọn họ chạy khắp dãy núi Hoa Hậu Miếu vẫn không tìm ra đối phương. Bán thánh chính là chí tôn, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Chỉ có trong hỗn độn thiên thành, còn là lúc hội luận đạo vạn tộc mới dễ dàng gặp bán thánh. Nếu ở nơi khác, nhiều tu sĩ suốt đời đừng mơ gặp bán thánh. Phong Phi Vân đã giấu đi hơi thở, giả dạng người bình thường đi vào hỗn độn thiên thành. Mai là ngày hội luận đạo vạn tộc, tu sĩ các đại tộc cùng đến hỗn độn thiên thành. Trên con đường rộng lớn cổ xưa tùy thời thấy sinh linh mặt mũi kỳ lạ. Có yêu nữ tóc lam đôi tai nhọn, có con mèo vàng khổng lồ chân voi, có con rết phải lân đầu rồng. Tây Ngưu Hạ Châu qua to lớn, dựng dục ra vô số chủng OTC. Nói vạn tộc chỉ là cách gọi, số lượng chủng tộc tuyệt đối không chỉ là một vạn. Nhân loại chiếm cứ 188 giới chỉ là một góc núi băng. 36 thái cổ thánh yêu tộc chiếm lãnh thổ cũng chỉ là một khối đất nhỏ trong Tây Ngưu Hạ Châu. Chủng tộc đến tham gia hội luận đạo vạn tộc không chỉ có 36 thái cổ thánh yêu tộc, còn hàng vạn yêu tộc khác. Những yêu tộc tuy không mạnh bằng thái cổ thánh yêu tộc nhưng ưu điểm là đông đúc. Một yêu tộc không bằng thái cổ thánh yêu tộc, nhưng nếu mấy chục yêu tộc liên kết thì dư sức đối kháng với một thái cổ thánh yêu tộc. Huống chi có một số yêu tộc tuy không được xếp vào thái cổ thánh yêu tộc nhưng thực lực chỉ yếu hơn thái cổ thánh yêu tộc một bậc. Yêu tộc như thế có rất nhiều. Bọn họ cũng xoa tay, mục tiêu giống như nhân tộc, hy vọng lúc hội luận đạo vạn tộc mình có thể nhất minh kinh nhân, tiếp đó trở thành thái cổ thánh tộc. Cho nên không thể xem thường bất cứ yêu tộc nào. Đây là một chủng tộc, có thể sinh tồn trong tu tiên giới tàn nhẫn này là tượng trưng cho lực lượng, có cường giả chống một góc trời cho bọn họ. Đương nhiên đến tham gia hội luận đạo vạn tộc trừ yêu tộc ra còn có tộc thú cầm. Số lượng chủng tộc thú cầm còn nhiều hơn yêu tộc, không biết bao nhiêu vạn chủng tộc. Nhưng không nhiều thú tộc bọn họ tư cách đến tham gia hội luận đạo vạn tộc, chỉ có gần 8 vạn chủng tộc. So với nhân tộc, yêu tộc thì thú cầm thông trí, thông linh rất chậm. Có tu luyện mấy trăm năm mới sinh ra trí tuệ, có tu luyện mấy ngàn năm. Tộc quần thú cầm nhiều nhưng không bao nhiêu tộc quần tập trung quy mô lớn. Nên chỉ có 8 vạn chủng tộc thú cầm vào hỗn độn thiên thành, tham gia hội luận đạo vạn tộc. Trong đó có 36 chủng tộc thú cầm cực mạnh, đều có huyết mạch thái cổ thánh thú. Được bình luận là 36 thái cổ thánh thú tộc. Ban đầu thú tộc và yêu tộc cùng nguồn, thể sinh mệnh giống nhau. Nhưng sau này yêu tộc, thú tộc bước lên hai con đường tu luyện khác nhau, nên chia rẽ ra. Yêu tộc cho rằng thú tộc dã man, đê tiện, thô lỗ. Thú tộc thì nghĩ yêu tộc khoác lác, kiêu ngạo, bỏ gốc lấy ngọn. Yêu tộc, thú tộc có sự kiên trì riêng, nước lửa khó hòa hợp. Tại sao có yêu tộc? Là vì thời kỳ thái cổ nhân loại quá cường đại, trong đó một phần thú tộc học cách tu luyện của nhân loại, học thói quen, giáo hóa của nhân loại. Năm tháng dài dặc diễn biến, dần dần yêu tộc lệch đường dây hình thành chủng tộc mới, thành yêu tộc biến hình thành nhân loại. Bản chất của yêu là thú. Sự thật chứng minh yêu tộc làm đúng, bây giờ yêu tộc mạnh hơn thú tộc, đây là sự thực không thể chối cãi. Bốn yêu tộc truyền pháp lệnh, thái cổ thánh thú tộc buộc phải nghe theo. Nhân loại tổ chức hội luận đạo vạn tộc rất rộng rãi. Sinh linh nào có linh trí đều được tham gia, nên yêu tộc, thú tộc, còn có rất nhiều sinh linh kỳ dị kỳ lạ khác đến. Ví dụ thi tà, quỷ tà, thần tà, thái hư dị, dị hình dị vân vân, vô số sinh linh kỳ lạ. Dù ngươi trông thấy một bộ xương khô cõng kiếm đi trên đường cái cũng không có gì lạ. Ngươi thấy một bức tranh bay trên trời, đó không phải pháp bảo gì mà là một sinh linh. Ngươi thấy một con muỗi bay qua người, có lẽ là cường giả vũ hóa cảnh. Vạn tộc đầy rẫy, ngọa hổ tàng long, cao thủ chưa chắc đều ra từ thái cổ thánh tộc. Nhiều người chưa từng nghe nói tên tu sĩ, chủng tộc rất có thể đã đánh nhau với Kim Ô Bá Hoàng tử trời long đất lở.
Phong Phi Vân luôn biết cái gì là tu sĩ vạn tộc thật sự. Trong đó có sinh linh đại bán, hắn không kêu tên ra được. Nhưng khí thế của những sinh linh này cực mạnh, trong đó có nhiều tồn tại đẳng cấp vương giả thế hệ trẻ. Một đám tu sĩ yêu tộc thế hệ trẻ tụ tập lại, đầu mọc hai cái sừng nhọn màu đỏ, tia chớp đi đùng bắn ra từ cái sừng. Khí thế nhân tộc quá mạnh, nhân tộc nhẫn nhịn nhiều năm lại bùng en bổ, vượt qua thực lực thái cổ thánh yêu tộc, thái cổ thánh thú tộc. Nhân tộc lập bảng xếp hạng vương giả thế hệ trẻ, có 8 người vào danh sách, toàn là nhân kiệt kinh thiên vĩ địa của nhân tộc. Mỗi người có thực lực đối kháng với vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc, trước kia không thể tưởng tượng điều này. Nghe nói người đỉnh cao nhất trong vương giả thế hệ trẻ có thể đối kháng với Kim Ô Bá Hoàng Tử. Thế hệ trước nhân tộc cũng rất kinh khủng, Thủy Nguyệt Thánh Thần chém Thánh Đồ Long, cuối cùng giết chết Phu Ô Thánh Tổ. Nghe nói Thủy Nguyệt Thánh Thần truy sát Phu Ô Thánh Tổ vào trời sao, đấu hơn 20 ngày, đánh rơi nhiều tinh vực, vô số ngôi sao tan nát. Cuối cùng Pháp Tướng Tứ Thánh bị Thủy Nguyệt Thánh Thần giết, đúng là kẻ hung dữ. Giết Thánh Đồ Long, truy sát Thánh Linh đến chết, ngẫm nghĩ thôi đã làm người ta hết hồn hết vía. Phong Phi Vân ngồi ở phía xa nghe tu sĩ yêu tộc thảo luận, lòng thầm giật mình, lưng toát mồ hôi lạnh. Thủy Nguyệt Đình ác thật, hôm đó Vu Ô Thánh Tổ dã chạy trốn. Vu Ô Thánh Tổ cứ nghĩ tu vi Thánh Linh sẽ giúp gã kê cao gối ngủ, không bao giờ bị nguy hiểm. Nhưng cuối cùng Vu Ô Thánh Tổ không chạy thoát khỏi lòng bàn tay Thủy Nguyệt Đình, vẫn chết dưới nhát kiếm của nàng. Truy sát vào trời sao, chắc lúc ấy Vu Ô Thánh Tổ bị đánh đến tuyệt vọng. Một nam nhân tai toa mặt lớn ngồi trên ghế nói. Kim Ô Bá Hoàng Tử có là gì? 80 năm trước Kim Ô Bá Hoàng Tử bị một cường giả bí ẩn cùng thời gian đánh hấp hối, sao có thể là hoàng giả thế hệ trẻ được? Vương giả có là gì? Có rất nhiều vương giả nhưng hoàng giả thì chỉ có một. Lão bản, thêm dãi móng heo đế tượng lỗ vị. Nam nhân rất to lớn, ngồi dưới ghế rồi vẫn cao hơn Phong Phi Vân một cái đầu, gã như khổng lồ. Nam nhân trắng trẻo mập mạp, đùi thô như thùng nước, eo to bằng cái lu, đầu tròn như chậu rửa mặt. Lông mày trắng rậm rạp gấp khúc, đầu chọc không có tóc. Nam nhân mặc đồ rộng rãi, mặc quần cộc màu đỏ. Ai nhìn nam nhân cũng khó mà sợ hãi, ngược lại thấy dễ mến. Phong Phi Vân chỉ nhìn tên mập một giây, cảm nhận yêu khí cường đại trên người nam nhân, lực lượng kinh khủng có sức hủy diệt. Yêu khí đó không thuộc về yêu tộc nào, dù là thái cổ thánh yêu tộc cũng không sánh bằng. Trong khi Phong Phi Vân nhìn tên mập thì gã cũng phát hiện ra. Tên mập cười nhìn Phong Phi Vân. Linh giác quá mạnh. Khách quan, đây là móng heo đế tượng lỗ vị thứ 31 của khách quan. Đa tạ. Tên mập ôm móng heo đế tượng dài 9 thước, nặng 3 vạn cân, cúi đầu nhai ngôm ngoàm, rất nhanh gã ăn sạch sẽ chỉ còn khúc xương thô như cây cột. Tên mập lau khóe môi cười nói. No nê, rốt cuộc cảm thấy no. Lão bản, móng heo đế tượng của ngươi ngon quá. Lần sau ta sẽ lại ghé tiệm. Đây là một khối long lịch thạch, nhận lấy. 31 cây móng heo đế tượng tối đa đáng giá 1% long linh thạch, ta nào dám nhận. Tên mập cười to bảo. Đây là linh thạch cấp thấp nhất của ta, khỏi phải thối. Cùng lắm sau này ta ghé tiệm, người đừng thu tiền là được. Tên mập đứng dậy, xách lưng quần, định nhấc chân đi. Lúc này một đám tu sĩ yêu tộc mặc áo giáp vàng hùng hổ đi đến, biểu tình âm trầm bao vây tên mập vào giữa. Kim Ô Tứ Hoàng Tử đi ra nhìn tên mập từ trên xuống dưới, hừ mũi. Ánh mắt Kim Ô Tứ Hoàng Tử mỉa mai nói. Ngươi là kẻ mới nói Kim Ô Bá Hoàng Tử không là thứ gì. Tên mập không hiểu xảy ra chuyện gì, gãi bàn tay mập mạp, khờ ngốc nói. Huynh đệ, tê. Huynh đệ, ai huynh đệ với ngươi? Ngươi quá xem trọng mình. Kim Ô Tứ Hoàng Tử khinh thường liếc tên mập, ngón cái chỉ ngực nói. Nghe kỹ đây, ta. Đệ đệ ruột của Kim Ô Bá Hoàng Tử, Kim Ô Tứ Hoàng Tử. Ngươi dám nhục nhã Kim Ô Bá Hoàng Tử, có biết đây là tội chết không? Tên mập vẻ mặt vô tội kêu oan. Nhục nhã, ta không có. Kim Ô Tứ Hoàng Tử cười nhạt, đắc ý hết cằm. Đám tiểu yêu vô danh chỉ được cái to mồm, thấy chính chủ là mềm nhũn ngay. Tên mập nói. Ta âu tàn nói lời thật, đúng là Kim Ô Bá Hoàng Tử từng bị người đánh gần chết, cái này xem như vũ nhục sao? Nụ cười đông trên mặt Kim Ô Tứ Hoàng Tử, cơn giận tăng lên. Ngươi cố ý chơi ta. Tên mập nói. Không. Phong Phi Vân nhìn ra được tên mập từ đầu đến cuối rất nghiêm túc trả lời vấn đề,
không hề đùa với Kim Ô Tứ Hoàng Tử. Nhưng Kim Ô Tứ Hoàng Tử đang tức giận, cảm thấy tiểu yêu trước mắt cố ý trêu chọc gã. Cánh tay Kim Ô Tứ Hoàng Tử rực cháy lửa, ngọn lửa như vàng vỗ vào tên mập. Trong thời gian này tu vi của Kim Ô Tứ Hoàng Tử tăng trưởng khá nhiều, đến vũ hóa đệ tam trọng, chân thân Kim Ô Bá Hoàng Tử xuất hiện cung cấp nhiều ích lợi cho gã. Kim Ô Tứ Hoàng Tử vỗ một trường có thể đánh ngọn núi to thành cho nhưng không đập trúng được tên mập, ngược lại gã nằm sấp dưới đất. Mặt đất bị đập nát, áo giáp trên người rách toạc, xương toàn thân vỡ vụn. Kim Ô Tứ Hoàng Tử không hiểu tại sao gã nằm dưới đất, những thiên tài tuấn kiệt đi chung với gã cũng ngây người, bọn họ không thấy rõ chuyện xảy ra. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Mạnh quá, tốc độ bán thánh. Kim Ô Tứ Hoàng Tử nằm dưới đất, chu lên như heo bị thọc tiết. Ngươi đứng lại, ta chính là đệ ruột của Kim Ô Bá Hoàng Tử, ngươi dám phế tu vi của ta. Sốt cuộc ngươi là ai? Ngươi chết chắc. Tên mập xoa lỗ tai, dừng bước, bực bội liếc Kim Ô Tứ Hoàng Tử. Chậc, ngươi la lối cái gì? Ta tên Bất Tử Bất Quá, quay về nói với Kim Ô Bá Hoàng Tử là ta đánh ngươi. Bất Tử Bất Quá nói xong sải bước rời đi. Bất Tử Bất Quá. Kim Ô Tứ Hoàng Tử nghe bốn chữ này ngất xỉu. Đám tu sĩ yêu tộc sợ hãi run cầm cập, hóa ra là Bất Tử Bất Quá, vậy Kim Ô Tứ Hoàng Tử bị đánh không oan. Phong Phi Vân nhìn theo tên mập rời đi, rất ngạc nhiên. Hắn là đệ nhất nhân thế hệ trẻ Bạch Hổ yêu tộc, Bất Tử Bất Quá. Hèn gì khí thế mạnh mẽ như vậy. Phong Phi Vân định đi tìm Cửu Thiên Yên Vũ xin lỗi, nhưng giữa đường gặp ba nhân vật đẳng cấp chí tôn yêu tộc chặn đường. Một lão nhân bước ra. Ngươi là Phong Phi Vân, vương giả thế hệ trẻ nhân tộc. Lão nhân nhẹ dẫm mặt đất, không gian thiên địa thay đổi, đám người đến không gian riêng. Tu sĩ trên đường biến mất, chỉ còn lại ba sinh linh đẳng cấp chí tôn yêu tộc và Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cảm giác địch ý mãnh liệt từ người ba nhân vật đẳng cấp chí tôn yêu tộc. Bọn họ phát ra khí thế cường đại không gì sánh bằng, đó là khí thế của bán thánh, đánh thẳng hồn người. Phong Phi Vân không trốn, hắn đứng yên tại chỗ, điều động khí thế. Hiện giờ Phong Phi Vân cũng là bán thánh, hắn không sợ ba chí tôn yêu tộc, nếu hắn bỏ đi chưa chắc chí tôn yêu tộc giữ chân hắn được. Bán thánh lĩnh ngộ nhiều đạo tắc thánh linh tuy có thể tiêu diệt ngay bán thánh lĩnh ngộ đạo tắc thánh linh ít. Nhưng đó là trong tình huống bán thánh không trốn. Nếu bán thánh muốn trốn, dù là bán thánh bát trọng chưa chắc giết nổi bán thánh bát trọng. Cảnh giới càng cao tốc độ càng mau, tăng mạnh tốc độ chậm hơn, chênh lệch tốc độ càng nhỏ. Tốc độ không thể vượt qua vạn tốc ánh sáng, một khi đến vạn tốc ánh sáng sẽ dẫn đến thời gian không ổn định, thánh linh cũng không dám bay trong thời gian dao động. Dù là bán thánh hay chuẩn thánh, tốc độ cách biệt rất nhỏ nhoi, khí vũ hóa đã bão hòa. Thể chất và số lượng khí vũ hóa đều rất mạnh, chỉ có khác biệt ở chỗ lĩnh ngộ đạo tắc thánh linh. Tựa như hai nam nhân cơ thể như nhau, một mặc giáp cầm đao, người kia tay không. Nam nhân mặc giáp cầm đao có thể giết mấy chục nam nhân tay không đeo găng. Nhưng nếu nam nhân tay không đeo găng muốn trốn thì nam nhân cầm đao chưa chắc giết được. Đạo tắc thánh linh như giáp, đao đối với tu sĩ. Càng lĩnh ngộ đạo tắc thánh linh sâu thì giáp càng chắc chắn, đao càng sắc bén. Có thể nói đến cảnh giới bán thánh chỉ cần chú ý cẩn thận chút sẽ không chết dễ dàng. Phong Phi Vân phát ra khí thế. Ta chính là Phong Phi Vân. Ba bán thánh trưởng bối giật mình, thầm than lợi hại, tiểu tử này đã đến bán thánh cảnh. Lão bán thánh Kỳ Lân yêu tộc hừ lạnh một tiếng. Chàng trai, hãy giao Bạch Kỳ Lân cho ta, đắc tội Kỳ Lân yêu tộc không có lợi cho ngươi. Bán thánh Kim Ô yêu tộc, Hỗn Côn yêu tộc bước ra nói. Và cả Hỗn Côn hoàng tử, phân thân Kim Ô Bá hoàng tử. Phong Phi Vân không quan tâm áp lực từ ba bán thánh, nói. Bọn họ phá hủy tiên hư, giết tài tuấn thế hệ trẻ nhân tộc nhưng không chịu đưa bồi thường. Ta chỉ trấn áp bọn họ đã là rất nhân từ. Bán thánh Kim Ô yêu tộc cười phá lên, tiếng cười đinh tai nhức óc. Ngươi muốn bồi thường cái gì? Phong Phi Vân trả lời. 10 vạn khối long linh thạch. Bán thánh Kim Ô yêu tộc lạnh lùng nói. Cái gì, sao ngươi không đi ăn cướp? 10 vạn khối long linh thạch là con số khổng lồ, tương đương một nửa tài sản của bán thánh. Bán thánh Hỗn Côn yêu tộc nói. Hội luận đạo vạn tộc sắp bắt đầu, chúng ta hãy gom góp 10 vạn khối long linh thạch đưa cho hắn, chuộc người trước đi. Phong Phi Vân lắc đầu, nói.
không phải cộng lại 10 vạn khối long linh thạch mà là mỗi người vạn khối long linh thạch. Bán thánh kỳ lân yêu tộc giống to. Tiểu bối, ngươi chơi với lửa. Thanh âm chấn thiên động địa, bán thánh kỳ lân yêu tộc phun ra sông dung nham dài mấy ngàn dặm, nhuộm không gian thành màu đỏ rực. Bán thánh kỳ lân yêu tộc có tu vi vũ hóa đệ thất trọng, nhưng số lượng lĩnh ngộ trung ương vương triều thì gấp 3 lần thành chủ thứ 4 hỗn độn thành. Trong người bán thánh kỳ lân yêu tộc đã ngưng tụ chính tia đạo tắc thánh linh, như 9 cây cột vàng rực rỡ dựng đứng trong đan điền. Mỗi lĩnh ngộ thêm một tia đạo tắc thánh linh là hiểu biết thiên đạo tiến bộ bước dài, vận dụng các loại thần thông, linh khí sẽ tăng mạnh uy lực. Phong Phi Vân cảm giác sóng lửa từ 4 phương 8 hướng ập đến, bao bọc hắn không chừa khe hở. Bán thánh kỳ lân yêu tộc lợi hại hơn thành chủ thứ 4 hỗn độn thành rất nhiều. Khổ hải vô biên. Hai tay Phong Phi Vân chắp vào nhau, Phật quang vô cùng tận bắn ra từ thân thể hình thành biển Phật khí bao bọc tọc thân hắn, cha dì xuôi quanh người hình thành vòng xoáy thiên địa to lớn. Bán thánh kỳ lân yêu tộc phun ra sóng dung nham không dính vào người Phong Phi Vân được. Phong Phi Vân chắp hai tay, chân đạp sen Phật, vòng Phật hiển hiện sau lưng. Phong Phi Vân nói, chỗ này là hỗn độn thiên thành, nếu ta muốn đi các ngươi không ngăn ta được. Vậy sao? Bán thánh kỳ lân yêu tộc lắc người, giây sau xuất hiện ở sau lưng Phong Phi Vân. Bán thánh kỳ lân yêu tộc biến về bản thể, toàn thân rực lửa, móng vuốt to ập đến. Tu vi bán thánh kỳ lân yêu tộc mạnh hơn bán thánh kim ô yêu tộc một chút. Xoẹt! Esso Phong Phi Vân rách, để lại một vệt máu. Phong Phi Vân tạt ngang ra ngoài, giơ hai tay lên. Pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh hiện ra, thần thánh mà trang nghiêm, cao 99 trượng ập hướng bán thánh kỳ lân yêu tộc. Bán thánh kỳ lân yêu tộc hú dài, cũng ngừng tụ pháp tướng Kim Ô Thánh Tổ. Nhưng Kim Ô Thánh Tổ không ngăn được pháp tướng của Hoa Hậu Đại Thánh, chỉ một chỉ điểm nát. Bán thánh kỳ lân yêu tộc vội vàng né tránh, vẫn bị đánh dụng mấy chục cọng lông chim màu vàng. Phong Phi Vân lướt ra ngoài vòng vây hai bán thánh, ung dung đứng bên ngoài. Phong Phi Vân nói, ba bán thánh các ngươi hợp sức còn có lực lượng giữ ta lại được, nhưng bây giờ ta muốn đi thì ai níu kéo được ta? Bán thánh kim ô yêu tộc, bán thánh kỳ lân yêu tộc hừ lạnh một tiếng. Hừ, Phong Phi Vân nói. Giờ ta trở về nói cho Thủy Nguyệt Thánh Thần biết các ngươi hợp tác đối phó với ta. Bán thánh hỗn côn yêu tộc vội lấy một giới linh thạch ra. Đừng, tiểu huynh đệ, trong này có 10 vạn khối long linh thạch, ta nguyện ý chuộc người. Phong Phi Vân nhận lấy giới linh thạch, điều tra số lượng linh thạch bên trong. Phong Phi Vân mỉm cười nói. Lão già hiểu lý lẽ nhất. Phong Phi Vân lấy tam vị chân hỏa lô ra, thả hỗn côn hoàng tử giao cho bán thánh hỗn côn yêu tộc. Hỗn côn hoàng tử bị tam vị chân hỏa lô luyện một tháng, toàn thân cháy đen, vật vật như con chó. May mắn tu vi của hỗn côn hoàng tử cao, nếu không bây giờ chỉ còn lại rúm cho. Bán thánh kỳ lân yêu tộc, bán thánh kim ô yêu tộc không cam lòng nhưng rất sợ Thủy Nguyệt Thánh Thần, Vu Ô Thánh Tổ còn bị nàng chém, là kẻ siêu hung ác trong nhân tộc. Hiện tại ai dám đụng vào Thủy Nguyệt Đình? Bán thánh kỳ lân yêu tộc chửi thầm trong bụng. Thủy Nguyệt Thánh Thần kiêu ngạo, giết Vu Ô Thánh Tổ, thật không hiểu tại sao Ô Hoàng không ra tay giết nàng. Không cam lòng, tức quá. Cuối cùng bán thánh kỳ lân yêu tộc, bán thánh kim ô yêu tộc giao báu vật giá trị 10 vạn long linh thạch chuộc người. Phân thân kim ô bá hoàng tử không đáng giá 10 vạn khối long linh thạch, nhưng kim ô yêu tộc chuộc không phải phân thân mà là mặt mũi. Phong Phi Vân đi tiên hư động thiên vỡ nát lại xây dựng nhưng không trở về thời kỳ huy hoàng. Phong Phi Vân gặp Cửu Thiên Yên Vũ, nói chuyện không đến đúng hẹn được, lại giao 30 vạn khối long linh thạch cho động chủ tiên hư động thiên. Động chủ tiên hư động thiên là một nữ nhân xinh đẹp tu vi cực mạnh, đã tu luyện vạn năm nhưng thời gian không để lại nhiều dấu vết trên người nàng, thoạt trông khoảng 26-27 tuổi. Nghe nói lúc tiên hư động chủ còn trẻ là một tiên nữ tuyệt trần của tiên hư động thiên, danh tiếng truyền khắp thiên hạ, từng là mỹ nhân số một nhân tộc. Bây giờ vẫn còn nhiều chúa tể trung ương vương triều theo đuổi tiên hư động chủ, tiếc rằng nàng không vừa mắt ai. Nàng luôn ở lại tiên hư động thiên, trở thành chủ nhân của tiên hư. Đây là một kỳ nữ truyền kỳ. Tiên hư động chủ ngồi bên trong, dưới mảnh treo chuông gió. Thành chủ thứ 9 lấy số lượng linh thạch khổng lồ từ tay ba thái cổ thánh yêu tộc, e rằng bọn họ sẽ không chịu bỏ qua. Gió thổi qua, chuông reo êm tai, tiếng chuông gió đẹp mấy cũng không bằng tiên hư động chủ.
Phong Phi Vân, Cửu Thiên Yên Vũ đứng ngoài mảnh, mơ hồ thấy thân hình tuyệt đẹp ngồi sau rèm. Tiên hà lượn lờ quanh thân, dường nét thướt tha, không thấy rõ ràng, dường như đẹp còn hơn bốn tiên nữ hiện tại của Tiên Hư Động Thiên. Nàng như tiên cơ trong xương, như mộng như thật, không ở trong thời không này, làm người nhìn không thể với tới. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Đây là Tiên Hư Động Chủ, kỳ nữ khiến chúa tể các trung ương vương triều, chí tôn nhân tổ động thiên say mê. Phong Phi Vân không biết tu vi của Tiên Hư Động Chủ mạnh cỡ nào, hắn chỉ biết tuyệt đối không thể đắc tội với nàng. Có nhiều đại nhân vật lưu luyến si mê Tiên Hư Động Chủ, mỹ nhân chấn tộc. Nếu Phong Phi Vân không thành thành chủ thứ 9 hỗn độn thành thì hắn không có tư cách gặp mặt Tiên Hư Động Chủ. Phong Phi Vân đứng thẳng, trong áp lực khổng lồ từ Tiên Hư Động Chủ vẫn biểu hiện nhẹ nhàng. Phong Phi Vân nói, đa tạ động chủ quan tâm, vãn bối hiểu ra điều này. Khi trấn áp Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn Hoàng tử, Kim Ô Bá Hoàng tử thì vãn bối đã chuẩn bị tinh thần đắc tội ba thái cổ thánh yêu tộc, dù không đòi linh thạch thì cũng đã rắc tội bọn họ, yêu tộc có thù sẽ trả, đã đắc tội rồi còn sợ nhiều hay ít. Tiên Hư Động Chủ nói, xem ra ngươi rất tự tin vào tu vi của mình. Tiên Hư Động Chủ ngồi sao mảnh đột nhiên nâng cánh tay ngọc mảnh khảnh, không gian thay đổi. Trên bầu trời đổ chuyển tinh di. Dưới mặt đất phân uyên không lường được. Phong Phi Vân cảm giác trời sụp, đất trồi lên, cơ thể hắn bị kẹp vào giữa. Lực lượng quá mạnh, đây là tu vi của Tiên Hư Động Chủ. Phong Phi Vân cũng có tu vi bán thánh Kỳ Lân yêu tộc, bán thánh Kim Ô yêu tộc, bán thánh Hỗn Côn yêu tộc hợp sức cũng không giữ chân hắn được. Nhưng mọi người trời và đất cũng kẹp Phong Phi Vân lại, không chỗ trốn thoát, đây chính là lực lượng tuyệt đối. Tu vi bán thánh cao mấy vẫn nằm trong thiên địa, không thể chạy thoát. Growl. Một vạn linh thú chiến hồn bay ra khỏi cơ thể Phong Phi Vân như một vạn vua thú xuất thế. Chân Phong Phi Vân dẫm đất, hai tay chống trời, gầm giống khung trời. Nếu trời sập thì ta dùng lưng của mình chống nó, lực lượng cuồng bạo. Lực lượng một vạn linh thú chiến hồn trong người Phong Phi Vân không đến bán thánh cảnh, mỗi con thiên tài tuấn kiệt tương đương vũ hóa đệ ngũ trọng. Nâng lực lượng một vạn linh thú chiến hồn lên vũ hóa đệ ngũ trọng đã tiêu hao hết tinh hoa Phật khí trong thiên quốc, tất cả vũ hóa huyết đan, bảo dược, linh thạch Phong Phi Vân tích lũy. Muốn nâng cấp một vạn linh thú chiến hồn đến bán thánh tiêu hao tài nguyên càng khủng khiếp, đổi lại phát huy ra lực lượng rất kinh người. Tuy những khổng lồ chỉ có lực lượng vũ hóa đệ ngũ trọng nhưng một vạn cộng lại vẫn rất mạnh. Người đã đến vũ hóa đệ thất trọng, ngừng tụ ra đạo tắc thánh linh. Không tệ. Ngón tay ngọc mềm mại đè xuống, lực lượng càng cường đại hơn, như trời sao rơi đè trên đầu Phong Phi Vân. Tiên Hư Động Chủ là nữ thần chúa tể đứng trên ngân hà, nâng tay thần xinh đẹp trấn áp vua vạn thú đứng trên đất đai mênh mông. Ầm 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 ầm. Phong Phi Vân chịu đựng lực lượng càng khủng bố, đừng nói trốn, hắn nhích chân một chút cũng khó như lên trời, cơ thể bị đè ép sắp nứt vỡ. Trên người Phong Phi Vân có thêm một sợi gân xanh nhô lên. Lực lượng kia đã đến cực hạn chịu đựng của hắn. Trong con người tà quang đỏ thẫm, Phong Phi Vân định hóa rồng đấu với Tiên Hư Động Chủ. Áp lực khổng lồ trong thiên địa đột nhiên biến mất hết. Phong Phi Vân nhận ra hắn vẫn đứng ngoài mảnh, động tác không thay đổi, nhưng người đã ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển như trâu. Phong Phi Vân giật mình nhìn Tiên Hư Động Chủ sau tấm mảnh. Tiên Hư Động Chủ nhẹ nhàng ngồi bên trong, bóng dáng thướt tha, cánh tay giơ lên rút về. Phong Phi Vân rung động thầm nghĩ. Tu vi của Tiên Hư Động Chủ hơn ta gấp trăm lần, chỉ nâng một cánh tay đã làm ta hoàn toàn không có sức chống cự, không có cơ hội chạy trốn. Dù ta hóa rồng e rằng không phải đối thủ của Tiên Hư Động Chủ, sẽ bị nàng bắt đi như bắt cá. Trên đời này không chỉ Thánh Linh là cường giả, dưới Thánh Linh có rất nhiều nhân vật khủng bố. Trước kia Phong Phi Vân đúng là ếch ngồi đáy giếng. Trong giấc mơ kiếp trước Phong Phi Vân đến cảnh giới vũ hóa đệ cửu trọng nhưng bây giờ hắn nhớ không ra mình làm sao đến vũ hóa đệ cửu trọng, quên hơn một nửa quá trình tu luyện. Như một giấc mơ, thời gian qua càng lâu quên càng nhiều. Tiên Hư Động Chủ lạnh nhạt nói. Tu vi của ngươi không tệ. Những chúa tể nhân tộc không mấy người được Tiên Hư Động Chủ khen. Phong Phi Vân hỏi. Xin hỏi tiền bối bây giờ là cảnh giới gì? Cô đọng ra bao nhiêu đạo tắc thánh linh? Tiên Hư Động Chủ không trả lời, nàng hỏi ngược lại. Cái gì là đạo tắc thánh linh? Phong Phi Vân giật mình thầm nghĩ. Tiên Hư Động Chủ hật là, ta đang hỏi vấn đề mà nàng hỏi ngược lại câu đơn giản như thế.
Phong Phi Vân cung kính nói. Mỗi vị thánh linh có đạo thánh linh thuộc về mình. Đạo thánh linh vô hình vô chất, không có trong giới vật chất, giới tinh thần. Chỉ có nhân vật học cứu chân trời, thông khắp xưa nay mới cảm nhận được đạo thánh linh trong vô hình chung. Khi lĩnh ngộ đến trình độ nhất định thì cơ thể sẽ ngưng tụ ra một tia đạo tắc thánh linh. Đạo tắc thánh linh chính là hình của vật chất đạo thánh linh. Tiên hư động chủ hỏi. Theo như người nói thì đạo tắc thánh linh là lĩnh ngộ từ đạo thánh linh, vậy đạo tắc của thánh linh đến từ đâu? Phong Phi Vân hơi hiểu, chìm trong suy tư. Cái này, Cửu Thiên Yên Vũ đứng ngay bên cạnh nhưng không hiểu hai người đang nói cái gì. Tu vi của Cửu Thiên Yên Vũ chưa đến trình độ tham ngộ đạo thánh linh, không thể hoàn toàn hiểu huyền diệu trong đó. Tiên hư động chủ nói. Đạo tắc thánh linh đến từ tâm, cảm ngộ được thì nó xuất hiện. Không cảm ngộ được thì nó mãi mãi không hiện ra. Một âm một dương gọi là đạo, trung cực chân lý cũng là đạo. Người tạo nhân đạo, yêu có yêu đạo, vạn sự vạn vật đều là đạo. Vậy cái gì là thánh đạo thật sự? Thật ra đó là một loại quy luật, pháp tắc trong thiên địa. Tập trung tham ngộ, khi lĩnh ngộ được đạo tắc thánh linh sẽ tự nhiên sinh ra trong lòng. Người chỉ mới đến bán thánh cảnh, bây giờ chỉ có thể tham ngộ đạo của thánh linh khác. Từ trong đạo thánh linh phỏng theo đạo tắc thánh linh. Dù phỏng theo bao nhiêu đạo tắc thánh linh thì nó không thuộc về mình. Chỉ khi hiểu làm sao cảm ngộ chi đạo, địa chi đạo, nhân chi đạo thì ngươi mới có bước tiến dài. Đối với ngươi bây giờ thì đầu tiên là tham ngộ đạo của thánh linh khác, đây là bước đường mỗi tu sĩ sẽ đi. Phong Phi Vân biết tiên hư động chủ đã đến cảnh giới rất cao sâu, lòng máy động có thể sinh ra đạo tắc thánh linh. Phong Phi Vân cách cảnh giới kia còn rất xa. Tiên hư động chủ nói một tràng giúp Phong Phi Vân được nhiều ích lợi, hơi ngộ đạo. Phong Phi Vân đã hình thành hướng đi cho tu luyện tương lai. Phong Phi Vân nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tiên hư động chủ là cảnh giới chuẩn thánh, đại nhân vật thật sự. Không phải ai cũng có cơ hội được loại nhân vật này nhắc nhở, một số bán thánh muốn bái chuẩn thánh làm sư phụ mà không được. Loại chỉ điểm này rất quý giá. Tu vi của tiên hư động chủ kinh khủng. Ngộ tính cao hơn thành chủ thứ 4 hỗn độn thành gấp mấy chục vạn lần, hèn gì không nam nhân nào lọt vào mắt xanh của nàng được. Tiên hư động chủ nói. Ngày mai là hội luận đạo vạn tộc, chắc ngươi sẽ đại biểu nhân tộc tham gia vương giả luận đạo. Tuy tu vi của ngươi rất cao nhưng có vài tồn tại tu vi không thấp hơn ngươi. Ví dụ bá hoàng tử của kim ô yêu tộc, bất tử bất quá của bạch hổ yêu tộc, phượng hoàng thiên nữ của phượng hoàng yêu tộc, thập tam thái tử của long tộc. Trong đó thập tam thái tử long tộc tu vi mạnh nhất, từ 60 năm trước đã đến bán thánh cảnh. Ngoài mấy vương giả thế hệ trẻ ra thái cổ thánh thú tộc có mấy vương giả thế hệ trẻ đẳng cấp bán thánh. Những chủng tộc nhỏ yếu cũng có một vài sinh linh ghê gớm, có vương giả đẳng cấp bán thánh. Nhân tộc cao điệu xung thái cổ thánh tộc sẽ bị nhiều chủng tộc hợp sức ức chế. Những yêu tộc kiêu ngạo như rồng, phượng có lẽ sẽ không ra tay nhưng các thái cổ thánh yêu tộc chắc chắn hợp tác chèn ép nhân tộc. Ánh mắt Phong Phi Vân sắc bén nói. Động chủ yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn dắt vương giả thế hệ trẻ nhân tộc giết ra đường máu, nổi bật vương giả luận đạo. Tiên hư động chủ nói. Không, các ngươi sống sót trong vương giả luận đạo đã là thắng. Xuống đi, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho vương giả luận đạo. Phong Phi Vân, Cửu Thiên Yên Vũ đi xuống, đang định ra khỏi tiên hư động thiên thì giọng tiên hư động chủ lại chui vào tai Phong Phi Vân. Địa điểm vương giả luận đạo nằm ở tiểu linh tiên giới, cánh cửa tiên giới sẽ mở ra. Phong Phi Vân ngừng bước. Cửu Thiên Yên Vũ thấy Phong Phi Vân bỗng đứng lại, tò mò hỏi. Phong huynh làm sao vậy? Phong Phi Vân trả lời. Không có gì, ngày mai là hội luận đạo vạn tộc, ta cần trở về. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Nhân tộc không uổng là tác chiến trong sân nhà, biết trước địa điểm vương giả luận đạo, cái này xem như ưu thế. Nhưng đặt nơi vương giả luận đạo là tiểu linh tiên giới, thật biến thái. Hèn gì tiên hư động chủ nói sống được xem như thắng. Răng Cửu Thiên Yên Vũ trắng, da như tuyết, Cửu Thiên Yên Vũ mong chờ ai oán nhìn Phong Phi Vân. Cửu Thiên Yên Vũ thỏ thẻ. Đêm nay, không ở lại sao? Câu này rõ rành rành là ám thị. Nam nhân nào nghe mỹ nhân hỏi như thế dù bận công chuyện gì cũng sẽ gác sang bên, không đi nổi. Phong Phi Vân nhìn ánh mắt Cửu Thiên Yên Vũ ai oán, hít sâu, nói. Ngày mai là hội luận đạo vạn tộc, việc này liên quan đến tương lai nhân tộc. Ta phải, trở lại chuẩn bị. Tốc độ lần thứ hai Phong Phi Vân từ chối,
đối với Cửu Thiên Yên Vũ kiêu ngạo, xinh đẹp là sỉ nhục. Cửu Thiên Yên Vũ chẳng hề bực tức, môi đỏ son mím lại. Ta chờ Phong công tử vinh rượu quay về, khi đó sẽ chuẩn bị một bình rượu nhạt cùng quân say. Đây là lời mời lần thứ ba. Phong Phi Vân không tiện từ chối Cửu Thiên Yên Vũ, hắn đồng ý. Phong Phi Vân rời khỏi Thiên Hư Động Thiên, không quay về Hoa Hậu Miếu, không đi Cổ Kiếm Trai mà đến thẳng phủ thành chủ Hỗn Độn Thiên Thành. Hỗn Độn Thiên Thành, trong một phủ đệ đậm đặc yêu khí. Kim Ô Tứ Hoàng tử bị nâng về, người nát bét không thành hình nhưng sức sống chưa mất. Kim Ô Bá Hoàng tử ngồi xếp bằng trong thần lô nóng cháy, vô số hỗn độn chi khí chảy vào thần lô. Tam vị chân hỏa trong thần lô bùng cháy càng dữ dội, ai đến gần thần lô trong vòng trăm trượng sẽ bị đốt thành tro. Thần lô này giống y như tam vị chân hỏa lô trong tay Phong Phi Vân, nhưng thánh văn trên thần lô hơi thay đổi, khác chữ khác. Giọng Kim Ô Bá Hoàng tử vọng ra từ thần lô. Bất tử bất quá. Thanh âm tràn ngập uy nhiếp khổng lồ, làm Kim Ô trong phủ đệ quỳ dưới đất, run cầm cập. Ngọn lửa như hao sen bay vào người Kim Ô Tứ Hoàng tử. Cơ thể gã lành lặn lại ngay. Kim Ô Tứ Hoàng tử đứng lên, nhưng gã rất suy yếu, tu vi đã bị phế hoàn toàn. Mặt Kim Ô Tứ Hoàng tử trắng bệch, nghiến răng, mắt đầy căm hờn. Đại ca nhất định phải báo thù cho ta, giết bất tử bất quá, còn có tạp chủng bán yêu Phong Phi Vân. Thanh âm Kim Ô Bá Hoàng tử như thiên thần vọng ra từ thần lô. Ta chỉ có một đệ đệ ruột là ngươi, bất tử bất quá phế bỏ tu vi của ngươi là đánh mặt ta. Còn về bán yêu Phong Phi Vân mặc dù lĩnh ngộ pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh nhưng cách bán thánh cảnh còn một bước xa. Hội luận đạo vạn tộc sẽ là ngày chết của hắn. Vù 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 vù. Tam vị chân hỏa lô rực cháy, bên trong toàn là lực lượng hủy diệt đột nhiên có sức sống rồi rào chất chứa hình thành cái bóng thần mộc. Khí thế của Kim Ô Bá Hoàng tử liên tục tăng vọt, gấp đôi, gấp hai, cuối cùng sức sống cường đại phá mở điện vũ, hình thành thần mộc lửa to lớn. Thần mộc cành lá sum suê, đỉnh thiên lập địa, như thần thụ nối trời và đất. Kim Ô Tứ Hoàng tử mừng rỡ reo lên. Đại ca lĩnh ngộ đạo thái cổ thiên mộc. Kim Ô Bá Hoàng tử thu về ảo ảnh thiên mộc to lớn, bước ra từ tam vị chân hỏa lô. Người Kim Ô Bá Hoàng tử rực rỡ sắc vàng, trong da thịt cháy lửa, một miếng da có thể chém núi cao, trong mỗi lỗ chân lông tuôn ra đốm lửa như mặt trời nhỏ. Kim Ô Bá Hoàng tử hít sâu. Trong người có tiếng sấm nổ vang, nói. Đạo Thái Cổ Thiên Mộc là đạo chí dương trong thiên địa, là đạo sinh mệnh. Ý niệm của ta thông suốt, thánh pháp tự nhiên, đã ngưng tụ ra 36 đạo tắc thánh linh. Bây giờ dù có là 10 Phong Phi Vân cũng không đánh lại ta, có thể chém pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh. Kim Ô Tứ Hoàng tử kích động nói. Bất tử bất quá. Đại ca của gã là đệ nhất thiên hạ trong thiên địa, là thần thoại. Kim Ô Bá Hoàng tử nói, ngươi yên tâm, bất tử bất quá bị thương ngươi thì hắn chết chắc, nhưng chờ đối phó nhân tộc trước đó. Nhân tộc muốn trùng kích thái cổ thánh tộc, vậy ta sẽ chém hết 8 vương giả thế hệ trẻ nhân tộc trong hội luận đạo vạn tộc, cắt đứt mơ tưởng không thực tế của bọn họ. Kim Ô Tứ Hoàng tử phụ họa, đúng, đặc biệt là Phong Phi Vân, bán yêu đê tiện dám chấn áp phân thân của đại ca, phản rồi. Linh giác Kim Ô Bá Hoàng tử máy động cảm ứng cái gì? Nhếch mép nói. Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn Hoàng tử, Bại Nguyệt Hoàng tử đến. Chắc bọn họ tìm ta bàn bạc chuyện đối phó vương giả thế hệ trẻ nhân tộc. Hỗn Độn Thiên Thành, Phủ Thành Chủ. Một chiến tướng trông chừng Phủ Thành Chủ bước ra từ hư không, ngăn trước mặt Phong Phi Vân. Ai đó? Phong Phi Vân đưa ra lệnh bài Thành Chủ thứ 9 Hỗn Độn Thành. Tướng lĩnh trông chừng Phủ Thành Chủ nghiêm túc quỳ xuống hành lễ. Thuộc hạ chính chào thành chủ thứ 9. Giờ Phong Phi Vân là vương giả thế hệ trẻ, đại nhân vật trong nhân tộc. Huống chi Phong Phi Vân còn là thành chủ thứ 9 Hỗn Độn Thành, địa vị cao quyền nặng, có thể điều động tài nguyên khổng lồ. Phong Phi Vân nói, ta muốn đi bảo khố tài nguyên của Hỗn Độn Thiên Thành, người hãy dẫn đường. Bảo khố tài nguyên của Hỗn Độn Thiên Thành xây trong phủ thành chủ, có cao thủ tuyệt đỉnh chấn giữ. Chỉ mấy thành chủ Hỗn Độn Thành mới có tư cách vào bảo khố tài nguyên. Phong Phi Vân lấy lệnh bài ra đặt vào tượng đá, cánh cửa bảo khố tài nguyên mở ra. Các ánh sáng chói mắt tràn ra ngoài, như dòng sông bảo khí. Phong Phi Vân bước vào trong, không khí dao động như màn nước, hắn biến mất. Ngay sau đó Phong Phi Vân hiện ra giữa hư không, đến thế giới tràn đầy bảo quang. Trong thế giới này có núi, nước, sông, hồ,
vách đá treo leo. Phong Phi Vân đi trên đường núi gập ghềnh, dưới chân là linh thạch màu sắc khác nhau, sặc sỡ chói mắt. Chân đạp xuống phát ra tiếng rào rạo. Ầm 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 ầm. Vách núi chất bằng linh thạch sụp đổ. Phong Phi Vân nhìn phương xa, mặt đất mấy ngàn dặm toàn là linh thạch, linh quang ngút trời hình thành cột sáng nối trời và đất. Quá khoa trương, số lượng báu vật nơi này không thể thống kê. Đây là bảo khố sửa lại từ tòa bí cảnh cao cấp, vô biên vô hạn, tích lũy tài phú không biết bao nhiêu ức năm của Hỗn Độn Thiên Thành. Dù mỗi ngày chỉ có một khối linh thạch đặt trong bảo khố, năm rộng thái dài cũng sẽ tích lũy vạn ức linh thạch. Đây là tài phú của một tộc, thánh linh cũng thua xa. Phong Phi Vân nhích người đi tới mấy vạn dặm, đứng bên cạnh một hồ nước. Đường kính hơn 1.000 thước, bên trong không chứa nước mà là tinh hoa Phật khí, ánh vàng rực rỡ, đậm đặc kinh người. Thiên quốc tích lũy 1 vạn năm số lượng tinh hoa Phật khí mới tụ lại thành dòng sông dài hơn 1.000 nước, bị Phong Phi Vân tiêu hao hết sạch. Tinh hoa Phật khí trong hồ nước gấp mấy vạn lần. Phong Phi Vân đến vì tinh hoa Phật khí, để tăng thực lực linh thú chiến hồn trong thân thể. Phong Phi Vân đứng giữa hồ nước vàng, chân đạp mặt nước, hai tay duỗi ra. Phong Phi Vân thả 1 vạn linh thú chiến hồn ra ngoài, thoải mái hấp thu tinh hoa Phật khí giữa hồ. Những linh thú hung mãnh nhảy nhót như vật sống, chúng nó chui vào hồ nước vàng, uống ừng ực Phật khí. Trong thiên mệnh cảnh hấp thu 1 giọt tinh hoa Phật khí có thể tăng 1 hay 2 cảnh giới. Nhưng đến cỡ như Phong Phi Vân thì có liên tục hấp thu tinh hoa Phật khí vào người cũng không tiến bộ tu vi được bao nhiêu. Rất nhanh hồ nước tụ tập bằng tinh hoa Phật khí khô cạn, không chừa 1 giọt. 1 vạn linh thú chiến hồn chỉ có 42 con lên cảnh giới vũ hóa đệ lục trọng, linh thú chiến hồn khác còn kẹt lại ở vũ hóa đệ ngũ trọng. Rất nhanh Phong Phi Vân tìm thấy hồ nước tinh hoa Phật khí thứ hai, cái hồ diện tích to hơn, khoảng 2.000 thước, dung lượng tinh hoa Phật khí gấp 10 lần hồ nước trước. 1 canh giờ sau Phong Phi Vân hấp thu sạch hồ nước, có 1.876 linh thú chiến hồn đến vũ hóa đệ lục trọng. Linh thú chiến hồn khác lên đỉnh vũ hóa đệ ngũ trọng. Phong Phi Vân tiêu hao 4 hồ nước tinh hoa Phật khí mới khiến tất cả linh thú chiến hồn đến vũ hóa đệ lục trọng. Trong đó có 1 linh thú chiến hồn tới vũ hóa đệ thất trọng, lực lượng tràn đầy, ngưng tụ ra linh thú chiến thể, trí tuệ không thua gì nhân loại. Linh thú chiến thể tự chủ tu luyện, tham ngộ đạo thánh linh. Đó một kim nghê, có hiên viên nhất nhất thái cổ thánh thú, cơ thể đã sinh ra 1 tia đạo tắc thánh linh. Đây là ưu thế của thái cổ thánh thú tộc, miễn đến cảnh giới là có thể tự nhiên câu thông đạo thánh linh của tổ tiên, dựng dục tia đạo tắc thánh linh thứ nhất trong người, thành nền móng cho chúng nó lĩnh ngộ đạo thánh linh, gọi là thánh căn. Cảnh giới đến liền trực tiếp lên vũ hóa đệ thất trọng. Nhân loại muốn ngưng tụ tia đạo tắc thánh linh thứ nhất phải liên tục, 87, thử thách ngộ tính của con người. Không lĩnh ngộ được thì mãi mãi không đến vũ hóa đệ thất trọng, không thể trở thành bán thánh. Con kim nghê khí thế cực mạnh, như thái cổ thánh thú khổng lồ nằm sấp, hít thở kèm theo tiếng sấm nổ. Sau khi ngưng tụ linh thú chiến thể nó không khác gì kim nghê thật sự, thậm chí mạnh hơn vài phần. Phong Phi Vân xòe hai tay đứng trên bầu trời, ánh mắt ngạo nghễ bá đạo. Chỉ khi khiến 1 vạn linh thú chiến hồn tu luyện ra linh thú chiến thể thì ta mới luyện vạn thú chiến thể đến đại thừa. Khi đó đánh ra một đấm tương đương lực lượng 1 vạn vũ hóa đệ thất trọng, ai ngăn được. Nhưng để vạn thú chiến thể đến đại thừa tiêu hao tài nguyên quá kinh khủng, ít ai thành công. Trong Hỗn Độn Thiên Thành tích lũy tinh hoa Phật khí rất phong phú, không chỉ có tinh hoa Phật khí còn có tinh hoa đạo khí, chiến khí, võ khí, hỏa khí, thủy khí, lôi khí vân vân. Những lực lượng tinh hoa này tích lũy quanh năm suốt tháng thành sông hồ, chỉ người có cống hiến to lớn cho nhân tộc mới được hưởng chúng. Hiện giờ Phong Phi Vân là thành chủ thứ 9 Hỗn Độn Thành, địa vị cao quyền nặc, thỏa thích hấp thu tài nguyên trong bảo khố tài nguyên. Đây là lý do tại sao Phong Phi Vân đồng ý làm thành chủ thứ 9 Hỗn Độn Thành, tuy chịu nhiều trái buộc, còn phải đại biểu nhân tộc chinh chiến, nhưng nhận được đền đáp đồng giá. Nếu dựa vào sức một mình Phong Phi Vân thu gom tài nguyên không biết đến bao giờ mới tu luyện vạn thú chiến thể đến cảnh giới hiện tại. Phong Phi Vân chỉ một cái. Lực lượng khổng lồ vô biên bay ra từ đầu ngón tay, khí lưu quanh ngón tay bị kéo theo ngưng tụ cửu hoàn thần đao dài 13 thước. Nhát đao chém trời, 8 tầng chu thiên đại trận bên trên bảo khố tài nguyên bị chém vỡ, nhiều thiên thạch bọc trong lửa rơi xuống. Bảo khố tài nguyên tiên giới 36 tầng chu thiên đại trận, 72 tầng thánh linh đại trận, phòng ngự mạnh mẽ, phòng thủ kiên cố.
dù là thánh linh cũng phải mất mấy ngày mới tấn công được. Một chỉ vừa rồi đơn thuần là sức mạnh, Phong Phi Vân không sử dụng bất cứ thần thông đạo pháp nào. Chỉ lực lượng một ngón tay đã đánh bại tầng Chu Thiên Đại Trận do bán thánh bày ra. Phong Phi Vân hít sâu, nói. Sức mạnh thân thể đại khái tăng gấp 4 lần, giờ ta một đấm có thể đánh nát thành chủ thứ 4 hỗn độn thành. Một vạn linh thú chiến hồn bay vào người Phong Phi Vân. Một nam nhân mặc giáp đỏ cầm rìu chiến chui lên từ lòng đất, sát khí khiếp người lạnh lùng hỏi. Kẻ nào dám hủy đại trận bảo khố tài nguyên? Phong Phi Vân lấy lệnh bài thành chủ thứ 9 hỗn độn thành ra. Nam nhân mặc chiến giáp đỏ quỳ một gối. Kính chào thành chủ thứ 9. Phong Phi Vân nói. Ngươi là huyết thần vệ trông chừng bảo khố tài nguyên. Mới rồi ta thử sức mạnh của mình, lỡ phá hủy 8 tầng trận pháp, phiền các ngươi sửa lại. Nam nhân mặc chiến giáp đỏ đứng dậy. Thành chủ khách sáo, đây là vốn là trách nhiệm của chúng ta. Khí thế trên người nam nhân mặc chiến giáp đỏ như núi, là một vị cường giả. Phong Phi Vân nói, ta sắp tham gia hội luận đạo vạn tộc, muốn điều động một phần lực lượng tinh hoa trong bảo khố tài nguyên. Nam nhân mặc chiến giáp đỏ mở miệng nói, hiện tại thành chủ cống hiến cho nhân tộc có thể điều đi 10 ức phương lực lượng tinh hoa trong bảo khố tài nguyên. 10 ức phương nhìn như nhiều, có thể tạo ra vô số cường giả nhưng đường kính chỉ khoảng hồ nước 1.000 thước. Không nhiều với Phong Phi Vân hiện tại. Phong Phi Vân chỉ mới trở thành thành chủ thứ 9 hỗn độn thành, không cống hiến cái gì cho nhân tộc, cũng không có kinh nghiệm, được điều động nhiều tài nguyên như thế nằm ngoài dự đoán của hắn. Không phải làm thành chủ hỗn độn thành là có thể tùy ý sằng bậy, điều động tài nguyên. Nếu không thì kẻ ẩn núp vực ngoại như thành chủ thứ 4 hỗn độn thành tùy thời đào rỗng tài nguyên hỗn độn thiên thành. Nam nhân mặc chiến giáp đỏ nói. Nếu thành chủ được một pháp chỉ của thành chủ thứ 2 hỗn độn thành thì có thể điều động 1 vạn ức phương lực lượng tinh hoa. Phong Phi Vân không phải loại gặp chuyện thì nhờ người, nói. Không cần, ta lấy 10 ức phương tinh hoa Phật khí được rồi. Phong Phi Vân lấy ra giới linh thạch to lớn chứa 10 ức phương tinh hoa Phật khí, rời khỏi bảo khố tài nguyên. Nam nhân mặc chiến giáp đỏ nhìn bóng lưng Phong Phi Vân rời đi. Không uổng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ, tiềm lực quá lớn. Một lần hấp thu 300 ức phương tinh hoa Phật khí. Nhiều năng lượng như thế có thể tạo ra 10 bán thánh, phải báo cáo cho thành chủ thứ 2 biết. Sâu trong phủ thành chủ hỗn độn thành. Thành chủ thứ 2 hỗn độn thành nghe huyết thần vệ báo cáo, mắt sáng rực hỏi. Ngươi nói gì, trong người hắn có 1 vạn linh thú chiến hồn, một lần hấp thu 300 ức phương tinh hoa Phật khí. Huyết thần vệ quỳ giữa đại điện. Đúng là tiêu hao nhiều tài nguyên. Một người tiêu hao bằng 10 bán thánh cộng lại. Nhảm nhí. Thành chủ thứ 2 hỗn độn thành mắng. Nếu ta điều một lần hấp thu 300 ức phương tinh hoa Phật khí cho những tu sĩ vũ hóa cảnh tư chất tuyệt đỉnh thì trong vòng 100 năm có thể tạo ra 10 đỉnh vũ hóa đệ lục trọng. Nhưng chỉ được 10 đỉnh vũ hóa đệ lục trọng, khí vũ hóa trong cơ thể bão hòa. Trong 10 người này e rằng không ai lĩnh ngộ được đạo tắc thánh linh, không thành bán thánh. Muốn trở thành bán thánh khó khăn biết bao. Phải cố gắng, chăm chỉ, cần cù, kiên cường, không sợ hãi, còn cần thiên phú và ngộ tính lớn. Có thể đến đỉnh vũ hóa đệ lục trọng ai không phải là thiên phú kinh diễm. Nhưng 13 đỉnh vũ hóa đệ lục trọng mới ra một người đến bán thánh cảnh. Ngươi tưởng tượng xem cần bao nhiêu ngộ tính mới có tư cách trùng kích thánh linh. Ta dùng 300 ức phương tinh hoa Phật khí bồi dưỡng 10 đỉnh vũ hóa đệ lục trọng có ích gì? Một bán thánh yêu tộc có thể nuốt hết sạch. Chỉ làm thuốc bổ cho yêu tộc. Huyết thần vệ bị thành chủ thứ 2 hỗn độn thành chửi xối xả, không dám phản bác. Thành chủ thứ 2 hỗn độn thành tiếp tục bảo. Tiểu tử Phong Phi Vân thì khác, tu luyện chưa đến 100 năm đã đến bán thánh cảnh, bán yêu thứ 2 phá vỡ nguyền rủa. Tâm trí, tư chất, ngộ tính đều không thể xét nét, tuyệt đối có tư cách trùng kích thánh linh. Sau khi đến bán thánh cảnh khí vũ hóa trong người tu sĩ đã bão hòa. Còn Phong Phi Vân một lần 300 ức phương tinh hoa Phật khí, đây là điểm hắn vượt qua bán thánh bình thường. Nếu ta đoán đúng, Phong Phi Vân tu luyện vạn thú đồ, vô thượng luyện thể thánh pháp của Long tộc. Tiểu tử này rất lạ, vừa tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân vô thượng luyện thể thánh pháp của Phượng Hoàng yêu tộc, lại tu luyện vạn thú đồ vô thượng luyện thể thánh pháp của Long tộc. Nghe nói hắn là con cháu của Phượng Hoàng yêu tộc mà sao dính dáng đến Long tộc. Vạn thú đồ là luyện thể thánh pháp của Long tộc.
nhưng trong giấc mơ kiếp trước Phong Phi Vân đinh linh đó là vạn thú chiến thể luyện thể thánh pháp của Phượng Hoàng yêu tộc, nên hắn cho rằng đó là thần thông của Phượng Hoàng yêu tộc. Miễn Phong Phi Vân dứt bỏ trói buộc giấc mơ kiếp trước là hắn sẽ sáng não ngay. Dù gì Phượng Hoàng là hoàng trong vạn cầm, không liên quan đến thú. Vạn thú chiến thể tuyệt đối không phải công pháp do tiên hiền Phượng Hoàng yêu tộc sáng tạo ra. Huyết thần vệ cẩn thận nói. Lúc hắn rời khỏi bảo khố tài nguyên vốn muốn mang đi nhiều lực lượng tinh hoa. Ha ha ha, ta không sợ hắn tiêu hao nhiều, chỉ sợ hắn không tiêu hao. Hễ là cường giả tuyệt thế toàn nhờ tài nguyên vô tận chồng chất ra. Nhớ năm xưa Hiên Viên Đế Sư thăng lên bán thánh cảnh tiêu hao tài nguyên gấp vạn lần bán thánh khác, sau này đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Tổ Long Vương của Long tộc đánh 9 trận thua hết 9. Tại sao trong bảo khố tài nguyên tích trữ nhiều báu vật, tài nguyên mà không dùng? Đó là để cung cấp cho cao thủ thật sự. Kẻ tầm thường thì nuôi làm gì? Cho heo ăn sao? Nhân tộc cần cái gì? Nhân tộc cần cường giả thật sự, cần thánh linh. Một thánh linh có thể chống đỡ một chủng tộc. Nhân tộc cần nhân vật như Hiên Viên Đế Sư, không nhiều, một người là đủ rồi. Tuy tư chất của Phong Phi Vân ghê gớm nhưng còn kém xa Hiên Viên Đế Sư, tuy nhiên hắn có hy vọng trùng kích thánh linh, dù chỉ 1/10 khả năng thì ta sẽ không chút keo kiệt bồi dưỡng hắn. Vẫn câu nói âu cũ, không sợ hắn tiêu hoe nhiều, chỉ sợ hắn cần ít. Thành chủ thứ hai Hỗn Độn Thành rất bá khí, rất oách. Huyết thần vệ nói. Nếu Phong Phi Vân tu luyện vạn thú chiến thể còn cần nhiều tài nguyên hay để ta đưa tặng ngay bây giờ? Không cần, hắn không đến xin ta chứng minh hắn là người tự lập, biết mỗi bước đi nên làm sao. Chúng ta không cần quấy rầy tiết tấu của Phong Phi Vân. Tồn tại nào có thể trở thành thánh linh đều có kiên trì của mình, có cách làm việc riêng. Kệ Phong Phi Vân đi, vương giả luận đạo sẽ tổ chức trong tiểu linh tiên giới, đây vừa là rèn luyện cũng là kỳ ngộ cho hắn. Khi thành chủ thứ hai Hỗn Độn Thành ngông cuồng thì như sư tử, lúc bình tĩnh lại giống gốc cây khô vạn năm. Đây là một loại cảnh giới. Phong Phi Vân không hấp thu 10 ức phương tinh hoa Phật khí, hắn đưa hết vào thiên quốc chia cho các tu sĩ bên trong. Đối với Phong Phi Vân bây giờ lực lượng tinh hoa giúp tiến bộ có hạn, chẳng bằng dùng nó bồi dưỡng Phong Khanh Khanh, Long La Phù, Thiên Vu Thần Nữ, các đệ tử ngự thú trai. Một giọt tinh hoa Phật khí giúp tu sĩ thiên mệnh cảnh tăng một cảnh giới. 10 ức phương tinh hoa Phật khí đủ tạo ra vô số tu sĩ cảnh giới Niết Bàn. Các tu sĩ trong thiên quốc mất mấy ngàn năm cũng không dùng hết số lượng. Cái này xem như nhét đầy túi tiền riêng. Nhưng trong thành chủ Hỗn Độn Thành mấy ai không bồi dưỡng thế lực thuộc về mình. Giờ phút này sắc trời đã dần sáng, tu sĩ các tộc từ 4 phương 8 hướng tụ tập lại chạy hướng Hỗn Độn Hải. Hỗn Độn Hải nằm ở trung tâm hội luận đạo vạn tộc, đại dương rộng 80 vạn dặm. Bên trong còn khí hỗn độn để lại từ thời thiên địa sơ khai biến thành biển sông. Đồn rằng có tiên thánh nhân tộc xây dựng thánh phủ thiên cung trong Hỗn Độn Hải, một số di tích cổ xưa từ thời kỳ thái cổ. Nhưng ít ai dám xông Hỗn Độn Hải, đồn rằng Hỗn Độn Hải là một bước một không gian, một tấc một thiên địa. Trong đó như vô số thiên địa tụ tập lại, nhìn chỉ có 80 vạn dặm nhưng bao la vô ngần. Ngay cả thánh linh sơ sẩy một cái là sẽ lạc đường trong đó. Thánh linh cũng không dám vào sâu trong Hỗn Độn Hải. Thường ngày Hỗn Độn Hải bị phong kín, cường giả nhân loại đứng ngoài canh gác, ai đến gần Hỗn Độn Hải sẽ bị giết. Chỉ có hôm nay là Hỗn Độn Hải mở rộng cửa, vì là ngày hội luận đạo vạn tộc. Phong Phi Vân đi ra phủ thành chủ, đứng trên đá lót đường làm bằng phát ngọc thạch bồ, nhìn Hỗn Độn Thiên Thành, nhìn các khí tượng cường đại ngút trời. Nỗi lòng Phong Phi Vân bình tĩnh. Phong Phi Vân lắc người biến mất tại chỗ. Giây sau đứng bên bờ Hỗn Độn Hải. Đã có nhiều tu sĩ đến đây, yêu tộc, thú tộc, thi tà, quỷ tà, thần tà vân vân, toàn là cường giả, như bữa tiệc thao thiết phong vân tụ hội. Thạch Lan ôm cổ kiếm, thân thể cao giáo, ánh mắt kiên quyết. Thạch Lan đứng thẳng tắp như một thanh kiếm, một pho tượng, lạnh lùng không thể đến gần. Thạch Lan hỏi, sư tôn, thánh linh sẽ xuất hiện thật sao? Trên Hỗn Độn Hải. Khí hỗn độn cuồn cuộn dâng trào, như giao long, kỳ lân, xe thần. Gió lạnh thổi vù vù, thổi váy dài màu lan cổ bay lên kêu phần phật, vẽ ra thân hình đường cong thướt tha. Trải qua tiêu thánh truyền đạo, lại luyện hóa một giọt tinh huyết đại thánh, Thạch Lan hoàn thành tu luyện tử vong lần thứ 5, bất tử ma công đến đỉnh đệ ngũ trọng. Thạch Lan hấp thu một giọt tinh huyết đại thánh nhưng mới tiêu hao 1/1000 huyết khí. Những huyết khí khác chôn trong người Thạch Lan.
phải không ngừng tu luyện mới kích phát tất cả lực lượng của tinh huyết đại thánh. Phong Phi Vân nói, hôm nay là hội luận đạo vạn tộc, chắc chắn sẽ có thánh linh xuất hiện. Thạch Lan có muốn tham gia vương giả luận đạo không? Thạch Lan hỏi, sư tôn có muốn cho Thạch Lan tham gia không? Phong Phi Vân nói, mỗi người có đạo của mình, kiên trì ý chí của mình là nền móng trùng kích cảnh giới thánh linh. Ta không hy vọng sẽ là chỗ dựa Thạch Lan ỉ lại. Thạch Lan phải lựa chọn như thế nào tự Thạch Lan quyết định. Thạch Lan nói, vậy Thạch Lan muốn tham gia vương giả luận đạo. Một tài tuấn thế hệ trẻ thắng ngư yêu tộc lạnh lùng nhìn Thạch Lan, khinh thường nói. Vương giả luận đạo không phải nàng muốn tham gia là có thể. Tất cả dựa vào thực lực nói chuyện, chỉ có vương giả thế hệ trẻ thật sự mới được tham gia. Người không đủ thực lực tham gia vào chỉ có con đường chết. Tài tuấn thế hệ trẻ thắng ngư yêu tộc đẳng cấp thánh hiền giả, là cường giả top 10 trong thế hệ trẻ thắng ngư yêu tộc. Gã không bằng đệ nhất nhân thế hệ trẻ thắng ngư yêu tộc Bại Nguyệt Hoàng tử nhưng cũng khá lợi hại, có khả năng xông vào vương giả thế hệ trẻ. Thạch Lan lạnh lùng liếc tài tuấn thế hệ trẻ thắng ngư yêu tộc. Xoẹt! Một luồng sáng lạnh rời khỏi vỏ, nhanh như chớp xẹt qua không khí. Tài tuấn thế hệ trẻ thắng ngư yêu tộc thi triển thiên thê thuẫn thuật liên tục lắc người 360 lần, thay đổi 360 thanh kiếm. Khi 360 ảo ảnh tụ lại thành một người, tài tuấn thế hệ trẻ thắng ngư yêu tộc trở về chỗ cũ, gò má có một vệt máu. Ngón tay vuốt vết kiếm trên mặt, tài tuấn thế hệ trẻ thắng ngư yêu tộc lạnh lùng nhìn Thạch Lan. Tài tuấn thế hệ trẻ thắng ngư yêu tộc nói. Kiếm nhanh! Thạch Lan ôm kiếm đứng sau lưng Phong Phi Vân. Từ đầu đến cuối không nhúc nhích một ly. Thạch Lan lạnh nhạt nói. Bây giờ ta có tư cách tham gia vương giả luận đạo không? Bại Nguyệt Hoàng tử phong độ siêu quần đi tới. Lợi hại, lợi hại. Hồng Nghiệp, người xuống đi. Đường đường là tài tuấn kiệt xuất của Thái Cổ Thánh yêu tộc mà không thắng nổi đệ tử người ta. Người không ngại mất mặt nhưng ta xấu hổ thay ngươi. Một số anh kiệt đỉnh cao của thắng ngư yêu tộc đi theo sau Bại Nguyệt Hoàng tử. Bại Nguyệt Hoàng tử là đệ nhất nhân thế hệ trẻ thắng ngư yêu tộc, nhưng thắng ngư yêu tộc dù gì là Thái Cổ Thánh yêu tộc, còn một số anh kiệt khác yếu hơn Bại Nguyệt Hoàng tử một chút nhưng có năng lực xông vào vương giả thế hệ trẻ. Có 13 anh kiệt thắng ngư yêu tộc, khí thế mạnh mẽ, yêu vân bao phủ rầm rộ ập vào mặt. Trung Nguyên nhất điểm qua nghênh ngang đi qua. Phong huynh thật lợi hại, một đệ tử có thể đối kháng anh kiệt đỉnh cao nhất thắng ngư yêu tộc. Ha ha ha, tiểu muội muội. Qua ca đến vội vàng không chuẩn bị quà gì, tặng muội muội một trái đu đủ, siêu bổ. Không biết Trung Nguyên nhất điểm qua lấy đâu ra một trái đu đủ đồng to như lu nước. Vỏ như bằng đồng lóe ánh sáng kim loại, khi gõ sẽ phát ra tiếng leng keng, là trái kỳ lạ. Phong Phi Vân nói, qua ca đã nhiệt tình như vậy thì Thạch Lan hãy nhận đi. Vâng thưa sư tôn, Phong Phi Vân thu trái đu đủ đồng vào giới linh thạch, cảm ơn Trung Nguyên nhất điểm qua. Các anh kiệt nhân tộc Thiên Toán Thư Sinh, Tây Môn Suy Tiêu, Lư Sơn Nhân, Hiên Viên nhất nhất tụ tập hơn, khoảng hơn 100 người. Có một nửa Phong Phi Vân quen mặt, đã gặp trong bữa tiệc tiên hư động thiên. Một số người khác Phong Phi Vân chưa thấy bao giờ, nhưng đều rất mạnh. Tây Môn Suy Tiêu thấy một đám cường giả thế hệ trẻ nhân tộc kéo đến thì cười nhạt, không khiêu khích nữa. Bại Nguyệt Hoàng tử dẫn theo anh kiệt thắng ngư yêu tộc chuồn đi. Tây Môn Suy Tiêu cười nói. Mấy ngày không gặp tu vi của Phong huynh lại tăng trưởng nhiều. Tây Môn Suy Tiêu áp sát Phong Phi Vân, nhỏ giọng nói. Đã vào bán thánh chưa? Phong Phi Vân nhẹ gật đầu. Tây Môn Suy Tiêu cười càng to. Đám người trò chuyện một lúc, sinh linh đến gần hỗn độn hải ngày càng nhiều, biển người thú đông đúc, rậm rạp làm người ta hao mắt. Nhưng đến hỗn độn hải toàn là anh kiệt thế hệ trẻ, ít khi thấy chí tôn thế hệ trước. Đột nhiên khí lưu trong hỗn độn hải khựng lại, không gian thiên địa như đóng băng. Mọi người cảm nhận áp lực khổng lồ truyền đến từ hỗn độn hải, cảm giác như thú hoang cổ xưa thức tỉnh, mở mắt ra. Khí hỗn độn tụ tập thành pho tượng người khổng lồ cao 800 thước bên trên hỗn độn hải. Khuôn mặt pho tượng già nua nhưng cho cảm giác rất thần thánh uy vũ. Không giống một lão nhân, càng như là chiến thần. Tu sĩ nhân loại kích động, sôi trào hét lên. Thành chủ thứ nhất hỗn độn thành. Những vương giả thế hệ trẻ yêu tộc biến sắc mặt, cảm giác rõ ràng tượng người khổng lồ chứa đạo tắc thánh linh phức tạp. Bại Nguyệt Hoàng tử nhíu chặt mày. Thành chủ thứ nhất hỗn độn thành bế quan 8.000 năm trong hỗn độn hải,
chắc đã phá tan trói buộc cuối cùng. Kim Ô Bá Hoàng tử nhìn pho tượng khổng lồ, cảm nhận áp lực khiếp người phát ra. Thánh linh thứ ba của nhân tộc sao? Phượng Hoàng Thiên Nữ đứng trong hao sen lửa, thân hình như ảo như thật. Cách cục trong thiên địa này thật sự sẽ thay đổi. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm pho tượng thần to lớn, thấy rõ từng lũ khí hỗn độn chảy xuôi, vô số đạo tắc thánh linh vận chuyển. Phong Phi Vân rất rung động. Dù không đến cảnh giới thánh linh thì cũng không còn xa. Đây không phải chân thân thành chủ thứ nhất hỗn độn thành mà là ý niệm ngưng tụ thành thánh tượng. Thánh tượng giống y như người sống. Bắt đầu kiểm tra lực lượng, có tư cách tham gia vương giả luận đạo hay không phải xem biểu hiện của các ngươi. Thánh tượng nâng cánh tay, mây hỗn độn dâng lên từ lòng bàn tay. Có ức vạn tia chớp xuyên toa trong mây hỗn độn. Cánh tay lật úp, áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Bùm 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 bùm. Giống như trời sập, tu sĩ đứng dưới đất như lúa bị gắt, nhiều người hộc máu nằm xỉu. Phong Phi Vân cảm nhận núi thần đè đầu, người run bần bật. Phong Phi Vân vội vận chuyển thánh linh nội đan ngăn chặn lực lượng. Đám anh kiệt nhân tộc đỉnh cao xung quanh Phong Phi Vân không đỡ nổi, có mấy chục người hét thảm rồi té xuống đất. Đám người thiên toán thư sinh, tây môn suy tiêu, hiên viên nhất nhất thi triển vực của mình, dốc sức ngăn cản lực lượng này. Grau, nghịch thiên mà chiến. Người Kim Ô Bá Hoàng tử bốc cháy lửa, lưng mọc đôi cánh vàng. Trước áp lực khổng lồ, Kim Ô Bá Hoàng tử bay lên trời, định đấu với mây hỗn độn. Ầm 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 ầm. Đột nhiên áp lực trong thiên địa tăng mạnh gấp mấy lần, vô số tia chớp bay ra từ tầng mây, giáng xuống mặt đất thành biển sét. Kim Ô Bá Hoàng tử cuồng ngạo nhưng bị lực lượng khủng khiếp đè ép gã buộc phải lùi về, đứng dưới đất phòng thủ vất vả. Tia chớp công kích, lại có vô số tu sĩ ngã trên mặt đất. Chỉ còn lác đác tu sĩ đứng vững. Tia chớp giáng sét 10 phút mới chậm rãi ngừng lại. Nhiều tu sĩ bị sét đánh khét đen, nằm dưới đất thoi thóp. Một số tu sĩ thực lực mạnh mẽ lấy lại sức, chậm rãi bò dậy. Thánh tượng ồm ồm nói. Người có thể bò lên trong vòng 10 phút có thể xưng là vương giả thế hệ trẻ, có tư cách tham gia vương giả luận đạo. Ai không thể đứng lên thì bị đào thải. Quần áo trên người Phong Phi Vân rách dưới, đưa mắt nhìn hơn 100 anh kiệt nhân tộc đỉnh cao chỉ còn mỗi mình hắn là đứng vững vàng. Thiên toán thư sinh đỡ hơn một chút, nhưng gã ngồi xếp bằng, nhiều chỗ da chóc thịt bong. Tây môn suy tiêu, hiên viên nhất nhất, trung nguyên nhất điểm qua gục ngã trong đám người, không biết có đứng lên nổi không. Đám người Kim Ô Bá Hoàng tử, Phượng Hoàng Thiên Nữ, bất tử bất quá không ngã nhưng hơi bị chật vật. Thật biến thái, chắc chắn thành chủ thứ nhất hỗn độn thành đã vào cảnh giới thánh linh. À là tay là mây, trở tay là mưa, cái gọi là vương giả thế hệ trẻ ở trước mặt thành chủ thứ nhất hỗn độn thành tựa như kiến, duỗi một ngón tay ấn chết một đống. Tây môn suy tiêu bị sét đánh đen thui toàn thân, da chóc thịt bong, người tỏa mùi thịt nướng. Tây môn suy tiêu nói. Lực lượng quá khủng bố, suýt đâm thủng phổi của ta. Tây môn suy tiêu khó khăn bò dậy, nuốt đan dược, bắt đầu điều dưỡng. Đám người hiên viên nhất nhất, thiên toán thư sinh, Tây môn suy tiêu, Lư Sơn Nhân, Trung Nguyên nhất điểm qua lục tục bò dậy. Bọn họ không nói không rằng tập trung điều dưỡng. Bên thắng ngư yêu tộc chỉ có hai người khó khăn bò dậy. Một người là Bại Nguyệt Hoàng tử, còn anh Kiệt lúc trước xí trầm ích với Thạch Lan thì đã xỉu, không đứng dậy nổi. Phong Phi Vân nhìn Thạch Lan, nàng ngã trong bùn lầy, đôi tay đầy bùn máu, mắt trợn to. Thạch Lan bị thương nặng hơn nheo người, nhưng nàng cố gắng bò dậy. Thánh Linh ra tay, lật tay là mây, trở tay là mưa. Nhiều tu sĩ mạnh hơn Thạch Lan đều xỉu. Nhưng nàng dựa vào ý chí cường giả giữ tỉnh táo. Thạch Lan lần lượt ngã xuống nhưng nàng không bỏ cuộc, lúc sắp hết giờ nàng chậm rãi đứng lên, hai chân tê dại chống đỡ thân thể nhưng không đứng thẳng được, vì nàng đã gãy lưng. Nghị lực của Thạch Lan làm đám vương giả thế hệ trẻ yêu tộc khâm phục. Đã đến giờ, các tu sĩ đứng dậy đều là anh kiệt có nghị lực và tu vi lớn lao, có tư cách tham gia vương giả luận đạo. Các ngươi là vương giả thế hệ trẻ thật sự. Bây giờ cho các ngươi một canh giờ dưỡng thương. Sau một canh giờ, chí tôn các tộc sẽ hợp sức mở đường hầm không gian đưa các ngươi đi chỗ vương giả luận đạo. Vương giả luận đạo không ở trong hỗn độn thiên thành. Nhiều sinh linh ngạc nhiên, mỗi mình Phong Phi Vân biết tin từ chỗ tiên hư động chủ là rất bình tĩnh. Anh kiệt thế hệ trẻ nào đứng vững đều rất hưng phấn, vì điều này đại biểu bọn họ là vương giả thật sự,
là thủ vinh đặc biệt. Nhân tộc có 9 anh kiệt trở thành vương giả thế hệ trẻ. Phong Phi Vân, Thạch Lan, Thiên Toán Thư Sinh, Tây Môn Suy Tiêu, Trung Nguyên Nhất Điểm Qua, Lư Sơn Nhân, Hiên Viên Nhất Nhất, Tà Vấn Tử. Còn một nữ nhân nữa, Phong Phi Vân không quen mặt. Nữ nhân mặc áo đạo, tên là Tuyết Huyền Nữ. Nữ nhân họ Tuyết, đạo hiệu Huyền Nữ. Nghe Thiên Toán Thư Sinh nói Tuyết Huyền Nữ là truyền nhân của một vị tiền bối đạo gia. Thắng Ngư yêu tộc có 2 vương giả thế hệ trẻ. Kỳ Lân yêu tộc có 3 vương giả thế hệ trẻ. Hỏa Loan yêu tộc có 2 vương giả thế hệ trẻ. Trừ Thái Cổ Thánh yêu tộc ra, những chủng tộc khác có một số sinh linh trở thành vương giả thế hệ trẻ, toàn là tư chất tuyệt diễm. Trong đó Long tộc lợi hại nhất, có 87 vương giả thế hệ trẻ ra đời. Trong 36 Thái Cổ Thánh yêu tộc, chủng tộc mạnh nhất là Kim Ô yêu tộc, Tù Ngưu yêu tộc có 12, 18 vương giả thế hệ trẻ. So với Long tộc thì Thái Cổ Thánh yêu tộc, Thái Cổ Thánh thú tộc khác không cùng đẳng cấp. Chỉ có Phượng Hoàng yêu tộc là miễn cưỡng đối kháng lại Long tộc, tổng cộng sinh ra 58 vương giả thế hệ trẻ. Bạch Hổ yêu tộc, Huyền Vũ yêu tộc kém hơn rồng, phượng một chút nhưng cũng bỏ xa mấy Thái Cổ Thánh yêu tộc. Nhìn số lượng vương giả thế hệ trẻ là đại khái thấy ra chênh lệch mạnh yếu của mỗi chủng tộc. Đây là mục đích tổ chức hội luận đạo vạn tộc. Nhân tộc bồi dưỡng nhiều năm nhưng không thể đối kháng với chủng tộc đỉnh cao nhất Thái Cổ Thánh yêu tộc. Dù sao Thái Cổ Thánh yêu tộc có lãnh thổ lớn hơn, nhiều chủng tộc dựa vào, được nhiều tài nguyên hơn. Nguyên Tây Ngưu Hạ Châu đất đai bao la, nhiều chủng tộc, ngọa hổ tàng long, không thiếu anh kiệt trở thành vương giả thế hệ trẻ. Thiên Toán Thư Sinh cảm thán thật lòng. Long tộc quá lợi hại, hèn gì một pháp chỉ của tổ Long Vương có thể hiệu lệnh thiên hạ, không người dám cãi lại. Đây là tượng trưng của thực lực, mỗi đời sinh ra vô số anh kiệt kinh thiên vĩ địa. Tây Môn Suy Tiêu nói, hội luận đạo vạn tộc mấy lần trước đôi khi nhân tộc không có một vương giả thế hệ trẻ. Lần này liên tục xuất hiện 9 người, đối với mấy Thái Cổ Thánh yêu tộc bình thường cao cao tại thượng thì xung lực vẫn rất lớn. Phong Phi Vân âm thầm quan sát các vương giả thế hệ trẻ. Những sinh linh này đều là cường giả thật sự, mỗi người có át chủ bài. Dù bây giờ Phong Phi Vân đến bán thánh cảnh nhưng muốn giết ai cũng không dễ. Phong Phi Vân nói, có 3.275 vương giả thế hệ trẻ, tương lai những sinh linh này sẽ là chí tôn các tộc Tây Ngưu Hạ Châu. Thiên Toán Thư Sinh khẽ thở dài. 99% chủng tộc không có cả đại biểu tham gia luận đạo, không có quyền lên tiếng. Trước kia nhân tộc cũng trong hoàn cảnh lúng túng như vậy. Trên bầu trời gió nổi mây phun, xuất hiện một vòng xoáy lớn cuối cùng tụ lại thành một con đường. Đây là chí tôn các tộc hợp sức bài bố, không biết con đường này đi thông đến nơi nào. Tu sĩ nào được phong làm vương giả thế hệ trẻ đều bị lực lượng hút vào trong đường hầm, không thể chống cự. Phong Phi Vân cũng bị kéo vào đường hầm, trước mắt xuất hiện vô số không gian loạn lưu, không thấy được ai khác. Phong Phi Vân mơ hồ cảm giác mình xuyên qua một cánh cửa, hơi thở xung quanh thay đổi. Vô số lực lượng khủng bố đè ép thân thể Phong Phi Vân, loại lực lượng này rất giống linh khí nhưng càng cuồng bạo, cường đại hơn. Đinh! Trong hư không tự động hình thành một cánh cửa. Phong Phi Vân bay ra ngoài, cửa hư không biến mất, Phong Phi Vân cố gắng giữ thăng bằng, đáp xuống đất. Phong Phi Vân không kịp xem xét hoàn cảnh xung quanh, bên tai vang thanh âm giả nua. Nơi này là mảnh đất bỏ hoang, vị trí các ngươi đang đứng là một góc nhỏ bé trong mảnh đất bỏ hoang, một khối nhỏ đại lục tiên giới vỡ, gọi là Thiên Môn Chi Đài. Địa điểm vương giả luận đạo nằm ở một tòa di tích thái cổ trung tâm Thiên Môn Chi Đài. Các ngươi phải đến di tích thái cổ trong vòng nửa năm, nếu không đến kịp lúc thì xem như không có tư cách luận đạo. Ai đến di tích thái cổ trước có thể luận đạo trước. Đây là hành trình đầy dẫy rèn luyện và kỳ ngộ. Mọi người cố lên, bây giờ bắt đầu cạnh tranh. Thanh âm già nua biến mất. Mảnh đất bỏ hoang, ha ha ha, nơi này đúng là tiểu linh tiên giới rồi. Các chí tôn sợ hù sợ vương giả thế hệ trẻ nên nói tiểu linh tiên giới là mảnh đất bỏ hoang. Nửa năm, thời gian có dài quá không? Phong Phi Vân khuếch tán thần thức định tìm đám người Thạch Lan, Thiên Toán Thư Sinh, Hiên Viên Nhất Nhất. Rồi cùng nhau đi di tích thái cổ trung tâm Thiên Môn Chi Đài. Ủa, sao thế này? Sau khi Phong Phi Vân đến bán thánh cảnh khuếch tán thần thức đủ phủ lên lãnh thổ một vực. Nhưng đến tiểu linh tiên giới, thần thức của Phong Phi Vân mới vươn ra 800 dặm đã trở nên mơ hồ. Kết cấu không gian nơi này quả nhiên ổn định hơn Tây Ngưu Hạ Châu,
có lực lượng vô hình ức chế thần thức và lực lượng của tu sĩ. Thánh linh ở đây cũng không thể càn rỡ, không uổng cái tên tiểu linh tiên giới. Không dùng được thần thức thì chỉ đành đi di tích thái cổ trước, vừa đi vừa tìm người. Phong Phi Vân nhích người, lưng mọc đôi cánh phượng hoàng to lớn, bay vút lên cao. Ground. Đất đai rung rinh, một dãy núi vỡ ra. Dưới dãy núi có một đuôi rắn dài hơn 100 dặm bay ra, vảy màu xanh đỏ giao nhau, như roi đánh thần tiên quất Phong Phi Vân bay trên trời. Quái vật gì đây, vùi mình trong đất đá hình thành dãy núi, khí thế quá mạnh. Phong Phi Vân vội né tránh nhưng bị kình phong đuôi rắn đánh trúng, bay xa mấy chục dặm. Growl. Con rắn to đỏ thẫm đầu sư tử phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Thanh âm như sư tử, thân thể như rắn, to lớn vô cùng nhưng động tác rất nhanh nhẹn. Con rắn nuốt Phong Phi Vân vào bụng. Phong Phi Vân vội dùng khí thánh linh bao bọc thân thể, không bị nọc rắn ăn mòn cơ thể. Người Phong Phi Vân phát ra lực lượng vạn thú, đánh một đấm xé bụng rắn to, bay ra ngoài. Tam vị chân hỏa lô, chấn áp cho ta. Phong Phi Vân lấy tam vị chân hỏa lô ra biến thành thần lô to, đang định chấn áp con rắn to thì. Trời đất trao đảo, mặt đất nứt một lỗ hổng to rộng 10 trượng, dài 20 trượng. Vết nứt trước mặt to, càng dài, kéo dài mấy ngàn dặm. Núi lớn sụp đổ, cổ mộc chìm vào đất bùn, đồng bằng thành hiệp gốc. Một cái đầu sư tử to lớn thò ra từ lòng đất, thân rắn, to hơn con rắn vừa rồi gấp chục lần. Đầu sư tử to như tinh cầu dữ tợn, mắt tức giận trừng Phong Phi Vân, giống to. Dám bị thương con áo của ta. Phong Phi Vân cảm giác uy nhiếp ập vào người, khí ăn mòn khiến người choáng váng. Phong Phi Vân không rảnh chấn áp con rắn to kia, hắn thu về tam vị chân hỏa lô, tập trung phòng thủ. Phong Phi Vân tay không va chạm một chuôi với đuôi rắn to, cánh tay bị vảy rắn rạch đổ máu. Chất độc đáng sợ thấm vào da Phong Phi Vân, dù bán thánh cũng sẽ bị trúng độc. Lực lượng rắn khổng lồ quá cường đại, hơn Phong Phi Vân rất nhiều. Phong Phi Vân dùng Phượng Hoàng Thiên Nhãn thấy hơn 200 đạo tắc thánh linh trong cơ thể con rắn, hắn tuyệt đối không đánh lại nó. Phong Phi Vân không chút suy nghĩ bỏ chạy ngay. Phong Phi Vân bị rắn to truy sát 3 ngày, cuối cùng lao vào núi lửa liên miên vô tận mới cắt đuôi được. Rắn to sợ lửa nên không đuổi theo, nó quanh quẩn ngoài núi, phát ra tiếng hú dài. Phong Phi Vân chạy nhanh như bay trong núi lửa một ngày một đêm mới dừng lại thở. Mới vào tiểu linh tiên giới đã gặp xin hát về ật cường đại người, chỗ này quá nguy hiểm, như thái cổ hồng hoang. Không, nơi này là tiên giới thời kỳ thái cổ, đáng sợ hơn hẳn hồng hoang. Phong Phi Vân ngồi dưới đất, trong đất cát bốc cháy ngọn lửa. Một ngọn cỏ đỏ thắm mọc từ khe hở, tỏa mùi thơm nức mũi, cách mấy chục dặm vẫn ngửi được mùi dược. Đây là chu thảo. Bảo dược luyện đan cực kỳ quý giá. Chu thảo này chắc đã sinh trưởng 3 nguyên hội, ít nhất bán được 30 ức linh thạch, tương đương giá trị 3 vạn tinh hoa Phật khí. Chu thảo toàn thân tinh ngọc như hỏa ngọc, một nguyên hội mới cao một tấc. Gốc chu thảo bên cạnh Phong Phi Vân cao cỡ 3 tấc. Phượng Hoàng, Hỏa Loan, Kỳ Lân, Kim Ô, Huyết Giao xem chu thảo là thánh dược, có ích lợi rất lớn cho chúng nó tu luyện. Sau khi ăn chu thảo, chúng nó phun ra lửa càng lợi hại hơn. Tại Tây Ngưu Hạ Châu ít khi thấy chu thảo, nó là cổ dược hiếm hoi. Chu thảo mọc đầy khắp nơi đây, Phong Phi Vân đưa mắt nhìn thấy ít nhất hơn 10 chu thảo, gốc chu thảo cao nhất cỡ 9 tấc. Không uổng là tiểu linh tiên giới, một gốc cây ngọn cỏ mang về Tây Ngưu Hạ Châu là dị bảo kỳ chân, không chừng tại đây sẽ tìm được lượng kiếp chuyển thế cổ dược. Muốn giúp Nam Cung Hồng Nhan sống lại cần 3 loại thần vật, đại thánh tinh huyết, linh hồn linh thạch, lượng kiếp chuyển thế cổ dược. Hai thần vật trước Phong Phi Vân đã tìm ra, nhưng lượng kiếp chuyển thế cổ dược rất khó tìm, có lẽ chỉ tồn tại trong tiểu linh tiên giới. Phong Phi Vân thả Mao Ô Quy, Mao Thành Thật, Huyết Giao ra khỏi thiên quốc. Huyết Giao la lên. Má ơi, nóng quá, đây là đâu? Thiên địa linh khí đậm đặc, khí hỏa diễm thật kinh khủng. Phong gia chạy vào cấm đại nào vậy? Qua, gốc chu thảo to quá. Rất nhanh tầm mắt Huyết Giao bị chu thảo dưới đất hấp dẫn. Nó nhổ một gốc lên nuốt vào bụng. Người Huyết Giao rực cháy lửa, miệng không ngừng phun lửa. Mao Ô Quy luôn xem báu vật như mạng thì bình tĩnh đánh giá thiên thế, địa thế xung quanh. Mao Ô Quy biến sắc mặt nói. Chỗ này chắc không phải là nơi đó đi. Không thể nào, không thể nào. Phong Phi Vân dập tắt hy vọng của Mao Ô Quy.
đúng là nơi đó. Mao Ô Quy nhắm mắt lại, sợ quá xỉu. Huyết Giao chạy tới kéo Mao Ô Quy nửa ngày mà nó không tỉnh lại. Huyết Giao tò mò hỏi. Quy gia, Phong gia, các ngươi nói đây là đâu? Phong Phi Vân trả lời. Tiểu Linh Tiên Giới. Cái gì? Huyết Giao choáng váng, trước mắt tối sầm, té dưới đất. Mao Ô Quy đạp tỉnh Huyết Giao. Huyết Giao nhào tới mũi giày Phong Phi Vân, kéo ống quần hắn khóc sướt mướt van xin. Phong gia, ta không chơi nữa, bảo dược tốt cách mấy ta cũng không cần, ta muốn quay về. Phong Phi Vân nói. Không về được, thời thái cổ nơi này được gọi là tiên giới, phải đến bán thánh cảnh mới phi thăng lên đây được, còn để trở về thì cần có sức mạnh thánh linh. Hơn nữa thánh linh bình thường khó làm được, lên trời khó, xuống trần càng khó hơn. Huyết Giao ôm y vọng hỏi. Vậy ta trở về thiên quốc được không? Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Kết cấu không gian tiểu linh tiên giới ổn định, cảnh giới như ta có thể tùy ý phá mở hư không trong Tây Ngưu Hạ Châu nhưng tại đây không dao động hư không được nượp hần. Các ngươi có thể thông qua đường hầm thiên quốc vào đây, nhưng không thể trở về, đây là con đường một chiều. Huyết Giao tuyệt vọng. Ngươi hố cha. Phong Phi Vân cười nói. Ta chỉ muốn triệu hoán lão Mao, dù gì nó từng đến tiểu linh tiên giới, có thể nói nhiều thứ ta không biết. Ai ngờ ngươi cũng ra theo. Huyết Giao tát mặt mình bôm bốp. Tò mò hại chết Giao. Mao Ô Quy tàn bạo đá Huyết Giao. Đồ hèn, chỗ này là tiểu linh tiên giới, tuy sau thái cổ nơi này trở nên hồng hoang tuyệt địa, nhưng tồn tại nhiều kỳ ngộ. Phong Phi Vân bổ sung thêm. Chỗ này gọi là thiên môn chi đài. Mao Ô Quy thở phào. Ra là thiên môn chi đài, may rồi, không phải đại lục tiên giới thì may. Nếu không thật khủng khiếp. Huyết Giao lại bừng bừng sức sống. Cười to bảo, có phải thiên môn chi đài nhiều báu vật nhưng không có nguy hiểm gì? Mao Ô Quy nói, ngươi thì biết gì, thiên môn chi đài là xưng hô người hậu thời kỳ thái cổ gọi chỗ này. Trước thái cổ, thiên môn chi đài và đại lục tiên giới liền thành một thể. Trong đại kiếp nạn cuối thời kỳ thái cổ, tiểu linh tiên giới đứng mũi chịu sào, bị đánh nát thành hàng ngàn khối. Trong đó khối lớn nhất chiếm 80% tiểu linh tiên giới, được gọi là đại lục tiên giới. Thiên môn chi đài là một mảnh nhỏ trong đó, nhỏ hơn đại lục tiên giới rất nhiều, mức độ nguy hiểm cũng ít hơn. Huyết Giao càng vui vẻ. Vậy chẳng phải là chúng ta an toàn rồi. Huyết Giao vui sướng nhổ gốc chu thảo nhét vào miệng nhai ngon lành. Mao Ô Quy nói. Ta không đến thiên môn chi đài hay đi đại lục tiên giới. Lúc ấy ta đi một mảnh nhỏ khác, đời sau đặt tên là Tiểu Linh Thiên. Thiên môn chi đài và Tiểu Linh Thiên chắc lớn như nhau. Nguy hiểm cũng sàn sàn. Huyết Giao sợ hết hồn. Ngày xưa Quy Gia oai như vậy mà gặp nguy hiểm trong tiểu linh thiên, thế thì chúng ta đi thiên môn chi đài chẳng khác nào chịu chết. Mao Ô Quy nói. Hừ, ngươi nên mừng là chúng ta chỉ đến thiên môn chi đài, nếu đi đại lục tiên giới e rằng thánh linh cũng chết. Phong Phi Vân biết tiểu linh tiên giới rất nguy hiểm. Lúc trước ta gặp rắn lạ đẳng cấp bán thánh bát trọng. Nếu không trốn vào sơn mạch hỏa diệm này không chừng buộc phải hóa rồng. Chỗ này như hồng hoang. Mao Ô Quy đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đưa mắt nhìn khắp nơi là sơn mạch cháy lửa, không thấy cuối. Rất có thể một cường giả tuyệt thế từng tu luyện tại đây, lửa chỗ này không giống bình thường. Lửa bình thường làm sao dựng dục ra nhiều chu thảo được. Lửa kéo dài liên miên không thấy cuối, càng đi vào sâu lửa càng khủng bố. Chu thảo giúp ích rất lớn cho việc tu luyện bất tử phượng hoàng thân, Phong Phi Vân thả một vạn linh thú chiến hồn ra khỏi người. Kim Nghê dẫn dắt đàn linh thú chiến hồn góp nhặt chu thảo trong sơn mạch núi lửa. Những linh thú chiến hồn đều có trí tuệ nhưng chưa tu luyện ra linh thú chiến thể, dư sức hái chu thảo cho Phong Phi Vân. Một gốc chu thảo cao 3 tấc ẩn chứa dược lực tương đương với 3 vạn phương tinh hoa Phật khí. Số lượng chu thảo trong sơn mạch núi lửa này đếm hoài không hết. Mỗi ngày có hơn 10 vạn chu thảo được chuyển về, Phong Phi Vân hấp thu hết. Đạo tắc thánh linh có thể từ từ lĩnh ngộ sau, lực lượng của ta chưa bị bão hòa, bất tử phượng hoàng thân, vạn thú chiến thể có không gian tiến bộ rất lớn. Nếu ta tu luyện bất tử phượng hoàng thân đến đại thừa, tu luyện ra 999 khối phượng cốt, dù không tới cảnh giới thánh linh cũng có lực lượng bán thánh linh. Nhưng muốn tu luyện bất tử phượng hoàng thân đến đại thành khó khăn hơn vạn thú chiến thể gấp vô số lần. Phong Phi Vân hấp thu bao nhiêu là chu thảo trong vòng 4 ngày, phượng cốt từ 204 khối tăng lên tới 225 khối.
phượng cốt tăng thêm 21 khối, thể chất của Phong Phi Vân lại tiến bộ bước dài. Bây giờ Phong Phi Vân là thiên tài đẳng cấp truyền kỳ. Phong Phi Vân nhíu mày nói. Chu Thảo vòng ngoài sơn mạch hỏa diệm sắp bị hái sạch. Phong Phi Vân đưa mắt nhìn sâu bên trong sơn mạch hỏa diệm. Kim Nghê đứng trong lửa như coi en thần thú thiên hỏa, nói. Chu Thảo 6.000 dặm quanh sơn mạch hỏa diệm đã được hái hết, có cần vào sâu trong sơn mạch hỏa diệm không? Màu lửa sâu trong sơn mạch hỏa diệm biến thành màu xanh, đó là đố hoán thanh hỏa, có thể đốt chết hiền giả vũ hóa cảnh. Chỉ tu sĩ đẳng cấp thánh hiền giả mới miễn cưỡng chống cự được. Vòng ngoài sơn mạch hỏa diệm có một số mãnh thú lửa hung dữ, sức chiến đấu đến đỉnh vũ hóa đệ lục trọng. Không ai biết trong đố hoán thanh hỏa sẽ gặp bao nhiêu quái vật đáng sợ. Chỉ vòng ngoài đã sinh trưởng nhiều chu thảo như thế, sâu trong sơn mạch hỏa diệm chắc chắn có thêm thứ quý giá. Đi sông, đương nhiên phải đi. À, có yêu khí. Ngươi hãy dẫn linh thú chiến hồn đi vào sâu trong sơn mạch hỏa diệm trước, ta sẽ đến sau. Phong Phi Vân lắc người. Lửa bao bọc toàn thân hắn, bay hướng chân trời phương Nam. Rất nhanh Phong Phi Vân đáp xuống đỉnh núi lửa cách 800 dặm, nhìn thảo nguyên lửa bên dưới. Một con kim ô và con hỏa loan đang đánh nhau trời sụp đất nứt, bứng mấy ngọn đồi lên. Két! Hỏa loan rên rỉ, thu nhỏ người biến thành mỹ nữ cao kiều nóng bỏng. Nữ nhân có mái tóc dài màu xanh, da trắng như bông bưởi, mặc áo tơ xanh trăm hoa, bên dưới là váy xanh tơ bạc đen. Vóc dáng nữ nhân cao kiều nóng bỏng, váy dài xẻ cao lộ ra chân dài săn chắc. Khóe môi chiến trường vạn tộc dính máu, nàng vừa chạy trốn vừa quát to. Kim ô bá hoàng tử, người dám xuống tay với bản cô nương. Có tin là người sẽ chết thảm không? Kim ô bá hoàng tử biến ra hình người, gã mặc áo giáp vàng, lưng khoác áo choàng đỏ rực, tay cầm chiến kiếm to cỡ ván cửa. Kim ô bá hoàng tử cuồng cười. Thanh Loan thánh nữ. Ta biết nàng có địa vị rất cao trong hỏa loan yêu tộc, hỏa loan công chúa cũng không cao quý bằng nàng. Tiếc rằng nơi này là tiểu linh tiên giới, dù ta có giết nàng cũng không ai biết. Vùng đất nguy hiểm này chết mấy vương giả thế hệ trẻ là chuyện thường. Kim ô bá hoàng tử chém một thanh kiếm, mặt đất nứt vệt dài trăm dặm. Tiểu linh tiên giới. Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hoàng, nhưng rất nhanh Thanh Loan thánh nữ lấy lại bình tĩnh. Lưng Thanh Loan thánh nữ mọc cánh chim đen. Tốc độ tăng nhanh hơn. Kim ô bá hoàng tử cầm chiến kiếm ung dung như đi dạo, nhưng thật ra tốc độ siêu mau, dễ dàng đuổi kịp Thanh Loan thánh nữ. Kim ô bá hoàng tử cười châm biếm. Hỏa loan yêu tộc thân với phượng hoàng yêu tộc, là đối địch với kim ô yêu tộc chúng ta. Đối địch với kim ô yêu tộc là tội chết, nhưng bản hoàng tử muốn nạp nàng làm thiếp. Nếu nàng thần phục ta thì hôm nay sẽ tha mạng cho nàng. Thanh Loan thánh nữ đánh đá chửi lại không nể mặt. Bản thánh nữ chưa từng thiếu người theo đuổi, bản thánh nữ không hứng thú với sinh vật ba chân. Sau lưng Thanh Loan thánh nữ có đại nhân vật chống lưng, nàng không sợ kim ô bá hoàng tử giết. Mắt kim ô bá hoàng tử lạnh băng, chiến kiếm cắm dưới đất. Lửa trong thiên địa ngưng tụ thành mưa lửa hình kiếm chặn đường Thanh Loan thánh nữ, nhốt nàng lại. Hỏa loan yêu kiếm. Thanh Loan thánh nữ vươn tay ngọc, lòng bàn tay trơn mềm bay ra thanh cốt kiếm đỏ thẫm. Kiếm làm bằng xương. Không có lưỡi, như cây gậy bất quy tắc, hoa văn thần thánh thâm ảo di chuyển. Kim ô bá hoàng tử nheo mắt nói. Kiếm tế luyện từ xương thánh linh. Thanh Loan thánh nữ chủ động khiêu khích. Coi như ngươi có chút ánh mắt, cái này là luyện từ vuốt của tổ tiên, còn đọng lại lực lượng thánh linh. Nhiều năm trước kiếm này từng chém một kim ô cảnh giới chuẩn thánh. Thanh Loan thánh nữ nhếch môi, rất vênh váo. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Kim ô bá hoàng tử vỗ một trường vào chuôi kiếm, lưỡi chiến kiếm to lớn ngưng tụ vô số thánh văn, kiếm khí ngút trời như sao băng bay ra. Kim ô và hỏa loan đánh nhau, sơn mạch hỏa diệm bị đánh nát nhiều chỗ, sơn mạch tan vỡ chảy ra dung nham đất đá màu vàng. Phong Phi Vân đứng cách mấy trăm dặm, như thế nào giấu đi hơi thở. Phong Phi Vân lạnh lùng cười. Không ngờ gặp hai người đó tại đây, tu vi của kim ô bá hoàng tử quá mạnh, có tư cách cuồng ngạo. Trong cơ thể kim ô bá hoàng tử có 36 đạo tắc thánh linh tỏa thần quang rực rỡ sắc vàng, như 36 cây cột chống trời. Tu vi của Thanh Loan thánh nữ cũng rất mạnh nhưng chưa đến bán thánh cảnh, toàn dựa vào báu vật miễn cưỡng đối kháng với kim ô bá hoàng tử. Bùm! Kim ô bá hoàng tử quét ngang đập nát ba linh khí thập ngũ phẩm Thanh Loan thánh nữ sử dụng thành đống sắt vụn rách nát.
Thanh Loan thánh nữ có nhiều báu vật, tùy tay đánh ra một linh khí như ném cục đá, quấy rối Kim Ô bá hoàng tử rất nhiều. Sau lưng Thanh Loan thánh nữ có chỗ dựa lớn, đừng nói linh khí, dù nàng muốn thánh linh dụng cụ cũng có. Nhưng tu vi của Kim Ô bá hoàng tử quá cao, Thanh Loan thánh nữ bị kiếm khí trùng kích, cổ tay trái trúng kiếm suýt đứt lìa, cốt kiếm suýt rời khỏi tay. Kim Ô bá hoàng tử lại áp sát, nhát kiếm lướt qua cổ Thanh Loan thánh nữ. Trên da thịt Thanh Loan thánh nữ lấp lánh các thánh văn xa xưa, có thánh quang thánh linh bảo vệ nàng ngăn cản nhát kiếm. Nhưng vẫn để lại một vệt máu trên cổ Thanh Loan thánh nữ, kiếm khí cắt rách da thịt. Thanh Loan thánh nữ biến sắc mặt, mắt lạnh lùng nói. Ngươi thật sự dám giết ta? Kim Ô bá hoàng tử cười khẩy nói. Kim Ô yêu tộc dám giết cả phượng chứ nói gì một con Thanh Loan. Hai tay Kim Ô bá hoàng tử cầm kiếm, 36 đạo tắc thánh linh lấp lánh trong người tỏa định Thanh Loan thánh nữ chặt chẽ, nhát kiếm chém xuống. Thiên địa dao động. Tu vi của Kim Ô bá hoàng tử quá mạnh, Thanh Loan thánh nữ không đỡ nổi thanh kiếm này. Nhưng kiếm không chém vào người Thanh Loan thánh nữ. Một bóng người bao bọc trong lửa bay qua che trước mặt Thanh Loan thánh nữ, tay cầm trường mâu màu trắng va chạm với Kim Ô bá hoàng tử 8 lần, bộc phát tiếng nổ kinh thiên động địa. Ầm 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 ầm. Hai người cùng lùi 8 bước. Kim Ô bá hoàng tử cầm chiến kiếm, uy phong lẫm lẫm hét dài. Ha 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 ha. Phong Phi Vân, ta sớm phát hiện hơi thở của ngươi gần đây, đang định giải quyết không Phật tổ xong sẽ giết ngươi. Nếu ngươi đã chủ động nhảy ra thì cả hai chết chung đi. Phong Phi Vân. Thanh Loan thánh nữ chớp mắt lia, nhìn bóng người ẩn trong ánh lửa. Môi son lẩm bẩm. Thật sự là hắn, ha ha ha, tốt rồi. Phong Phi Vân thu lửa ảo người, tay cầm trường mâu, cười nói. Giữa chúng ta phải có một trận chiến. Thiên cơ quỷ thần kiếm. Hai tay Kim Ô bá hoàng tử cầm kiếm, kiếm phong vạch hư không. Tiếng quỷ thần kêu to vang lên, kiếm phong chỉ vào Phong Phi Vân. Không gian quanh người Phong Phi Vân bị tỏa định. Thanh Loan thánh nữ đứng ở phía xa, lưng mọc đôi cánh chim màu xanh, ngực to, eo nhỏ thướt tha. Thanh Loan thánh nữ nhắc nhở. Thiên cơ quỷ thần kiếm là Kim Ô bá hoàng tử lĩnh ngộ từ tứ thánh thiên cơ bia, rất lợi hại, cẩn thận. Phong Phi Vân vung tay, trường mâu chỉ lên trời. Giam cầm không gian bị đánh vỡ, mâu oanh kích phát ra tiếng xé gió chói tai. Ầm, bóng người giao nhau, hai người đánh túi bụi. Tam kiếm quỷ thần nộ. Chiến kiếm trong tay Kim Ô bá hoàng tử như quỷ thần, biến ảo khó dò, khí sông thần hải. Đây là bội kiếm của thánh linh, bên trên ghi nhiều đạo tắc thánh linh, uy lực khủng bố vô biên, thậm chí có thể câu thông đạo thánh linh trong thiên địa. Mắt đại ma long. Tay Phong Phi Vân cầm mắt rồng màu tím to cỡ nắm tay đi trong quỷ thần kiếm khí, chỉ tay một cái. Mắt đại ma long bắn ra cột sáng khủng khiếp đánh vào người Kim Ô bá hoàng tử. Kim Ô bá hoàng tử giơ kiếm đứng thẳng, vô số ảo ảnh quỷ thần đứng sau lưng gã. Kim Ô bá hoàng tử nhanh chóng thụt lùi mấy chục trượng. Mắt hổ co rút, Kim Ô bá hoàng tử hỏi. Ngươi là đại ma long có quan hệ gì? Phong Phi Vân nói. Đối thủ đánh thua. Kim Ô bá hoàng tử châm biếm. Chỉ bằng vào ngươi cũng có tư cách làm đối thủ đánh thua đại ma long. Ý của ta đại ma long là đối thủ đánh thua ta. Phong Phi Vân cầm mắt đại ma long, tay kia cầm thiên tủy binh đàm va chạm với thiên cơ quỷ thần kiếm. Quỷ thần và ma long va chạm, tiếng gầm kinh thiên chấn khung trời. Trường mâu và cự kiếm va chạm, mỗi kích nguy hiểm đập nồi chìm thuyền. Kim Ô bá hoàng tử tức giận quát. Bản hoàng tử đã tu luyện ra 36 đạo tắc thánh linh còn ngươi mới chỉ có một đạo thánh linh. Nếu bản hoàng tử dốc hết sức thì ngươi không đỡ nổi một chiêu. Mặt Kim Ô bá hoàng tử đỏ rực, đôi mắt như trời trăng. Bát kiếm quỷ thần kinh. Kiếm ý trên người Kim Ô bá hoàng tử trướng to đến cực độ, vô số kiếm khí vận chuyển trong người gã. Hiện tại một vạn linh thú chiến hồn không có trong người ta, nếu dây dưa với Kim Ô bá hoàng tử thì ta sẽ chịu thiệt. Chúng ta đi. Phong Phi Vân và Thanh Loan thánh nữ bay nhanh vào sâu trong sơn mạch hỏa diệm, tốc độ của hai người siêu mau. Kim Ô bá hoàng tử cười to bảo. Ha 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 ha, muốn trốn. Kim Ô bá hoàng tử phát ra kiếm khí hóa thành mấy trăm quỷ thần kiếm khí san bằng mấy chục ngọn núi lớn, đuổi theo Phong Phi Vân, Thanh Loan thánh nữ. Phong Phi Vân, Thanh Loan thánh nữ bay vào trong đố hoán lục hỏa, nhiệt độ lửa nóng cháy hơn nhiều. Cảnh giới như Phong Phi Vân,
Thanh Loan thánh nữ cũng thấy làn da đau nhói. Phong Phi Vân vào một sơn cốc, điều động thần niệm gọi Mao Ô Quy, Huyết Giao, Mao Thành Thật về. Một vạn linh thú chiến hồn từ bốn phương tám hướng bay lại, lao vào thân thể Phong Phi Vân. Được rồi, tạm thời cắt đuôi hắn. Mao Ô Quy nhìn Thanh Loan thánh nữ, cười khùng khục. Lợi hại, đi ra ngoài một chuyến mang về một mỹ nữ tuyệt thế. Phong Phi Vân lấy 64 khối long linh thạch ra bày trận pháp ẩn núp trong sơn cốc này. Vóc dáng Thanh Loan thánh nữ cao kiều, da trắng như ngọc, cổ dài, khí chất ưu nhã, cặp chân lộ ra ngoài trơn bóng mảnh khảnh. Thanh Loan thánh nữ nhìn Phong Phi Vân thật lâu, nói đúng hơn là lúc hắn đánh nhau với Kim Ô bá hoàng tử thì nàng cứ nhìn hắn mãi. Ánh mắt Thanh Loan thánh nữ rất lạ, như muốn nhìn kỹ từng sợi tơ kẽ tóc. Phong Phi Vân cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của Thanh Loan thánh nữ, như con dê bị sói ngắm. Phong Phi Vân hốt hoảng thầm nghĩ. Ta sợ gì, không lẽ sợ bị nàng đè sao? Tu vi của Kim Ô bá hoàng tử cực mạnh, dù dùng vạn thú chiến thể, bất tử phượng hoàng thân cũng yếu hơn vài phần. Trừ phi vạn thú chiến thể mạnh hơn nữa, nếu có đủ lực lượng tinh hoa thì tốt rồi. Phong Phi Vân biết rõ tu vi hiện tại của mình trong tình huống không biến rồng muốn đánh bại Kim Ô bá hoàng tử thì rất khó khăn. Đương nhiên Kim Ô bá hoàng tử muốn giết hắn cũng khó như lên trời. Thanh Loan thánh nữ đến gần Phong Phi Vân, bước chân nhẹ nhàng, ngực to mông vêu, mắt đa tình, như đóa sen e ấp hé nụ. Thanh Loan thánh nữ xấu hổ nói. Vân ca ca, đa tạ ơn cứu mạng, tiểu nữ tử không biết lấy gì báo đáp. Phong Phi Vân cứ cảm thấy câu sau sẽ là, lấy thân báo đáp, hắn vội ngắt lời. Khụ khụ, chỉ tiện tay. Mao Ô Quy, Huyết Giao, Mao Thành Thật nhái lại. Vân ca ca. Trán Phong Phi Vân nổi gân xanh chừng chúng nó. Thanh Loan thánh nữ nghiêng thân thể đường cong nhấp nhô, mắt đa tình, rèm mi cong, ngón tay vỏ góc áo. Thanh Loan thánh nữ ngại ngùng thỏ thẻ. Thật ra ta và Vân ca ca là chỉ phúc vi hôn. Phong Phi Vân kêu lên. A, à, Phong Phi Vân ít khi bị người theo đuổi ngược, không ngờ bây giờ nữ nhân theo đuổi nam nhân trực tiếp như thế. Chỉ phúc vi hôn, còn cớ nào xạo hơn không? Phong Phi Vân không ngại có nhiều nữ nhân, huống chi Thanh Loan thánh nữ rất đẹp, không thua kém Hiên Viên Nhất Nhất. Tính dáng người thì Thanh Loan thánh nữ nóng bỏng hơn cả Hiên Viên Nhất Nhất. Nhưng Thanh Loan thánh nữ chủ động làm người ta sợ hãi, cảm thấy nàng có giáp tâm gì. Phong Phi Vân vội la lên. Khụ khụ, thánh nữ điện hạ, ta đã có vị hôn thê. Thanh Loan thánh nữ trợn to mắt nói. Cái gì, ai cho phép? Bộ dáng đanh đá không còn vẻ thục nữ e ấp, Thanh Loan thánh nữ như núi lửa sắp phun trào. Phong Phi Vân đổ thừa cho Long Xuyên Phượng. Sư tôn của ta quyết định. Thanh Loan thánh nữ nói. Vậy không tính, chuyện hôn nhân chỉ phụ mẫu mới quyết định được. Mẫu thân của Vân ca ca đã định hôn sự với ta, cho nên ta là chính thống. Phong Phi Vân nhướng mày nói. Mẫu thân của ta định hôn sự. Đúng rồi, gia gia của ta và mẫu thân Vân ca ca đã quyết định hôn nhân từ hai chúng ta chưa sinh ra, nhưng mẫu thân Vân ca ca mang thai lâu, Vân ca ca sinh ra sau ta 200 năm. Ánh mắt Thanh Loan thánh nữ nghiêm túc, tóc dài rũ xuống. Dường như thấy mình quá mạnh mẽ, ánh mắt Thanh Loan thánh nữ dịu lại. Nheo mắt thành hai vầng trăng khuyết. Thanh Loan thánh nữ thỏ thẻ. 8 năm trước mẫu thân của Vân ca ca còn đến Thanh Loan tiên phủ, khen ta không ngớt. Khi ấy ra ra nhắc chuyện hôn nhân, mẫu thân Vân ca ca nói nếu ta gả vào Phong gia chắc chắn sẽ là chính thất, không cho phép bất cứ người nào khi dễ ta. Nữ nhân biến sắc mặt thật nhanh. Phong Phi Vân buồn cười nói. Ra ra của thánh nữ điện hạ là ai? Ta không quen. Vân ca ca không quen. Thanh Loan thánh nữ lấy một lệnh bài bạch ngọc đưa cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân khó hiểu nhận lấy lệnh bài bạch ngọc, bên trên khắc chữ Phong. Con người Phong Phi Vân co rút. Phong Phi Vân rất quen thuộc lệnh bài này, lúc trước Phong gia Linh Châu Thành cũng có. Chỉ 4 người sở hữu lệnh bài, phụ thân của Phong Phi Vân, nghĩa huynh của hắn, bản thân hắn và lão bộc Lưu quản gia của mẫu thân. Lưu gia gia. Phong Phi Vân há hốc mồm, giật mình. Phong Phi Vân nhìn Ma Long một lúc lâu. Sao lệnh bài nằm trong tay thánh nữ điện hạ? Thanh Loan thánh nữ ai oán liếc Phong Phi Vân, mắt mông lung hơi nước. Gia Gia kêu ta đến tìm Vân ca ca, nói tuổi chúng ta không còn nhỏ, nên sớm thành thân. Lúc đi Gia Gia cho ta tín vật chứng minh thân phận.
Đôi mắt Thanh Loan thánh nữ sáng ngời nhìn Phong Phi Vân, nói. Không lẽ đến bây giờ ngươi còn chưa tin, bản cô nương được gọi là đệ nhất mỹ nhân Hỏa Loan yêu tộc, nhiều người theo đuổi, ngươi đừng làm bộ dáng ghét bỏ. Nếu ngươi không muốn thì có hàng đống anh kiệt chờ theo đuổi ta. Phong Phi Vân nói. Vậy được rồi. Thanh Loan thánh nữ cười tủm tỉm, hai bàn tay xoa nắn, nói. Nhưng ta đã nhận xính lễ của mẫu thân của ngươi đã xem như là con dâu Phong gia, ta sẽ không nhìn những kẻ theo đuổi cái nào. Phong Phi Vân nói. Thánh nữ điện hạ thật sự gặp qua mẫu thân của ta. Bây giờ mẫu thân ở đâu? Thanh Loan thánh nữ nói. Ta cũng không biết người ở đâu, nhưng ta nghe lén nàng và Gia Gia nói chuyện, dường như đang cùng Phong thúc thúc tìm người tên Thiên Đạo, chuyện vô cùng quan trọng. Thiên Đạo, lại là Thiên Đạo. Thủy Nguyệt Đình cũng đang tìm Thiên Đạo. Xem ra trong đại kiếp nạn không lâu sau Thiên Đạo là nhân vật mấu chốt. Phong Phi Vân biết có lẽ điều Thanh Loan thánh nữ nói là thật, nàng thật sự là cháu gái của Lưu Gia Gia. Lưu Gia Gia quan tâm Phong Phi Vân từ nhỏ đến lớn, thân còn hơn Gia Gia ruột. Nếu Thanh Loan thánh nữ là cháu gái của Lưu Gia Gia thì thật khó giải quyết. Thanh Loan thánh nữ nói, dì bảo ngươi tuyệt đối đừng đi Chí Tuế giới, càng không được đi Long tộc. Phong Phi Vân hỏi, tại sao? Ta không rõ. Thanh Loan thánh nữ ngẫm nghĩ, lại bảo, nghe nói gì và Long tộc có thù lớn, giết nhiều chí tôn Long tộc. Mấy yêu đế Long tộc đều bị nàng đánh bị thương, mới trước đó xốc tổ Long Vương miếu của Long tộc. Phong Phi Vân đăm chiêu, đột nhiên bên trên hiệp cốc truyền đến dao động lớn, tiếng kim ô hú dài, thanh âm kinh thiên động địa. Thanh Loan thánh nữ cắn hàm răng trắng, tức giận quát. Kim ô bá hoàng tử thật đáng ghét, tưởng ta không giết hắn được không? Thanh Loan thánh nữ nổi giận định đi nghênh chiến với kim ô bá hoàng tử. Phong Phi Vân vươn tay ấn vai Thanh Loan thánh nữ. Nàng không giết hắn được. Tất nhiên ta có cách. Thanh Loan thánh nữ lấy một thần y ra mặc trên người, thân thể yểu điệu mềm mại bị lông chim sư tôn đỏ rực bao bọc, giống phượng hoàng thiên nữ còn hơn cả phượng hoàng thiên nữ chính gốc. Phong Phi Vân kinh ngạc nói. Áo da rồng lông phượng. Thanh Loan thánh nữ cười gật đầu, nói. Đúng rồi, ngày xưa dì tế luyện hai thần y là áo da phượng vảy rồng, gồm áo da phượng vảy rồng, áo lông phượng da rồng. Chọn dùng lông chim thái cổ thần phượng, da phượng, vảy rồng và da của một vị tổ long vương long tộc. Mặc áo vào sức chiến đấu sẽ tăng vọt, nhưng có chút tác dụng phụ. Phong Phi Vân hỏi. Tác dụng phụ gì? Thanh Loan thánh nữ trả lời. Mỗi lần mặc áo lông phượng da rồng sau khi cởi xuống sẽ cảm xúc nóng nảy, hiếu sát. Nên Gia Gia dặn ta không đến tình huống nguy hiểm tuyệt đối thì không được mặc vào. Trước kia người ta là yểu điệu thục nữ, mặc vào hai lần thì tính cách càng lúc càng nóng nảy, đôi khi không kiềm chế được. Vân ca ca thì sao? Vân ca ca có tác dụng phụ gì? Không, không có. Phong Phi Vân ho khan. Sau này đừng gọi ta là Vân ca ca nữa. Gọi Phong Phi Vân thì được rồi. Thanh Loan thánh nữ nói. Vậy ta sẽ gọi là Vân ca. Phải rồi, mẫu thân kêu ta đưa đồ cho Vân ca. Mao Ô Quy, huyết dao chạy đua lao nhanh đến. Mao Ô Quy đạp huyết dao nằm bẹp xuống đất, chạy ngay đến trước mặt Phong Phi Vân. Mao Ô Quy nói. Mới rồi chúng ta phát hiện một mạch nước ngầm sâu trong hiệp cốc. Phong Phi Vân ngây người. Chuyện này, rất lạ sao? Biểu tình Mao Ô Quy kích động, người run rẩy nói. Đó không phải sông bình thường, trong sông toàn chảy tinh hoa hỏa khí. Phong Phi Vân mừng rỡ. Đi, xem thử. Mao Ô Quy, huyết dao đi trước dẫn đường, Phong Phi Vân và Thanh Loan thánh nữ theo sau. Cả đám đi sâu vào hiệp cốc. Thanh Loan thánh nữ rất có hứng thú với mạch nước ngầm tụ tập tinh hoa hỏa khí, tạm gác lại mẫu thân Phong Phi Vân nhờ đưa đồ. Hiệp cốc này càng đi càng sâu. Trên tảng đá, trong đất bùn, khắp nơi là đố hoán lục hỏa, lửa xanh đậm đặc đến nỗi che tầm mắt. Không biết xuống lòng đất sâu bao nhiêu, sóng lửa càng lúc càng nóng cháy, đố hoán lục hỏa sắp đông thành thể lòng. Phong Phi Vân dùng kim tàm Phật khí bao bọc thân thể, đứng trên huyền thạch màu xanh, nhìn nước sông xanh sôi trào chảy xiết. Lực lượng nóng cháy, cuồng bạo, đốt người ập vào mặt. Thật sự có một tinh hoa hỏa khí tụ thành dòng chảy, số lượng ít nhất cỡ ước phương. Đủ cho vạn thú chiến thể của ta tăng mảng lớn. Phong Phi Vân rất kích động bay vào giữa sông, thả linh thú chiến hồn ra ngoài, bắt đầu hấp thu tinh hoa hỏa khí.
So sánh thì tinh hoa hỏa khí có tác dụng với bất tử phượng hoàng thân nhiều hơn, nhưng tu luyện bất tử phượng hoàng thân khó khăn hơn vạn thú chiến thể nhiều. Cho nên Phong Phi Vân quyết định tu luyện vạn thú chiến thể đến đại thừa trước rồi luyện bất tử phượng hoàng thân sau. Khi vạn thú chiến thể đến đại thừa thì không biết sức chiến đấu sẽ lên đến cảnh giới nào. Thanh Loan Thánh Nữ nói, Vân Ca đang trong thời kỳ tu luyện quan trọng, ba người ra ngoài canh chừng, nếu Kim Ô Bá Hoàng tử tìm tới đây hãy báo cho ta ngay. Huyết Giao vênh váo nói, dám chỉ trỏ chúng ta, tiểu nha đầu không biết lai lịch của chúng ta là gì phải không? Mắt Thanh Loan Thánh Nữ lạnh lẽo tát mặt Huyết Giao làm nó quay ba vòng, không phân rõ đông tây nam bắc. Thanh Loan Thánh Nữ đá đấm làm Huyết Giao gào rú thê thảm, mặt mũi bầm dập, đầu váng mắt hoa. Thanh Loan Thánh Nữ sửa sang lại quần áo, hít sâu, nhẹ xoa tay, mắt chớp chớp. Thanh Loan Thánh Nữ cười ngọt ngào. Quên tự giới thiệu, hiện tại ta là vị hôn thê của Phong Phi Vân, là vị hôn thê chính thống. Tương lai nếu các ngươi dám không nghe lời thì ta sẽ nói chuyện phải quấy với các ngươi. Mao Ô Quy nhìn Huyết Giao bị đánh sưng mình, người run rẩy chửi thầm. Ngươi nói chuyện phải quấy được mới sợ. Tính tình nóng nảy như thế. Đi đi, không chê vào được. Quá bạo lực. Tương lai của Mao Thành thật u ám đây. Ai kêu người ta là vị hôn thê chính thống. Sau này sẽ náo nhiệt đây, một núi không chứa hai hổ. Phải rồi, các ngươi nói xem Kính Nguyệt Nhi phải làm sao. Còn Long La Phù, người ta đã mang thai. Long Thương Nguyệt nữa, người ta cũng là vị hôn thê. Còn Hồng Nhan, cô nương này tính cách nóng nảy, lại tâm ngoan thủ lạt. Thế thì chưa chắc, cô nương này là Thanh Loan, biết phun lửa. Tương lai là Khúc Bi Ca. Tương lai là một con Thanh Loan. Mao Ô Quy, Huyết Giao, Mao Thành thật đi ra ngoài, vừa đi vừa bàn tán. Thanh Loan Thánh Nữ nghe hết đoạn đối thoại, lửa cháy hừng hực trong mắt nàng. Phong Phi Vân liên tục hấp thu tinh hoa hỏa khí, những linh thú chiến hồn càng lúc càng cường đại. Khí thế càng lúc càng dồi dào. Growl. Linh thú chiến hồn thứ hai ngưng tụ thành linh thú chiến thể, thân thể chứa đạo tắc thánh linh thứ nhất, tăng lên cảnh giới bán thánh. Growl. Linh thú chiến hồn thứ ba đến bán thánh cảnh, dữ tợn mà khủng bố, khí thế trào dâng. Chỉ 6 canh giờ đã có 46 linh thú chiến hồn đến bán thánh cảnh, chiếm cứ hai bên dòng sông Ngâm, khí thế khiếp người, mắt dữ tợn như có 46 con hồng hoang cổ thú ngồi xếp bằng. Phong Phi Vân lơ lửng bên trên tinh hoa hỏa khí, có vô số hà quang màu xanh tụ tập vào người hắn. Phong Phi Vân không dừng tu luyện lại. Thanh Loan Thánh Nữ nhìn 47 linh thú chiến thể đẳng cấp bán thánh, nàng bước đến trước mặt chúng nó, lấy quyển bia văn dày ra. Bia văn ghi trên da hỏa loạn, có 47-8 da. Mỗi tấm da hỏa loan khắc đầy bia văn, hàng chữ rất thâm sâu ghi chép thần văn diệt thế. Đây là tiên hiền viễn cổ dùng ra mình khắc ấn bia văn từ diệt thế thần bia, bên trên không chỉ ghi chép đạo thánh linh còn có đạo diệt thế. Bây giờ mỗi con lấy một tấm tham ngộ đi. 47 tấm da hỏa loan bay tới trước mặt 47 linh thú chiến thể. 47 linh thú chiến thể ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tham ngộ đạo thánh linh, đạo diệt thế. Không lâu sau có 7 linh thú chiến thể thăng cấp bán thánh cảnh. Thanh Loan Thánh Nữ lại lấy ra 7 tấm da giao cho chúng nó. Nhưng không phải da hỏa loan mà là 7 tấm da rồng, bên trên cũng khắc đầy diệt thế bia văn. Phong Phi Vân mất một ngày một đêm mới hấp thu hết sạch tinh hoa hỏa khí, tổng cộng sinh ra 108 linh thú chiến thể đẳng cấp bán thánh, con nào con nấy cực kỳ thần tuấn. Chúng nó ngồi khoanh chân tham ngộ diệt thế bia văn Thanh Loan Thánh Nữ đưa cho. Có khắc trên da hỏa loan, da rồng, da người, da kim ô. Phong Phi Vân hút hết tinh hoa hỏa khí vào người. Đáp xuống trước mặt Thanh Loan Thánh Nữ. Phong Phi Vân nói. Chúng nó là gia tổ tiên, mỗi tấm là báu vật vô giá, thánh vật của các tộc. Nàng lấy từ đâu ra? Thanh Loan Thánh Nữ trả lời. Dì đưa ta nhờ chuyển cho ngươi, có khoảng 1 vạn tấm. Thanh Loan Thánh Nữ lấy chiếc hộp báu màu đỏ ra, bên trên ghi các huyền văn chấn phong. Nắp hộp mở, bên trong lao ra khí viễn cổ hùng hồn, bắn ra hà quang vô tận. Có hơn 9.000 tấm thần da bia văn lực lượng mạnh mẽ bay ra, trong đó có cả da thánh linh. Phong Phi Vân chắp hai tay, dựng lên 5 đại vực bao bọc vạn tấm da thần bia văn trong vực. May mắn những tấm da thần bia văn đã bị cường giả trấn áp, nếu không với tu vi Phong Phi Vân bây giờ không thể trấn áp được nhiều tấm da thần bia văn như thế. Cảnh tượng trước mắt quá đồ sộ,
mỗi tấm da hiện ra một ảo ảnh thái cổ thánh giả, như vạn thánh triều tông, chúng hiền giảng đạo. Bọn họ đang kể lại tai nạn viễn cổ, phát ra tiếng khóc lóc nức nở, tiếng gào thét xé ruột xé gan, tiếng than vãn kinh thiên động địa. Cảm xúc của bọn họ có sức cảm nhiễm quá lớn, vô hình chung ảnh hưởng cảm xúc của Phong Phi Vân và Thanh Loan Thánh Nữ, khiến hai người không kiềm được bật khóc. Ầm. Bên trên, một móng vuốt to xé mặt đất làm đất đai rung rinh. Kim Ô Bá Hoàng Tử từ trên trời giáng xuống, lơ lửng trong không trung, áo choàng đỏ rực sau lưng bay phần phật. Kim Ô Bá Hoàng Tử nhìn tấm da thần bia văn. Toàn là bia văn ban đầu, số lượng nhiều như thế vậy. Tận 1 vạn tấm, nếu ta có được 1 vạn tấm bia văn ban đầu là có thể tế luyện ra 1 vạn phân thân cường đại, khi đó ai có thể tranh phong với ta. Phong Phi Vân cất 1 vạn tấm da thần bia văn, bỏ chúng nó vào lại hộp đỏ. Kim Ô Bá Hoàng Tử không ra tay, để mặc Phong Phi Vân cất tấm da thần bia văn. Miễn giết Phong Phi Vân là mọi thứ của hắn sẽ thuộc về gã, nên Kim Ô Bá Hoàng Tử không vội vàng. Thanh Loan Thánh Nữ hừ lạnh một tiếng. Thật là âm hồn không tan. Hai tay Kim Ô Bá Hoàng Tử cầm chuôi kiếm, lạnh lùng nói. Thanh Loan Thánh Nữ, nếu nàng đồng ý gả cho ta thì ta có thể phong nàng làm Thái Tử Phi. Còn nếu nàng chấp mê bất ngộ đi theo bán yêu thì hôm nay nàng cũng khó thoát chết. Thanh Loan Thánh Nữ liếc Phong Phi Vân. Nhìn xem, ta đã bảo là không thiếu người theo đuổi. Lúc này Phong Phi Vân không yếu thế, nói. Bá Hoàng Tử, lẽ nào Hoàng Tử không biết Thanh Loan Thánh Nữ là vị hôn thể của ta? Ở trước mặt vị hôn phu buộc nàng làm Hoàng Tử Phi của ngươi thì thật là không để ta vào mắt. Kim Ô Bá Hoàng Tử cười to bảo. Nàng là vị hôn thê của ngươi. Ha 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 ha. Thân phận của nàng cao quý hơn ngươi gấp 100, 1000 lần. Một ở trên trời, một dưới lòng đất, trừ phi ngươi là con cháu của Phượng Hoàng Yêu Hậu thì còn may. Kim Ô Bá Hoàng Tử trời sinh kiêu ngạo, bá đạo, xem bán yêu là sinh vật đê tiện nhất đời. Mặc cho Phong Phi Vân có tu vi cao cỡ nào cũng không thể thay đổi cái nhìn của Kim Ô Bá Hoàng Tử. Ban dầu Lưu Tô Tử cũng cảm thấy bán yêu không bằng nô lệ. Đi gần bán yêu là nhục nhã. Nói chi đến Kim Ô Bá Hoàng Tử thân phận cao hơn Lưu Tô Tử, cuồng ngạo hơn. Quay về. Phong Phi Vân thu 1 vạn linh thú chiến hồn vào thân thể, khí thế tăng vọt, hít thở mang theo lực lượng chứa bạo tạc. Ánh mắt Kim Ô Bá Hoàng Tử dần tối đen, gã cảm giác được lực lượng khủng bố truyền ra từ người Phong Phi Vân. Grao. Cánh tay Phong Phi Vân nổi gân xanh, hoa văn vạn thú hiện ra trên tay. Phong Phi Vân đánh một đấm. Hai tay Kim Ô Bá Hoàng Tử giơ kiếm lên chém ra quỷ thần kiếm khí, nhưng không ngăn được uy lực cú đấm của Phong Phi Vân. Kim Ô Bá Hoàng Tử bay ngược ra, cổ tay rách toạc, chiến kiếm suýt văng ra ngoài. Kim Ô Bá Hoàng Tử nói. Lực lượng thật kinh khủng, ngươi có thể tu luyện vạn thú chiến thể đến trình độ này. Đôi tay Kim Ô Bá Hoàng Tử tê dại, ánh sáng vàng chợt lóe, vết máu trên cổ tay khép lại ngay. Không cho Kim Ô Bá Hoàng Tử cơ hội thở dốc, Phong Phi Vân đánh ra cú đấm thứ hai với thế sấm sét đập vào ngực gã. Kim Ô Bá Hoàng Tử muốn giơ tay ngăn cản nhưng sức mạnh của gã không ngăn được Phong Phi Vân. Áo giáp cuồng chiến trên ngực Kim Ô Bá Hoàng Tử bị Phong Phi Vân đánh hõm vào. Răng rắc, áo giáp màu vàng bị vỡ một lỗ hổng. Ầm 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 ầm. Phong Phi Vân liên tục đánh ra 7000 cú đấm trong một chớp mắt, đánh vỡ áo giáp của Kim Ô Bá Hoàng Tử. Đánh gãy xương quai xanh của gã. Da rẻ Kim Ô Bá Hoàng Tử nứt ra, máu chảy đầm đìa. Kim Ô Bá Hoàng Tử bay ra ngoài, đập vào vách đá cứng rắn, ngực không ngừng chảy máu. Người Phong Phi Vân không nhiễm một hạt bụi trần, hắn sửa sang lại góc áo, ngoắc ngón tay phải. Đến đây, người vạn chiến bất bại đúng không? Kim Ô Bá Hoàng Tử hừ mạnh, chiến ý hừng hực trong con ngươi, lửa cuộn trào ngưng tụ trong người gã, chấn vỡ áo giáp thành mấy mảnh. Ngươi là người thứ hai có thể thương tổn đến ta, nhưng rất nhanh ngươi sẽ biến thành một người chết, Pháp tướng Tứ Thánh. Kim Ô Bá Hoàng Tử giương hai cánh tay, Pháp tướng Kim Ô đầu người thân chim hiện ra trên đầu gã. Vô số đạo thánh linh tụ tập vào Pháp tướng Tứ Thánh, tia chớp như rắn vàng đan xen trong Pháp tướng. Phong Phi Vân cũng sử dụng Pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh. Pháp tướng Hoa Hậu. Hai Pháp tướng lại đối chiến. Tuy Pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh mở hơn Pháp tướng Tứ Thánh nhưng lực lượng mạnh hơn một bậc, hoàn toàn ứ chế Pháp tướng Tứ Thánh. Ầm 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 ầm. Hai Pháp tướng vọt lên từ lòng đất bay tới chân trời, đứng trên mây đấu Pháp.
như thể hai thánh linh sống lại, lực lượng khủng bố vô biên, tồi giang đảo hải. Phong Phi Vân, Kim Ô Bá Hoàng tử bay ra khỏi mặt đất, tự vận dụng pháp tướng. Năng lượng trong thân thể hai người tiêu hao cực nhanh. Muốn vận dụng pháp tướng thánh linh không dễ chút nào. Pháp tướng càng mạnh thì tiêu hao càng nhiều. Kim Ô Bá Hoàng tử lĩnh ngộ đạo tứ thánh tổ sư nhiều hơn, đạo của Hoa Hậu Đại Thánh thì mạnh hơn. Pháp tướng tứ thánh, Hoa Hậu Đại Thánh rằng co ngang hàng, tiêu hao lực lượng trong người Phong Phi Vân, Kim Ô Bá Hoàng tử. Cơ thể Phong Phi Vân có một vạn linh thú chiến hồn, lực lượng hùng dũng hơn Kim Ô Bá Hoàng tử, hắn không sợ tiêu hao. Nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn Kim Ô Bá Hoàng tử sẽ thất bại. Thiên Mộc Thánh Tượng. Trán Kim Ô Bá Hoàng tử chứa biển cả màu vàng, bên trong sinh trưởng thân cây cành lá, cuối cùng biến thành Thái Cổ Thiên Mộc đỉnh thiên lập địa. Thái Cổ Thiên Mộc từ lửa tụ lại. Hoàn cảnh đặc biệt của sơn mạch hỏa diệm khiến lực lượng Thái Cổ Thiên Mộc càng mạnh mẽ thêm. Mắt Đại Ma Long, uy lực Ma Long. Mắt Đại Ma Long bay ra khỏi người Phong Phi Vân, biến thành Đại Ma Long màu tím. Ground. Đại Ma Long bay hướng Thái Cổ Thiên Mộc, vòng quanh Thái Cổ Thiên Mộc, đấu với cành lá, thân cây. Biên giới sơn mạch hỏa diệm. Hai con phượng hoàng từ bên ngoài hư không bay đến, lông chim sặc sỡ, tinh thần sáng láng. Hai phượng hoàng đáp xuống đất biến thành hai nữ nhân mặc áo đỏ thẫm. Lửa bao bọc người phượng hoàng thiên nữ, chỉ mơ hồ thấy thân hình thướt tha. Phượng hoàng thiên nữ nhìn chân trời, nói. Theo trên phượng hoàng thiên thư ghi chép thì nơi này là chỗ thần phượng đại nhân đã từng tế luyện bàn man phủ, tên là Diệt Diễm Sơn. Tiểu phượng hoàng bộ dáng đáng yêu, khuôn mặt như phấn điêu ngọc mài, mặc áo lông chim phượng hoàng, khoảng 1-2 tuổi. Thần phượng đại nhân thật lợi hại, không uổng là một trong bốn đại thánh thái cổ, để lại một mảnh đất phần luyện, lửa thật lâu không tắt, vạn cổ bất diệt. Tỷ tỷ nói xem bàn man phủ, vô thượng chí bảo của phượng hoàng yêu tộc ta có ở trong Diệt Diễm Sơn không? Phượng hoàng thiên nữ tóc dài như lửa, ngực căng đầy, khí chất cao nhã, mắt sáng như sao. Phượng hoàng thiên nữ nói, bàn man phủ là một trong vài món chiến binh mạnh nhất trong thiên địa, tự thông thần trí, sức mạnh có thể khai thiên. Nếu bàn man phủ còn ở trong Diệt Diễm Sơn thì không ai có thể vào đây, dù thánh linh đến cũng sẽ bị bàn man phủ một búa chém chết. Tiểu phượng hoàng há hốc mồm, giật mình nói. Nhưng di tích thái cổ qua đã lâu, khí linh trong bàn man phủ đã chết. Không có khí linh thì bàn man phủ chỉ như những thái cổ hung binh khác, uy lực sẽ giảm mạnh, không chấn được thánh linh. Phượng hoàng thiên nữ giải thích. Năm xưa thần phượng đại nhân tế luyện bàn man phủ, tổng cộng sử dụng 81 linh hồn linh thạch, luyện hóa 12 vực ngoại thánh linh trong đó. Khí linh mạnh hơn thánh linh dụng cụ khác. Tiểu phượng hoàng thè lưỡi. Thánh linh dụng cụ của ngươi ta chỉ luyện hóa một linh hồn linh thạch, có 90% thánh linh bởi vì không tìm thấy linh hồn linh thạch nên không thể tế luyện ra thánh linh dụng cụ. Tỷ tỷ nói xem có khi nào do thần phượng đại nhân tế luyện bàn man phủ tiêu hao hơn một nửa linh hồn linh thạch nên hiện tại linh hồn linh thạch mới ít ỏi như vậy. Linh hồn linh thạch hình thành rất khó khăn, cần lắng đọng dưới đất ức vạn năm. Mỗi khối linh hồn linh thạch rất khó tìm. Thần phượng đại nhân có được 81 linh hồn linh thạch là vì cơ duyên lớn. Phượng hoàng thiên nữ nói tiếp. Khí linh một thánh linh dụng cụ có thể tồn tại khoảng 1 ức năm, nếu khí linh ít tiêu hao và định kỳ sửa chữa, ôn dưỡng thì bình thường sẽ kéo dài trên 3 ức năm. Nhưng tuyệt đối không vượt qua một lượng kiếp pháp lực, tức là 64 ức 8 ngàn vạn năm. Lượng kiếp đến, tất cả sinh linh đều bị hủy diệt. Tiểu phượng hoàng hỏi. Còn khí linh bàn man phủ thì sao? Phượng hoàng thiên nữ trả lời. Trong bàn man phủ phong ấn thánh hồn của 12 vực ngoại thánh linh, có thể thay bàn man phủ độ qua 12 lần tai nạn lượng kiếp hủy diệt. Đây là đại thần thông, chỉ đến cảnh giới đại thánh mới làm được điều này. Thánh linh khác dù kinh diễm đến mấy cũng không có thủ đoạn như thế, nên khí linh bàn man phủ chắc chắn còn tồn tại. Nếu bàn man phủ xuất thế, lực lượng của nó có thể đồ long chém thánh. Cách tế luyện 10 hung binh thái cổ không giống thánh linh dụng cụ bình thường, khí linh sẽ không dễ dàng chết trong lượng kiếp, có thể vượt qua thái cổ. Nhưng uy lực những hung binh rất đáng sợ, tà ác, khí linh cũng hung thần ác sát nên được gọi là hung linh. Vì vậy những hung linh trong các hung binh bị đại nhân vật luyện hóa. Ví dụ hung linh trong yêu hoàng kiếm bị địa hoàng đại thánh chấn giết, thân kiếm bị bẻ gãy 3 khúc phong ấn trong 3 giới. Ví dụ Chu Thiên Hám Tiên Truy cực kỳ hung ác. Hung linh trong trùy khống chế chủ nhân,
khiến chủ nhân biến thành cuồng ma khát máu. Chu Thiên Hám Tiên truy từng đổ sát mấy ngàn tiên hiền long tộc, cuối cùng bị Tổ Long Vương trấn áp. Tổ Long Vương mất một vạn năm mới luyện chết hung linh trong Chu Thiên Hám Tiên truy. Hiện tại Chu Thiên Hám Tiên truy, yêu hoàng kiếm không có một phần vạn uy lực. Trừ phi chúng nó lại lần nữa dựng dục khí linh thì uy lực mới chướng lên. Chu Thiên Lay Động Tiên thật sự là sát thần chư thánh. Tiểu Phượng Hoàng nói, 10 hung binh đáng sợ như thế vậy có khí linh hung binh nào chưa bị diệt không? Có, diệt thế thần bia xếp hạng nhất trong 10 hung binh, bàn man phủ không thể hủy nó. Hung linh diệt thế thần bia mạnh mẽ, có thể diệt thế. Chắc còn khoảng 2, 3 hung binh chưa bị diệt khí linh. Nhưng bản thân các hung binh này là vô thượng cường giả, không không gặp người có duyên hung thần ác sát thật sự thì chúng nó sẽ không xuất thế. Dù sao những hung binh dù mạnh nhưng hung binh có chủ nhân sẽ mạnh hơn nữa. Phượng Hoàng Thiên Nữ nhìn sơn mạch hỏa diệm bao la mênh mông, nói. Đi, tuy trong diệt diễm sơn không có bàn man phủ nhưng không chừng còn sót lại mấy tam vị chân hỏa lô. Ngày xưa sau khi thần Phượng Đại Nhân tế luyện bàn man phủ đã bỏ 81 tam vị chân hỏa lô tại đây. Hậu nhân nâng niu vô thượng chân bảo nhưng trong mắt đại nhân thì chỉ là cái lô luyện khí. Phượng Hoàng Thiên Nữ, Tiểu Phượng Hoàng bay vào sơn mạch hỏa diệm, không lâu sau thấy lửa bốc ngùn ngụt trong sơn mạch, động đất, năng lượng trên bầu trời hỗn loạn. Một gốc thái cổ thiên mộc và một con ma long đấu dữ dội, đánh trời sụp đất nứt, khí thế hùng dũng đáng sợ. Cảnh tượng trên bầu trời hùng vĩ, thái cổ thiên mộc như thiên thần thụ, cành lá quét qua mấy chục ngọn núi bị nó đánh nát. Đại ma long cũng rất hung dữ, thân thể khổng lồ, hơi thở rồng nuốt trời. Đuôi rồng quất, cành lá thái cổ thiên mộc bị chấn gãy. Đại ma long đụng vào thân cây. Tiểu Phượng Hoàng kéo tay Phượng Hoàng Thiên Nữ, dựa sát vào nàng. Trời, thái cổ thiên mộc, đại ma long. Phượng Hoàng Thiên Nữ bình tĩnh nói. Chỉ là hai ảo ảnh, có hai cao thủ đang đấu pháp. Một hướng khác hai pháp tướng thánh linh đang chiến đấu. Một đầu người đuôi rắn. Một đầu người thân chim, thần thông cường đại, pháp lực vô biên. Tiểu Phượng Hoàng kinh ngạc nói. Hai người này mạnh thật. Tiểu Phượng Hoàng không sợ, vì thiên nữ tỷ tỷ cũng là tồn tại cường đại vô biên, thậm chí lợi hại hơn bọn họ. Lửa tụ tập trên lưng Phượng Hoàng thiên nữ hình thành cánh chim lơn, nàng bay lên cao hướng tới trung tâm chiến đấu. Kim ô bá hoàng tử dẫm nứt đất đai, trong khe nứt tuôn ra một dòng sông tinh hoa hỏa khí màu xanh nhập vào người gã. Cung cấp lực lượng cho gã. Cơ thể kim ô bá hoàng tử càng lúc càng đỏ rực, như gốm sứ nung đỏ. Phong Phi Vân vỗ một trường, thiên tủy binh đàm bay ra khỏi lòng bàn tay, xuyên thủng ngực kim ô bá hoàng tử. Phập! Ngực kim ô bá hoàng tử thủng một lỗ máu dài một thước. Ta đã lĩnh ngộ đạo sinh mệnh của thái cổ thiên mộc, bất tử bất diệt, dù ngươi chém ta trăm ngàn lần thì ta sẽ không chết. Vết thương trên ngực kim ô bá hoàng tử nhanh chóng khép lại. Rất nhanh lành lại như ban đầu. Tam vị chân hỏa lô, chấn áp cho ta. Phong Phi Vân lấy tam vị chân hỏa lô ra, thân lô to lớn xoay tít trên bầu trời đánh vào kim ô bá hoàng tử. Người nghĩ chỉ mình ngươi có tam vị chân hỏa lô. Kim ô bá hoàng tử há mồm, một thần lô nhỏ sinh phun ra từ miệng gã, trực tiếp đụng vào tam vị chân hỏa lô của Phong Phi Vân. Hai tam vị chân hỏa lô va chạm trong không trung phát ra thanh âm kinh thiên động địa. Khiến lửa trong diệt diễm sơn càng cuồng bạo hơn. Có 81 tam vị chân hỏa lô, trừ 7 tam vị chân hỏa lô trong tay Phượng Hoàng yêu hậu ra những tam vị chân hỏa lô khác bị hư hỏng trong viễn cổ, hoặc lạc vào vùng đất bí ẩn, nằm trong tay một số chủng tộc cường đại. Kim ô bá hoàng tử có một tam vị chân hỏa lô nằm ngoài dự đoán của Phong Phi Vân. Bùm 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 bùm. Tam vị chân hỏa lô liên tục va chạm, lửa bốc ngùn ngụt, sóng cơ xi như chuông. Phập. Phong Phi Vân sử dụng tam vị chân hỏa lô đụng bay tam vị chân hỏa lô của kim ô bá hoàng tử rồi đập vào người bá hoàng tử. Người kim ô bá hoàng tử kêu răng rắc, nhiều khúc xương bị đụng rã rời, té cái bịch xuống đất. Thái cổ thiên mộc, pháp tướng tứ thánh tổ sư bay về người kim ô bá hoàng tử, khiến gã có sức đứng lên. Mắt kim ô bá hoàng tử sáng rực nhìn Phong Phi Vân, toát ra ý chí bất khuất. Phong Phi Vân một tay nâng mắt đại ma long, tay kia nâng tam vị chân hỏa lô. Pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh treo trên đầu. Phong Phi Vân nói, trên đời này không có ai vô địch thiên hạ, núi cao còn có núi cao hơn. Ngoài trời có trời, ngoài người có người, thần thoại bất bại của ngươi nay đã bại. Vậy ao,
Ta không nghĩ vậy. Người Kim Ô Bá hoàng tử bộc phát lực lượng càng lúc càng mạnh mẽ, thân thể biến thành thần mộc to lớn chảy xuôi lực lượng thái cổ thần thánh. Người cây hợp nhất, lực lượng thân thể Kim Ô Bá hoàng tử dung hợp với thái cổ thiên mộc, sức mạnh tăng vùn vụt. Phong Phi Vân duỗi tay, sau lưng hiện ra cái bóng vạn thú. 108 linh thú chiến hồn mạnh nhất, toát ra hơi thở bán thánh. Trong người mỗi linh thú chiến hồn có một đạo tắc thánh linh. Phong Phi Vân chỉ tu luyện ra một tia đạo tắc thánh linh nhưng đạo tắc thánh linh trong người linh thú chiến thể cũng nằm trong người hắn, cộng lại hắn có 109 đạo tắc thánh linh, hơn hẳn Kim Ô Bá hoàng tử. Chớp mắt Phong Phi Vân đánh ra một vạn cú đấm, quyền ảnh chồng chất lên nhau đánh thủng, người cây thánh thân. Phong Phi Vân đánh nát ngực Kim Ô Bá hoàng tử, nắm đấm xuyên thủng thân thể. Kim Ô Bá hoàng tử phun búng máu. Phụt. Trong mắt Kim Ô Bá hoàng tử tràn đầy giật mình khó tin, lảo đảo thụt lùi. Kim Ô Bá hoàng tử nhìn lỗ máu to trước ngực, gã không dám tin lực lượng bán yêu đê tiện sẽ mạnh đến vậy. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng bước tới gần Kim Ô Bá hoàng tử, khí thế khiếp người nói. Ngươi có thể chọn thần phục ta, làm nô bộc của ta, nếu không chỉ có đường chết. Kim Ô Bá hoàng tử cuồng cười. Ha 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 ha. Lỗ máu trước ngực chậm rãi khép lại, Kim Ô Bá hoàng tử nói. Phong Phi Vân, ngươi nghĩ đánh bại ta liền vô địch thiên hạ sao? Thập tam thái tử long tộc đã tu luyện vạn thú chiến thể đến đại thừa. Mạnh hơn ngươi gấp trăm, ngàn lần. Ngươi tu luyện vạn thú chiến thể kém hơn vạn thú đồ của thập tam thái tử long tộc rất nhiều. Thập tam thái tử long tộc còn không khiến ta thần phục được chứ nói gì đến ngươi. Phong Phi Vân tung ra tam vị chân hỏa lô. Nếu ngươi không thần phục thì chết đi. Đây là ngươi tự tìm chết, không thể trách ta. Mắt Đông Phương Kính Nguyệt lạnh lẽo, sát ý lạnh băng ném ra một tấm thần phù màu vàng. Phù lục nứt ra, rực rỡ sắc vàng. Ảo ảnh thánh linh to lớn hiện ra trên bầu trời, cao 9000 trượng, thần thánh mà trang nghiêm, ánh mắt uy nghiêm, bá tuyệt thập phương. Đây không phải pháp tướng thánh linh mà là phân thân của thánh linh. Thánh linh phân thân phù. Phong Phi Vân cảm nhận lực lượng mạnh mẽ đè người, uy nghiêm thánh linh tràn ngập trong thiên địa, làm hắn không thể nhúc nhích. Loại cảm giác này giống y như lúc thánh tượng thành chủ thứ nhất hỗn độn thành ngưng tụ ra. Đương nhiên phân thân thánh linh này yếu hơn thánh tượng của thành chủ thứ nhất hỗn độn thành nhiều. Lực lượng thánh linh quá mạnh mẽ, dù chỉ một phân thân đều cần tài liệu thánh tính chứa đựng. Kim Ô Bá hoàng tử đánh ra phù lục này không phải tài liệu thánh tính, tối đa chỉ chứa 1/10 phân thân thánh linh, thậm chí chỉ cỡ 1%. Nhưng lực lượng này vẫn cực kỳ bá đạo, đẳng cấp cỡ tiên hư động chủ mới ngăn cản được. Một phân thân thánh linh đủ tiêu diệt tất cả dưới thánh linh, ha 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 ha. Tuy Kim Ô Bá hoàng tử đánh ra thánh linh phân thân phù nhưng gã cũng không thể khống chế phân thân. Ngay khi tung ra phù lục, chân Kim Ô Bá hoàng tử đã đạp tam vị chân hỏa lô bay mất. Thanh Loan thánh nữ biến sắc mặt, nàng biết dù Phong Phi Vân mạnh cách mấy cũng không đỡ nổi một kích của phân thân thánh linh. Thanh Loan thánh nữ có mặc vào áo lông phượng da rồng cũng không chống đỡ nổi, lực lượng thánh linh sẽ thẩm thấu tần y dánh nàng thành cho. Thanh Loan thánh nữ vội mặc vào áo lông phượng da rồng. Muốn hợp sức với Phong Phi Vân ngăn chặn lực lượng phân thân thánh linh. Giọng Phong Phi Vân lọt vào tai Thanh Loan thánh nữ. Nàng lui ra, ta ứng đối được. Ầm 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 ầm. Phân thân thánh linh công kích, trời sụp đất nứt, gió nổi vù vù. Dù Thanh Loan thánh nữ mặc áo lông phượng da rồng vẫn bị lực lượng hất văng ra ngoài. Kim Ô Bá hoàng tử đứng ở phía xa nhìn trung tâm lực lượng hỗn loạn, cười khẩy nói. Tuy thánh linh phân thân phù chỉ có lực lượng một kích nhưng chuẩn thánh bình thường còn bị thương nặng. Phong Phi Vân sẽ ra bã. Cái gì, đó là... Kim Ô Bá hoàng tử nhìn thấy bóng người già nua đi ra từ lực lượng hỗn loạn, thân thể toát ra hơi thở thánh linh. Phong Phi Vân đứng bên cạnh lão nhân. Kim Ô Bá hoàng tử biến sắc mặt, xoay người chạy trốn ngay. Cảnh tượng này quá đáng sợ. Bùm! Nhưng Kim Ô Bá hoàng tử mới bay ra đã bị một tam vị chân hỏa lô đụng bay về. Té xuống đất, xương toàn thân nát bét. Một tam vị chân hỏa lô lơ lửng trên đầu Kim Ô Bá hoàng tử. Tam vị chân hỏa lô to cỡ ngọn đồi, toát ra thần uy cổ xưa. Ai? Kim Ô Bá hoàng tử ổn định vết thương, sử dụng một tam vị chân hỏa lô che chở quanh người, cẩn thận đề phòng. Tam vị chân hỏa lô thứ ba xuất hiện. Chủ nhân tam vị chân hỏa lô toàn thân lửa đậm đặc, dáng người yểu điệu, tóc dài bay bay,
mặt đẹp như tiên, mắt lạnh lùng như nước. Nàng tựa như đóa sen lửa đứng thẳng. Kim Ô Bá hoàng tử nói: "Phượng hoàng thiên nữ, phượng hoàng yêu tộc các ngươi tự cho mình là chủng tộc cao quý nhất thiên hạ vậy mà làm chuyện bỏ đá xuống giếng." Phượng hoàng thiên nữ nói: "Cao quý thì cao quý, nhưng đối với kẻ địch chúng ta chỉ có một chữ. Giết." Thanh Loan thánh nữ, đế chủng, Phong Phi Vân từ phía sau đi tới, đứng sau lưng Kim Ô Bá hoàng tử. Phong Phi Vân liếc Phượng hoàng thiên nữ rồi quay sang nhìn Kim Ô Bá hoàng tử. "Mạng của hắn thuộc về ta." Tay Phong Phi Vân kết ấn thi triển đại khôi lỗi thuật, mắt đế chủng phát ra ánh sáng vươn một bàn tay bóp chặt Kim Ô Bá hoàng tử. Kim Ô Bá hoàng tử muốn tung ra tam vị chân hỏa lô chạy trốn nhưng không vùng thoát khỏi tay đế chủng được. Kim Ô Bá hoàng tử bị bóp thành bùn. Sự sống trong đống bùn chưa biến mất, nó mấp máy. Kim Ô Bá hoàng tử sống lại. Phong Phi Vân lên tiếng. "Ủa, sức sống mạnh vậy?" Kim Ô Bá hoàng tử cuồng cười. "Ha ha 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 ha. Phong Phi Vân, dù ngươi dùng đại khôi lỗi thuật khống chế xác cổ thánh linh cũng không thể giết ta. Chỉ có thánh linh thật sự ra tay mới phá được thân bất tử của ta." Kim Ô Bá hoàng tử không đánh lại Phong Phi Vân nhưng hắn cũng không thể giết gã, tối đa chỉ phong ấn được gã. Chí tôn Kim Ô yêu tộc nếu biết Kim Ô Bá hoàng tử bị phong ấn chắc chắn sẽ đến cứu gã, nên gã sẽ không bị nguy hiểm mạng sống, càng không sợ Phong Phi Vân. "Vậy sao?" Phong Phi Vân lấy khối diệt thế thần thạch ra kẹp giữa hai ngón tay. Cục đá bắn thủng trán Kim Ô Bá hoàng tử bay sau gáy, diệt thế thần thạch bay về tay Phong Phi Vân. "Ngươi, diệt thế?" Kim Ô Bá hoàng tử ngừng bật tiếng cười, mặt xanh đen dữ tợn, vặn vẹo. Kim Ô Bá hoàng tử ngã xuống đất. Rất nhanh toàn thân Kim Ô Bá hoàng tử xanh đen, âm trầm, cuối cùng thành bãi nước loãng màu đen thấm xuống lòng đất làm đất đai biến thành màu đen. Tiểu Phượng Hoàng ló nửa mặt ra từ sau lưng Phượng Hoàng thiên nữ. "Khí diệt thế thật mạnh, giết cả Kim Ô Bá hoàng tử. Hắn là đại ma đầu sao?" Thấy Phong Phi Vân nhìn mình, Tiểu Phượng Hoàng như con thỏ sợ hãi rụt đầu về. Phong Phi Vân duỗi tay chộp tam vị chân hỏa lô của Kim Ô Bá hoàng tử, lòng bàn tay bốc cháy ngọn lửa luyện hóa hơi thở của Kim Ô Bá hoàng tử trong tam vị chân hỏa lô. Tiểu Phượng Hoàng lại ló mặt ra khỏi lưng Phượng Hoàng thiên nữ. "Tam vị chân hỏa lô là thánh vật của Phượng Hoàng yêu tộc chúng ta. Đại ma đầu, ngươi không thể tùy tiện lấy đi." Tiểu Phượng Hoàng phấn điêu ngọc mài, mắt to chớp chớp, đầu cột hai chùm tóc tiên, giống búp bê sứ. Trong đầu Phong Phi Vân nhớ đến một câu Tiêu Nặc Lan nói, hùng hồn bảo. "Thiên tài địa bảo vốn không có chủ nhân, người có duyên sẽ được. Ta và tam vị chân hỏa lô có nhân duyên lớn, thần lô vốn nên thuộc về ta." Phong Phi Vân nhìn chằm chằm tam vị chân hỏa lô trong lòng bàn tay Phượng Hoàng thiên nữ, rất muốn cướp luôn. Phong Phi Vân cảm thấy rất có duyên với tam vị chân hỏa lô của Phượng Hoàng thiên nữ. Mỗi thêm một tam vị chân hỏa lô thì tốc độ luyện hóa linh hồn linh thạch sẽ càng mau, nếu có thể luyện hóa linh hồn linh thạch thì Phong Phi Vân sẽ thành công ngưng tụ linh hồn Nam Cung Hồng Nhan ngay bây giờ. Nhưng trong giấc mơ kiếp trước Phong Phi Vân dù gì là tộc trưởng Phượng Hoàng yêu tộc, có chút tình cảm với thái cổ thần Phượng. Miễn Phượng Hoàng của Phượng Hoàng yêu tộc không chê chọc Phong Phi Vân thì hắn sẽ không chủ động gây hấn. Phượng Hoàng thiên nữ thân ngọc thể ngà, tóc dài như suối, tựa thần nữ dáng trần, khí chất cao quý và trang nhã mà nữ nhân khác không có. Đứng trước mặt Phượng Hoàng thiên nữ, nhiều thiên tài tuấn kiệt phải tự ti cúi đầu. Phượng Hoàng thiên nữ mở miệng nói. "Đúng vậy, tam vị chân hỏa lô rất có nhân duyên với ngươi. Phong Phi Vân, ngươi có biết chỗ này là đâu không?" Giọng Phượng Hoàng thiên nữ rất hay, như suối chảy róc rách. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Không lẽ nàng biết ta kiếp trước rất có thể là thái cổ thần Phượng nên nói ta và tam vị chân hỏa lô có nhân duyên lớn. Phong Phi Vân không lộ tình cảm ra ngoài mặt, hỏi. "Đây là đâu?" Phượng Hoàng thiên nữ trả lời. "Nơi này là chỗ thái cổ thần Phượng điều động bát phương thiên địa tinh hoa tế luyện bản phủ." Lòng Phong Phi Vân run lên. Phong Phi Vân luôn cho rằng thái cổ thần Phượng là thần tượng phấn đấu, hắn đọc vanh vách câu chuyện về thái cổ thần Phượng. Nhưng Phong Phi Vân không biết thái cổ thần Phượng luyện chế bàn man phủ trong tiểu linh tiên giới. Cảnh giới Phong Phi Vân đã rất cao nhưng khó kiềm nén nỗi lòng kích động. "Nơi này là Diệt Diễm Sơn trong truyền thuyết thần thoại." Phượng Hoàng thiên nữ nói. "Cuối thời kỳ thái cổ, thần Phượng đại nhân đi ngang qua đây, tế luyện chiến binh đỉnh cao trong thiên địa tại đây, bàn man phủ,
Ta biết ngươi tu luyện vạn thú chiến thể của Phượng Hoàng yêu tộc chúng ta, bây giờ ngươi còn kém xa mới đến Đại Thừa. Bây giờ ngươi thiếu nhất là lực lượng tinh hoa đúng không? Phong Phi Vân hỏi. Ý nàng là sao? Phượng Hoàng Thiên Nữ tiếp tục bảo. Thái cổ thần Phượng vì tế luyện bàn man phủ từng đào bới 8 dòng sông thiên địa trong diệt diễm sơn, ngưng tụ lực lượng tinh hoa 8 phương thế giới, rót vào năng lượng cho 81 tam vị chân hỏa lô. Thái cổ đã trôi qua rất lâu nhưng 8 dòng sông thiên địa còn chảy sâu trong diệt diễm sơn. Nếu ngươi có thể hấp thu lực lượng tinh hoa trong 8 dòng sông thiên địa thì hoàn toàn có thể tu luyện vạn thú chiến thể đến Đại Thừa. Phong Phi Vân đọc truyện thần thoại có biết về 8 dòng sông thiên địa, nghe Phượng Hoàng Thiên Nữ nhắc làm hắn động tâm. Nếu có thể tu luyện vạn thú chiến thể đến cảnh giới Đại Thừa thì Phong Phi Vân sẽ rất mạnh, một đấm đánh Kim Ô Bá Hoàng tử ra bã. Phong Phi Vân nói, từ xưa đến nay truyền thuyết về diệt diễm sơn lưu truyền trong các tộc, đại danh từ cấm địa nguy hiểm. Lúc trước ta gặp rắn quái đẳng cấp bán thánh bát trọng còn không dám xông vào, chỉ bằng thực lực của chúng ta làm sao vào sâu trong diệt diễm sơn. Phượng Hoàng Thiên Nữ hỏi. Ngươi không dám. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Ta biết nàng đi vào diệt diễm sơn vì tìm tam vị chân hỏa lô bị đánh mất, ta còn muốn đi hơn nàng. Nhưng ta không muốn chịu chết, thái cổ thần Phượng để lại một số bài bố e rằng có thể khiến vài thánh linh chết. Phong Phi Vân biết thái cổ thần Phượng lợi hại, hắn không chịu dễ dàng mạo hiểm. Báu vật tốt thật nhưng phải có mạng cầm. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói. Thái cổ thần Phượng là mảnh đất bỏ hoang của tộc ta, như thần linh, có thể thấy quá khứ và tương lai. Ta tin tưởng thần Phượng đại nhân để lại bài bố không tổn thương con cháu Phượng Hoàng yêu tộc. Ngươi và thần Phượng đại nhân có nhân quả rất lớn, vô hình chung thần Phượng đại nhân sẽ đưa ngươi đi con đường chính xác. Nên nếu ngươi đồng ý cùng ta xông diệt diễm sơn thì xác suất thành công sẽ tăng nhiều. Thấy Phượng Hoàng Thiên Nữ là nữ nhân mà có dứt khoát, không để ý sống chết, Phong Phi Vân lại dục dịch. Phong Phi Vân nói, lấy mạng của mình chỉ để đánh liều xác suất thành công. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói, trước khi tham gia vương giả luận đạo ta đã biết chỗ luận đạo ở tiểu linh thiên giới. Phi tiên Phượng Hoàng yêu hậu đã thông thánh cho ta, vào lúc nguy hiểm ta có thể mượn dùng một tầng lực lượng của người. Phong Phi Vân nói, cái này không công bằng, nếu nàng muốn, có thể giết hết sinh linh tham gai vương giả luận đạo. Hèn gì Phượng Hoàng Thiên Nữ tự tin như vậy. Hóa ra có thể trước giờ chưa từng có một phần lực lượng của phi tiên yêu hậu. Đừng nói một phần lực lượng của phi tiên yêu hậu, một phần vạn lực lượng của phi tiên yêu hậu cũng dư sức vô địch dưới thánh linh, một chiêu là giết bán thánh, chém chuẩn thánh. Trước thánh linh, tất cả sinh linh là con kiến. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói. Ngươi sai rồi, chúng ta đến thiên môn chi đài luận đạo, từng hành động đều ở trong mắt đại nhân vật. Nếu ai làm trái quy định sẽ chịu trừng phạt. Phi tiên yêu hậu khiến ta mang theo một phần lực lượng đi tiểu linh tiên giới cũng chịu mạo hiểm lớn, chỉ có một mục đích là vào diệt diễm sơn tìm tam vị chân hỏa lô. Từ chuyện này ra ta không thể tùy ý sử dụng lực lượng của phi tiên yêu hậu. Phong Phi Vân tăng thêm niềm tin. Hóa ra là vậy, nếu vào phút mấu chốt nàng có thể sử dụng một phần lực lượng của Phượng Hoàng yêu hậu thì xông vào diệt diễm sơn thử một phen. Một phần lực lượng của Phượng Hoàng yêu hậu mạnh hơn đế chủng bây giờ nhiều. Thanh Loan Thánh Nữ, Tiểu Phượng Hoàng, Huyết Giao bởi vì tu vi chưa đến bán thánh cảnh nên ở lại vòng ngoài diệt diễm sơn. Thanh Loan Thánh Nữ không yên lòng Phong Phi Vân và Phượng Hoàng Thiên Nữ đi chung. Nam đẹp trai, nữ dẹp gái, ở chung một mình sẽ có chuyện. Thanh Loan Thánh Nữ nói. Ta có thể mặc áo lông phượng ra rồng, chắc có thể ngăn cản lửa tận cùng. Thanh Loan Thánh Nữ kiên quyết đi theo, không cho Phong Phi Vân, Phượng Hoàng Thiên Nữ có cơ hội ở chung một mình. Phong Phi Vân nói, tận cùng diệt diễm sơn không chỉ lửa đáng sợ còn có một số sát trận khiếm khuyết do đại thánh để lại, thậm chí là hỏa thú tu vi thông thiên triệt địa. Bản thân ta Phong Phi Vân cũng không dám bảo đảm sẽ ra ngoài được, nàng không được vào. Nếu nàng bị gì thì ta không cách nào ăn nói với Lưu Gia Gia. Thanh Loan Thánh Nữ nghiến răng. Cô nam quả nữ vào sâu trong diệt diễm sơn, trời biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thanh Loan Thánh Nữ bất an, sợ Phong Phi Vân. Phượng Hoàng Thiên Nữ hoạn nạn gặp chân tình, trong nguy hiểm bốc lửa, kích tình hoang dã. Nếu củi khô lửa bốc thì, tiêu đời. Mao Ô Quy cười nói. Yên tâm, lão Mao sẽ trông chừng dùm nàng, bảo đảm bọn họ sẽ không làm chuyện gì có lỗi với nàng. Mao Ô Quy, Mao thành thật đi theo Phong Phi Vân,
Phượng Hoàng Thiên Nữ vào sâu trong Diệt Diễm Sơn. Lửa trong Diệt Diễm Sơn chia nhiều tầng, vòng ngoài là địa hỏa bình thường, tầng thứ hai là nhất vị nguyên hỏa, tầng thứ ba là đố hoàn lục hỏa khủng bố, có thể đốt chết hiền giả vũ hóa cảnh. Đi vào tầng đố hoàn lục hỏa, đoàn người Phong Phi Vân cẩn thận hơn. Dọc đường đi đám người gặp nheo mãnh thú khủng khiếp, có con rết đẳng cấp bán thánh bị Phong Phi Vân chém, giao cho địa ngục Diêm La và Kỳ Lân Vương dùng. Xuyên qua tầng đố hoán lục hỏa, lửa trước mặt càng khủng bố hơn, lấm tấm màu tím. Huyễn Tiên Tử Hỏa. Ngọn lửa này trong truyền thuyết chỉ sinh ra trong tiểu linh tiên giới, được gọi là tiên hỏa. Biểu tình Phong Phi Vân nghiêm túc, 225 khối phượng cốt bốc cháy ẩn hiện trong người, ngăn cản Huyễn Tiên Tử Hỏa và dùng Huyễn Tiên Tử Hỏa luyện thể. Phong Phi Vân hấp thu từng lũ Huyễn Tiên Tử Hỏa vào thân thể, rèn luyện xương thịt toàn thân. Phong Phi Vân nhìn Phượng Hoàng Thiên Nữ. Bất tử Phượng Hoàng thân của nàng đã đến cảnh giới như thế. Da thịt Phượng Hoàng Thiên Nữ trong suốt hoàn mỹ vô khuyết, như điêu bằng mỹ ngọc. Dưới lớp da chấp lóe 458 khối phượng cốt, mỗi khối chứa năng lượng cường đại như ngôi sao đầy trời. Hiện giờ, Phượng Hoàng Thiên Nữ không mảnh vải che thân, làm người Phong Phi Vân nóng ran, sắp không kiềm được thú tính. Sau khi vào tầng Huyễn Tiên Tử Hỏa thì quần áo của Phong Phi Vân, Phượng Hoàng Thiên Nữ đã bị đốt thành tro, giờ dùng ảo thuật biến ra y phục. Nhưng hai người tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn bộ đồ ảo như vật vô hình, lớp vải mỏng trong suốt, càng hấp dẫn người phạm tội. Mao Thành Thật nói, nhị đại gia chảy máu mũi. Vẻ mặt Phong Phi Vân lúng túng vội lau mũi, nhưng chợt nhận ra không có máu mũi chảy. Trán Phong Phi Vân nổi gân xanh. Mao Thành Thật, người càng lúc càng không thành thật. Mao Ô Quy nhàn nhã đi bộ, không sợ hãi ngọn lửa. Mao Ô Quy thở dài thườn thượt. Thanh Loan Thánh Nữ lo lắng là chính xác, một bán yêu trong người chảy dòng máu rồng thì như con trồn thèm khát thấy xương. Thấy Phượng Hoàng xinh đẹp kiêu ngạo có khác gì thấy con gà mập mỡ. Hơn nữa trần chuồng, cô nam quả nữ, có lửa, cũng có củi khô. Thôi thôi, không nói nữa, chỉ đùa, nên. Phong Phi Vân sách đầu Mao Ô Quy lên ném bay, Mao Ô Quy vạch đường cong xinh đẹp. Từ đầu đến cuối Phượng Hoàng Thiên Nữ bình tĩnh bước đi, dịu dàng xinh đẹp, khuynh thành tuyệt đại. Cảm xúc không dao động. Dù áo lông ngưng tụ tự ảo thuật không ngăn cách Phượng Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân được thì Phượng Hoàng Thiên Nữ vẫn không e dè. Như thể thân ngọc hoàn mỹ vô khuyết này chỉ là túi da xinh đẹp với nàng. Đây là cảnh giới tâm tình tứ đại giai không của Phật gia. Trán Phượng Hoàng Thiên Nữ lóe ánh sáng lấp lánh, đốm đỏ rực hình dạng như lông chim Phượng Hoàng, tăng thêm khí chất thần cơ tiên giới cho nàng. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói. Chúng ta vốn không cùng loại người. Ta trọng sinh từ Niết Bàn Thiên Trì, trong người sẽ lại sinh mệnh Nguyên Châu kiếp trước. Lúc Niết Bàn trọng sinh đã ngưng tụ ra 81 khối phượng cốt, sau này lại tu luyện 500 năm mới đến cảnh giới hiện tại. Còn ngươi với thân thể bán yêu, tu luyện chưa đến 50 năm đã luyện ra 225 khối phượng cốt, người giật mình nên là ta. Phượng Hoàng Thiên Nữ tu luyện 500 năm, trong người ngưng tụ 458 khối phượng cốt. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói nhẹ nhàng nhưng Phong Phi Vân biết bất tử Phượng Hoàng thân càng tu luyện về sau càng khó tiến bộ. Phong Phi Vân 225 khối phượng cốt nhưng trong bất tử Phượng Hoàng thân hắn kém hơn Phượng Hoàng Thiên Nữ không chỉ một nửa trình độ. Phong Phi Vân nói, nghe đồn nàng là một đại nhân vật thái cổ, trước khi chết kết ra một viên sinh mệnh Nguyên Châu đặt trong Niết Bàn Thiên Trì. 500 năm trước nàng Niết Bàn trọng sinh, không biết còn giữ ký ức về thái cổ không? Phượng Hoàng Thiên Nữ dừng bước, môi đỏ mọng, sóng mắt quyến rũ như yêu như tiên. Phượng Hoàng Thiên Nữ dịu dàng nói. Kiếp trước thì sao, kiếp này lại như thế nào? Ta là ta, không chia ra kiếp trước kiếp này. Ầm 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 ầm. Một tảng đá màu đen cao 17, 8 thước lăn dưới đất đè mặt đất kêu vù vù. Tảng đá to đen đột nhiên bay lên đập vào Phong Phi Vân, Phượng Hoàng Thiên Nữ. Phong Phi Vân đánh ra một Phật thủ ấn vào tảng đá đen. Lực lượng có thể đánh nát một nửa ngôi sao nhưng không thể tổn thương tảng đá đen, chỉ đánh bay nó. Tảng đá thành tinh sao? Phong Phi Vân lại lấy hai tam vị chân hỏa lô ra nâng lơ lửng trong lòng bàn tay đánh mạnh ra ngoài, đập tảng đá đen thành hai khối. Tảng đá phát ra tiếng hét thảm, trốn vào trong ngọn lửa, biến mất. Nơi này là Diệt Diễm Sơn, lửa đốt từ Thái Cổ đến tận Diệt Diễm Sơn, nó dựng dục ra sinh vật kỳ lạ gì cũng không quái. Không phải tảng đá thành tinh. Phượng Hoàng Thiên Nữ duỗi tay thon,
Lực lượng ngưng tụ giữa năm ngón tay, huyễn tiên tử hỏa ngưng tụ thành một thanh kiếm cổ. Phượng hoàng thiên nữ thi triển phượng hoàng thiên nhãn, ngọn lửa nào cũng không thể chặn tầm mắt nàng. Kiếm phong chém một hướng. Xẹt 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 xẹt. Trong lửa phát ra tiếng răng rắc, có tiếng hú giống người lại giống thú. Phong Phi Vân, phượng hoàng thiên nữ chạy tới. Tảng đá màu đen bị phượng hoàng thiên nữ chém thành hai nửa, giữa tảng đá rơi ra cái vỏ sò màu vàng to cỡ bàn tay. Bề mặt cái vỏ đầy hoa văn cổ xưa, như dấu hiệu sông hồ. Mao thành thật nói. Một cái vỏ sò tu luyện đến bán thánh cảnh. Phong Phi Vân nói. Đây là hỏa vân thất tinh bối trong truyền thuyết, không biết vỏ sò sinh ra bao nhiêu liệt diễm chân châu. Bước chân phượng hoàng thiên nữ nhẹ nhàng, tóc dài mềm mượt, eo không dư thịt thừa. Phượng hoàng thiên nữ khom lưng nhặt hỏa vân thất tinh bối lên, mỗi động tác như tiên nữ múa, cực kỳ xinh đẹp. Người Phong Phi Vân lại nóng hừng hực. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Xem ra đã lâu không chạm nữ nhân, càng lúc càng khó kiềm chế dục vọng, dễ bị mất đạo tâm. Phong Phi Vân vội niệm kim tàm kinh ổn định tinh thần, không dám nhìn phượng hoàng thiên nữ, sợ nổi thú tính. Phượng hoàng thiên nữ nói. Hỏa vân thất tinh bối này chắc dựng dục từ dòng sông thiên địa. Tu vi đến bán thánh liền đi ra dòng sông thiên địa đến đây tu luyện. Mảnh đất này chắc là lãnh địa của nó. Phong Phi Vân nói. Trong dòng sông thiên địa chắc chắn có sinh vật càng khủng bố hơn, nếu không cường đại như hỏa vân thất tinh bối đã chẳng chạy ra ngoài. Hoàn cảnh tu luyện nơi này thua xa dòng sông thiên địa. Phượng hoàng thiên nữ dùng kiếm rạch hỏa vân thất tinh bối, trong vỏ sò tự thành một không gian thế giới, phạm vi khoảng 3.000 dặm. Trong không gian thế giới tràn đầy tinh hoa hỏa khí tụ tập thành hồ nước hải dương. Trong tinh hoa hỏa khí hỗn độn lơ lửng 3 ngôi sao rực rỡ, mỗi ngôi sao tỏa sáng chói lòa, trong suốt lấp lánh, chứa bảo lực vô tận. Trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành lộ vẻ vui mừng, rèm mi cong. Phượng hoàng thiên nữ nói. Con hỏa vân thất tinh bối này xem như sò cổ, tuổi thọ không thể dùng lẽ thường ước đoán, tu luyện 3 nguyên hội. Trong người ngưng tụ 3 viên liệt diễm chân châu xếp hàng như thất tinh nên có tên là thất tinh bối. Liệt diễm chân châu là báu vật đỉnh cao nhất trong thiên địa, tinh hoa của hỏa vân thất tinh bối. Một nguyên hội mới dựng dục ra một viên yêu ma tà thể, tốn nhiều linh thạch cũng khó mua được nó. Có thể dùng liệt diễm chân châu luyện đan, luyện khí, kỳ bảo này làm bán thánh liều mạng giành giật. Phượng hoàng thiên nữ giao vỏ sò hỏa vân thất tinh bối cho Phong Phi Vân. Nàng đứng trong huyễn tiên tử hỏa màu tím luyện hóa 3 viên liệt diễm chân châu. Trong vỏ sò tự thành không gian, dài rộng 3.000 dặm, như một bí cảnh loại nhỏ. Phượng hoàng thiên nữ chỉ lấy 3 viên liệt diễm chân châu, trong vỏ sò còn nhiều tinh hoa hỏa khí đếm không hết. Phong Phi Vân cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu luyện hóa tinh hoa hỏa khí trong vỏ sò, tu luyện vạn thú chiến thể. Một ngày một đêm sau, Phượng hoàng thiên nữ mở mắt ra trước. 3 viên liệt diễm chân châu đã bị nàng hấp thu hết. Làn da càng trắng, thanh tú như tiên, phượng cốt tăng thêm 3 khối, tổng cộng là 461 khối. Tu vi, thể chất của phượng hoàng thiên nữ tăng mảng lớn. Phong Phi Vân chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi tràn đầy ánh sáng lửa, ánh mắt thú tính cuồng bạo. 164 linh thú chiến thể đẳng cấp bán thánh nằm sấp sau lưng Phong Phi Vân, hít thở mang theo tiếng sấm sét. Đôi mắt linh thú chiến thể đầy hung dữ. Rất dã tính. Tinh hoa hỏa khí trong hoàng xà kiếm linh khiến 56 linh thú chiến hồn ngưng tụ thành chiến thể, đến bán thánh cảnh. Lực lượng của Phong Phi Vân tiến bộ bước dài. Phượng hoàng thiên nữ nói. Nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, nơi này là đường cùng sự sống với người khác, với chúng ta lại là thánh đại tu luyện. Phượng hoàng thiên nữ như thiên ngoại thần nữ đứng đó, 461 khối phượng cốt nối thành một mảnh tinh đồ, thần thánh mà xinh đẹp. Dù phượng hoàng thiên nữ trần truồng đứng trước mặt người khác cũng không khiến người sinh ra tà niệm gì. Ngoại trừ Phong Phi Vân, trong mắt hắn đầy thú dục. Phong Phi Vân miễn cưỡng quay đầu không nhìn phượng hoàng thiên nữ, hắn cắn răng kiềm chế lửa dục. Phong Phi Vân nói, ta cảm giác một chút bình cảnh, sắp không khống chế được linh thú chiến thể trong người. Phượng hoàng thiên nữ hỏi, ngươi đã tu luyện ra bao nhiêu đạo tắc thánh linh? Phong Phi Vân trả lời. Một cái. Phượng hoàng thiên nữ hết cằm, rèm mi cong, gật gù. Vậy đúng rồi, bản thân ngươi chỉ tu luyện một đạo tắc thánh linh nhưng trong một vạn linh thú chiến thể có 164 đạo tắc thánh linh. Trong lịch sử phượng hoàng yêu tộc có nhiều phượng hoàng tu luyện vạn thú chiến thể,
nhưng tối đa chỉ một đạo tắc thánh linh khống chế 100 đạo tắc thánh linh. Người dùng một đạo tắc thánh linh khống chế 164 đạo tắc thánh linh đã là rất lợi hại. Phong Phi Vân không ngốc, hắn hiểu ý Phượng Hoàng Thiên Nữ. Một người có thể khống chế 10, 20 người, thậm chí 100 người. Nhưng sức cá nhân có hạn, vượt qua giới hạn cao nhất thì sẽ mất kiểm soát. Nếu 100 người nổi loạn, vậy kẻ khống chế bọn họ cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Tình huống Phong Phi Vân bây giờ là như thế, tu vi của hắn chỉ có một đạo tắc thánh linh nhưng muốn khống chế 164 đạo tắc thánh linh. Về lực lượng thì Phong Phi Vân mạnh thật, có thể phát huy ra lực lượng 164 đạo tắc thánh linh, nhưng căn cơ của hắn quá yếu, hệ thống khổng lồ này dễ dàng tan vỡ. Nên Phong Phi Vân cảm giác chút bình cảnh, nhưng còn xa mới đến cực hạn. Phong Phi Vân nói, Phượng Hoàng chỉ có thể khống chế 100, nhưng ta cảm giác ít nhất mình kiểm soát được 300, bây giờ chưa đến bình cảnh thật sự. Tuy nhiên, trong Diệt Diễm Sơn có nhiều kỳ bảo, kỳ ngộ. Nếu chỉ vì tu vi không đủ khiến 300 linh thú chiến hồn thăng cấp bán thánh thì ta chịu thiệt. Cho nên tăng mạnh lực lượng chẳng bằng ngươi tập trung tham ngộ đạo thánh linh. Phượng Hoàng Thiên Nữ hỏi, trước kia ngươi tham ngộ đạo thánh linh nào? Đây là lần đầu tiên Phong Phi Vân gặp Phượng Hoàng Thiên Nữ nhưng bản năng cảm giác nàng không có ác ý, ngược lại hắn có hảo cảm với nàng. Có lẽ vì dục vọng xúi dục. Phong Phi Vân không giấu giếm. Hoa hậu đại thánh, thanh liên nữ thánh, đế chủng, phượng phó, tiêu thánh. Ta đều tham ngộ đạo của mấy vị thánh linh này. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói. Ngươi tham ngộ đạo quá hỗn loạn, trong đó có đạo thánh linh bán yêu, nhân tộc, yêu tộc, khác loại. Nhiều mà không tinh, lộn xộn, làm vậy tốc độ tham ngộ của ngươi không mau. Ngươi nên chọn một vị thánh linh làm mục tiêu, mô phỏng, thánh sư. Dù ngươi chỉ tham ngộ được một phần vạn đạo của thánh linh này đủ vô địch dưới thánh linh. Tu vi của Phượng Hoàng Thiên Nữ cao hơn Phong Phi Vân, nàng là đại nhân vật thái cổ niết bàn trọng sinh, hiểu biết riêng biệt về đạo thánh linh. Phong Phi Vân không phải loại ngông cuồng nên hết sức chăm chú nghe Phượng Hoàng Thiên Nữ chỉ dạy. Phong Phi Vân nói. Ta cũng thấy nên chọn một thánh linh làm thánh sư cho mình. Ta cảm thấy Hoa hậu đại thánh thích hợp cho ta học tập nhất, nhưng đến bây giờ chưa thấy truyền thừa đạo của Hoa hậu đại thánh. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói. Chỗ ta có một thần vật liên quan Hoa hậu đại thánh, có thể cho ngươi mượn xem xét. Nhưng ngươi có lĩnh ngộ được đạo của Hoa hậu đại thánh từ nó hay không thì phải xem ngộ tính thế nào. Ánh lửa chớp lóe trên người Phượng Hoàng Thiên Nữ như pháo hoa nở rộ. Một đoàn sáng đỏ thẫm bay ra từ rốn Phượng Hoàng Thiên Nữ, ánh sáng bao bọc cục đất hình tai. Đúng vậy, là đất bùn. Một lỗ tai nặn bằng đất. Cái tia đất nhìn rất bình thường, không có gì lạ, kiểu dáng không tỉ mỉ, cất địa lỏng lẻo tùy thời vỡ ra. Đây là... Phong Phi Vân nâng lỗ tai đất trong tay, cảm nhận vết cắt lỗ tai gập ghềnh như cưỡng ép cắt xuống từ tượng đất. Nếu là tu sĩ khá sẽ cho rằng đây là lỗ tai đất vô cùng bình thường. Nhưng Phong Phi Vân nhìn chăm chú vào nó như được chí bảo. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói. Lỗ tai đất là vô thượng báu vật trong thiên địa, dù thánh linh gặp cũng sẽ cướp giật. Nên ngươi không được để ai biết ngươi có lỗ tai đất, nếu không sẽ gặp họa sát thân. Ta cho ngươi mượn lỗ tai đất tham ngộ 100 năm, sau 100 năm dù ngươi có tham ngộ thấu đạo tắc thánh linh trong lỗ tai đất hay không ta sẽ lấy lại. Mao Ô Quy nhìn lỗ tai đất, con mắt tì hí trợn to hơn cả hột đào. Mao Ô Quy nói, trong truyền thuyết thần thoại Hoa hậu đại thánh từng dùng đất ngũ sắc luyện ra hai tượng đất một nam một nữ, lỗ tai đất chắc không phải từ hai tượng đất đó đi. Phượng Hoàng Thiên Nữ nhìn Mao Ô Quy, trả lời, đúng là tai trái của một pho tượng đất. Mao Ô Quy hút ngụm khí lạnh, liên hồi nói, thứ này đúng là không thể để lộ ra tiếng gió, nếu không sẽ vời đến sát kiếp. Phong Phi Vân cất lỗ tai đất vào trong người, lỗ tai đất lơ lửng trong cơ thể hắn. 40 thần thức chia ra 39 cái ngồi xếp bằng 39 hướng quanh lỗ tai đất, tham ngộ đạo thánh linh trong đó. Phong Phi Vân chỉ còn một thần thức khống chế thân thể, đi cùng Phượng Hoàng Thiên Nữ vào sâu bên trong Diệt Diễm Sơn. Phong Phi Vân tách thần thức ra, dục niệm trong não nhạt dần, đối xử với Phượng Hoàng Thiên Nữ tự nhiên hơn. Mao Ô Quy, Mao Thành Thật theo ao. Mao Thành Thật cõng vỏ hai tầng đỏ rực. Là Mao Ô Quy dùng vỏ sò hỏa vân thất tinh bối luyện ra, mai rùa cho nó. Mao Thành Thật nhìn hai người đi đằng trước, nhỏ giọng nói. Gần đây nhị đại gia gặp vận hoa đào. Mao Ô Quy nói.
dạo này hay có thiên chi kiêu nữ chủ động đưa lên cửa. Đầu tiên là cửu thiên tiên nữ, rồi thanh loan thánh nữ. Xem bộ dáng phượng hoàng thiên nữ cũng có ý với Phong Phi Vân, nếu không đã chẳng cho hắn mượn lỗ tai đất cực kỳ quý giá. Là bọn họ bị mù mắt tập thể hay tại thiên tượng thay đổi? Mao Thành thật nghiêm túc nói. Khi một nam nhân trở nên ưu tú, đủ mạnh thì sẽ có nữ nhân chủ động tìm đến. Không ngờ ngươi còn nhỏ mà hiểu biết sâu sắc, hơi có lý. Nếu Phong Phi Vân chỉ là một bán yêu đê tiện không thể đột phá vũ hóa cảnh, cửu thiên tiên nữ sẽ không nhìn hắn một cái, thanh loan thánh nữ sẽ tử hôn, phượng hoàng thiên nữ càng không giao tiếp với hắn. Nam nhân ưu tú thì chất lượng sinh hoạt cũng cao lên. Mao Ô Quy nói. Nhưng phượng hoàng thiên nữ làm người ta không nhìn thấu. Phượng hoàng thiên nữ như giấu trong sương mù, nàng chủ động thân thiện với Phong Phi Vân dường như có mục đích riêng. Không nhìn thâu được. Mao Thành thật hỏi. Chúng ta có nên nhắc nhở nhị đại gia không? Mao Ô Quy nói. Không cần, nếu Phong Phi Vân không nhìn ra điều này thì hắn không tư cách trùng kích thánh linh cảnh. Dọc đường đi bọn họ lại gặp mấy thú dữ đẳng cấp bán thánh, tu vi cực mạnh. Nhưng Phong Phi Vân, phượng hoàng thiên nữ giết hết. Trong đó có một con cua to biết phun lửa, tu vi siêu mạnh. Nó hơi càng to, chỉ ba kích đã đánh phượng hoàng thiên nữ bị thương. Thân thể phượng hoàng thiên nữ được Phong Phi Vân cứu, bọn họ bỏ trốn. Cơ thể phượng hoàng thiên nữ bị càng to đâm thủng, nhưng độ mạnh thân thể của nàng hơn Phong Phi Vân gấp mấy lần, rất nhanh lành vết thương. Phượng hoàng thiên nữ nói, con hỏa quỷ giải chắc đã tu luyện đến cảnh giới chuẩn thánh, chúng ta không phải đối thủ của nó, đành đi đường vòng. Phong Phi Vân đứng trên vùng đất nhô cao nhìn sâu trong diệt diễm sơn, nói. Lực lượng hỏa quỷ giải khá mạnh, chắc là một vương giả trong diệt diễm sơn. Chỉ có dòng sông thiên địa mới dựng dục ra thứ như nó được. Ta cảm thấy chúng ta cách dòng sông thiên địa rất gần, nếu đi đường vòng không chừng sẽ lạc vào tuyệt địa, hay bỏ qua dòng sông thiên địa. Ý của ngươi là vẫn tiến tới trước theo đường cũ. Nếu vậy chúng ta sẽ gặp con hỏa quỷ giải kia, dù hai ta hợp sức cũng không đánh lại nó được. Phượng hoàng thiên nữ ngẫm nghĩ, bổ sung thêm. Ta chỉ có thể sử dụng lực lượng yêu hậu một lần, nếu không đến lúc bất đắc dĩ tuyệt đối không được dùng. Nàng đi theo bên cạnh ta là được, để ta mở đường. Trong người hỏa quỷ giải có giải châu và quỷ não. Giải châu trợ giúp nàng tu luyện bất tử phượng hoàng thân, quỷ não giúp ta ngộ đạo. Cho nên hỏa quỷ giải phải chết. Phong Phi Vân gọi đế chủng ra, nhét thánh linh nội đan vào người đế chủng. Thánh thi khô héo toát ra khí thế cường đại, như thánh linh thật sự. Phượng hoàng thiên nữ nói. Trong cơ thể chuẩn thánh đã kết ra đạo tắc thánh đan, nếu hỏa quỷ giải muốn đi thì thánh thi ra tay cũng chưa chắc giết được, rất có thể dụ đến hỏa thú mạnh hơn. Được rồi, nếu ngươi muốn giết nó thì ta sẽ hết sức phối hợp. Ánh mắt phượng hoàng thiên nữ dịu lại nhìn Phong Phi Vân chăm chú, không làm trái ý hắn. Phong Phi Vân gật đầu, thả địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương. 164 con linh thú chiến thể ra, toàn là lực lượng đẳng cấp bán thánh. Chúng nó bao vây vạn dặm, co lại vòng vây vào giữa. Con hỏa quỷ giải cảm nhận lực lượng từ bốn phương tám hướng ập đến, nó nôn nóng táo bạo. Trên mặt đất bằng phẳng bốc cháy lửa tím, một ngọn núi đỏ thẫm phóng lên cao đâm thẳng tầng mây. Ngọn núi do xương sắc bén ngưng tụ ra, đó là một chân của hỏa quỷ giải, cao 3 vạn thước, lực lượng siêu cường đại. Hỏa quỷ giải cảnh cáo. Phượng hoàng, ngươi còn dám đến khiêu khích, bồn tọa đã từng ăn không chỉ một con phượng hoàng. Phượng hoàng thiên nữ nói. Nơi này là thánh địa do thánh hiền tộc ta tế luyện chiến binh để lại. Tiền bối tộc ta đến tìm di vật tổ tiên là chuyện đương nhiên, nhưng bị mãnh thú các ngươi nuốt mất, hôm nay là ngày chém đầu ngươi. Hỏa quỷ giải thô giọng nói. Ha 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 ha, buồn cười quá, chỉ bằng vào hai tiểu bối các ngươi. 2 vạn năm trước, một bán thánh bát trọng của phượng hoàng yêu tộc đã bị bổn tọa đánh chết, thành đồ ăn trong bụng bổn tọa. Các ngươi muốn báo thù, có bản lĩnh đó không? Khí thế hỏa quỷ giải hùng hồn, lực lượng dồi dào,